Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Tuyệt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, tập 24 chương 1151, lấy huyết còn huyết, ba, đang lúc xương quốc thống soái đắc ý vào dạt là lúc, soái trướng ở ngoài, lại thấy một người binh lính vội vã đuổi tiến vào, báo, thống soái khẽ nhíu mày, chuyện gì, bẩm báo đại soái Ganh ngoại bốn dặm ra, bỗng nhiên xuất hiện một chi đại quân, đại quân. Thống soái nghĩ nghĩ không cho là đúng nói, chẳng lẽ là thứ quốc bọn họ đã đắc thủ. Này không khỏi cũng quá nhanh chút, nhưng thấy rõ là nước nào quân đội, thống soái trên mặt không có nửa điểm kinh hoảng hiện giờ thích quốc đã là nỏ mạnh hết đà phóng nhãn thích quốc đại địa phía trên trừ bỏ bọn họ tứ quốc quân đội hẳn là lại vô bên đại quân nếu là minh hữu hắn lại có gì đáng sợ sợ chưa từng bởi vì khoảng cách có chút xa thuộc hạ thực sự không có thấy rõ thấy không rõ liền thôi đi xuống đi thống soái không chút nào để ý phất phất tay chính là còn chưa chờ thống soái nói âm rơi xuống đất lại một người binh lính vội vã tới rồi báo lại là chuyện gì thống soái có chút không kiên nhẫn nói thuộc hạ thuộc hạ xem xét đến kia chi quân đội lai lịch tên kia binh lính sắc mặt rõ ràng có chút khó coi nga nước nào thống soái lười nhác mở miệng cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái chỉ là cường ngạnh kéo túng khởi một người nữ tù thân thiết lên là là là, là viêm quốc cái gì trong nháy mắt thống soái trên mặt xuất hiện hiện lên vẻ kinh sợ, trực tiếp đem trong lòng ngực nữ tù ném ở trên mặt đất, thình lình giang đứng dậy, ngươi nói cái gì? Viêm. Viêm quốc. Ngươi thật sự không có nhìn lầm. Khi chi đội ngũ là viêm quốc tới, thống soái hàm răng có chút trung lên, xương quốc ở chư quốc bên trong chỉ có thể tính trung đẳng quốc gia, cùng thứ quốc bực này đại quốc so sánh với còn không có gì có thể so tính, nếu là tới rồi đệ nhất cường quốc viêm quốc trước mặt, khi mà khi thật là liền sách dày cũng không xứng, thuộc hạ xác định. Tên kia binh lính khẳng định nói, thống soái nháy mắt liền có chút luống cuốn, viêm quốc quân đội như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Viêm quốc khoảng cách thích quốc cũng không tính gần, êm đẹp. Viêm quốc quân đội như thế nào chạy đến thích quốc địa bàn thượng, thống soái nôn nóng ở soái trướng trung đi tới đi lui, soái trướng trung tên kia tướng quân cũng có chút hoảng loạn, hắn nghĩ nghĩ nói, có thể hay không vẫn là thứ quốc bên kia mời đến rốt cuộc thứ quốc đã liên hợp chúng ta tam quốc nếu là đừng nói giỡn liền thứ quốc bản lĩnh còn có thể mời đặng viêm quốc đại quân thống soái lập tức liền phủ quyết này một suy đoán viêm quốc cùng thứ quốc chi gian tuy rằng không có gì đại xung đột chính là trong lén lút quan hệ nhưng cũng không như thế nào hảo phải biết rằng thứ quốc vẫn luôn có muốn xưng bá ý niệm chỉ là thứ quốc thực lực hoàn toàn vô pháp cùng viêm quốc chống lại mới vẫn luôn đè nặng viêm quốc hoàng đế trừ phi choáng váng nếu không căn bản không có khả năng tiếp thu thứ quốc mời, kia. Đây là có chuyện gì, tướng quân rụt rụt bả vai, thống soái trong lòng có chút bất an, hắn chuyển động hồi lâu, thình lình gian nghĩ tới cái gì, lập tức hỏi hướng tên kia binh lính, khả năng nhìn ra viêm quốc quân đội, đại khái có bao nhiêu người, này, tên kia binh lính trong lúc nhất thời có chút khó khăn, hắn hảo một phen tự hỏi lúc sau mới nói, viêm quốc quân đội quá mức khổng lồ, thuộc hạ quét mắt thấy đi, ít nhất ít nhất ở trăm vạn phía trên, cái gì? Thống soái cả kinh, trực tiếp một mông ngồi ở ghế trên, trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, trăm vạn phía trên, viêm quốc quân đội từ trước đến nay là chư quốc bên trong thực lực nhất hung hãn, dù cho so không được thủy lân quân lấy một chọi mười hung tàn, chính là một mà chống đỡ tam kia cũng là dư giả, chương 1152, quần ẩu vả mặt thức thứ nhất, một, xương quốc thống soái tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, vì cái gì viêm quốc quân đội sẽ xuất hiện ở thích quốc cảnh nội, thả số lượng như thế nhiều, báo, lại là một người binh lính kinh hoảng nhập sổ, thống soái trắng bệt một khuôn mặt nói, lại. Lại là chuyện gì, viêm quốc đại quân chạy nhanh, chính hướng tới bên ta đại doanh tiến đến, loãng xoảng một tiếng, thống soái một cái không ngồi ổn, trực tiếp từ ghế trên ngã ngồi ở trên mặt đất, hắn mặt nháy mắt bạch dọa người, mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn trên trán chảy ra, viêm quốc rốt cuộc muốn làm cái gì bọn họ rốt cuộc muốn làm sao thống soái hoàn toàn hoảng loạn hắn cỡ nào hy vọng viêm quốc đại quân chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây chính là hiện giờ đối phương chính hướng tới bọn họ quân doanh chạy nhanh này rõ ràng là trực tiếp hướng về phía bọn họ mà đến thống soái chớ có kinh hoảng chúng ta xương quốc cùng viêm quốc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông nhiều năm cũng vẫn luôn vẫn duy trì tiến cống có lẽ có lẽ bọn họ đều không phải là tới khai chiến có lẽ là có bên sự tình, thống soái nếu không đi trước nhìn xem tình huống, nếu là có chuyện gì hoặc là hiểu lầm, đi trước giải khai, để tránh xuất hiện sự tình gì mới hảo. Trong trướng tướng quân chặn lại nói, thống soái nuốt nuốt nước miếng, dãy dụa đứng lên, lúc này hắn nơi nào còn có vừa rồi đắc ý, một khuôn mặt thượng mồ hôi lạnh liên tục, mau. Mau mang ta đi nhìn xem, hy vọng chỉ là hiểu lầm. Thống soái run run rẩy rẩy đứng lên, một đôi tay đều bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Đại doanh ở ngoài, đã có thể thấy kiêu uy vũ hùng tráng trăm vạn hùng binh, chậm rạp quân đội phía trên, viêm quốc cờ xí theo gió phiêu lãng, hai quân thượng có một khoảng cách, chính là đứng ở xương quốc đại doanh bên trong các binh lính, cũng đã có thể cảm nhận được đại địa chấn động, xương quốc đại doanh nội, sở hữu binh lính đều khẩn trương nhìn viêm quốc đại quân không ngừng đẩy mạnh, để nhất cường quốc khí thế giống như cái đỉnh mây đen, áp bọn họ mỗi người đều không thở nổi những cái đó còn ở tranh đoạt chia cắt thích quốc chiến lợi phẩm các binh lính cũng hoàn toàn không dám lại ầm ĩ yên tĩnh đại doanh bên trong chỉ có tiếng gió mang đến tiếng bước chân từng tiếng đạp ở mọi người trong lòng xương quốc thống soái vội vã chạy tới đại doanh đằng trước nhìn đầy khắp núi đồi viêm quốc binh lính một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng trên mặt càng là nửa điểm huyết sắc cũng không có còn chưa khai chiến chỉ là thấy được viêm quốc quân dung cũng đã làm hắn trong lòng run sợ trong tay hắn mấy chục vạn đại quân căn bản vô pháp cho hắn bất luận cái gì một chút tin tưởng, ở viêm quốc thiết kỵ trước mặt, hắn hai chân nhịn không được phát trung, mắt thấy viêm quốc đại quân càng ngày càng gần, kia thống soái toàn thân đều nhịn không được trung lên lên, hắn nỗ lực áp chế nội tâm sợ hãi, đem linh lực quán chú ở giọng nói thường, mở miệng nói, không biết viêm quốc khách quý nhóm tiến đến có chuyện gì. Ta chờ bất quá là đi ngang qua nơi đây, nếu là làm phiền chư vị, còn thỉnh chư vị cấp cái minh lời nói ta chờ cũng hảo biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào, ở linh lực thúc dục hạ, thống soái thanh âm truyền khắc rộng lớn đại địa, quanh quẩn ở mọi người bên tai, nhiên, viêm quốc đại quân lại không có chút nào tạm dừng, như cũ cấp tốc tới gần, thả vô nửa điểm đáp lại, xương quốc thống soái chậm chạp không có chờ đến viêm quốc đáp lại, trong lòng sợ hãi càng thêm nùng liệt, hắn nhịn không được lại một lần mở miệng, thanh âm đều mang theo một tia run rẩy. viêm quốc bằng hữu, có không mở miệng nói chuyện ta chờ chính là xương quốc quân đội, xương quốc đối viêm quốc luôn luôn cung kính, không biết hay không có gì hiểu lầm, còn thỉnh viêm quốc các tướng quân khai cái khẩu. Ta xương quốc tuyệt không sẽ đối viêm quốc có bất luận cái gì vô lễ chỗ. Nếu là chư vị cần đi trước, ta chờ lập tức nhổ trại, nhường đường, chương 1153, quần ẩu vả mặt thức thứ nhất, hai, viêm quốc đại quân trước nhất đoan. Quân vô tà đón gió dục ngựa, bên tai không ngừng vang lên xương quốc thống soái cầu hòa thanh, chính là nàng trên mặt lại không có nửa điểm độ ấm trong lòng ngực kia cái thụy lân quân hàng hiệu theo chiến mã chạy như điên không ngừng va chạm nàng ngực kia dấu vết thụy lân quân quân hồn hàng hiệu đang ở không ngừng hướng nàng kể rõ trận này chiến dịch thảm thiết bệ hạ đi theo quân vô tà phía sau lôi sâm ở nghe được xương quốc thống soái không ngừng hô lên nói sau không cấm ra tiếng xương quốc bực này tiểu quốc ở viên quốc trong mắt không đáng kể chút nào bất quá xương quốc luôn luôn quy củ mỗi năm thượng cống chưa bao giờ khuyết thiếu quá nhìn quân vô tà một đường đại quân trước đột lôi sâm đáy lòng sinh ra một tia kinh ngạc quân vô tà hoàn toàn mặc kệ xương quốc thống soái tiếng hô tốc độ không giảm mảy may này rõ ràng là tính toán trực tiếp nhảy vào xương quốc đại doanh lôi sâm vốn tưởng rằng quân vô tà sẽ mang binh nhập thích quốc vì chính là lân vương phủ đại tiểu thư chính là hiện giờ hắn lại sẽ không lại như vậy cảm thấy bực này sát khí nghiêm nghị quân vô tà hắn chưa bao giờ gặp qua phản phất nàng không phải tới cứu người mà là tới huyết tẩy tứ quốc đại quân sát quân vô tà nheo nheo mắt lạnh lẽo hai tròng mắt ấp ủ vô cùng sát ý nàng cái gì cũng không muốn nghe cái gì cũng không muốn nói nàng trong lòng chỉ có một cái tín niệm nàng muốn đem này đàn kẻ xâm lấn vĩnh viễn mai táng ở thích quốc đại địa phía trên lấy huyết còn huyết ăn miếng trả miếng quân vô tà sát lệnh đã hạ viêm quốc đại quân đột kích vọt mạnh bọn họ là binh lính không cần biết nguyên nhân chỉ cần đem quân chủ mệnh lệnh quán triệt đi xuống, quân vô dược dục ngựa với quân vô tà sóng vai mà đi, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được quân vô tà giờ này khắc này phẫn nộ, xương quốc đại doanh liền ở trước mắt, hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thon dài dáng người thình lình giang tự tuấn mã thượng bay lên, giống như từ trên trời giáng xuống thần chi, hắn nhanh nhẹn bay về phía xương quốc đại doanh. Sương quốc thống soái khiếp sợ nhìn tên kia tự giữa không trung bay tới tuấn Mỹ Nam Tử, một đôi mắt trừng tới rồi cực hạn. Khi tuấn Mỹ tuyệt luân nam tử ưu nhã phi đến xương quốc đại doanh bên trong, trắng nõn đẹp đôi tay ở giữa không trung nhẹ nhàng đảo qua, một trận cuồng phong nháy mắt ở xương quốc đại doanh bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, khi cuồng phong bên trong hỗn tạp một đoàn màu đen sương mù, giống như tử thần lưỡi hái, đem cuồng phong bốn phía sở hữu xương quốc binh lính cuốn vào, trong phút chốc, nùng liệt mùi máu tươi ở trong không khí nổ tung, màu đen gió xoáy bên trong, huyết quang văng khắp nơi thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ cuồng phong trung truyền đến, binh khí, khôi giáp, cùng cốt nhục bị vặn vẹo cắn nát thanh âm rắc kéo truyền khắp mỗi người trong tai, ngô phụng viêm quốc bệ hạ chi danh, đưa ngươi chờ lên đường, quân vô dược ưu nhã đạp không khí, lập giữa không trung bên trong, quanh thân lưỡng đạo màu đen gió xoáy một tả một hữu, máu tươi như mưa điểm sái lạc. Lần đến xương quốc đại doanh mỗi một chỗ, ấm áp máu tươi, còn kèm theo một ít thịt nát bùng bùng nện ở xương quốc những cái đó binh lính trên người, vị kia thống soái trên mặt thình lình giang đã bị máu tươi nhiễm hồng, hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, nhìn kia giống như ác quỷ làm người sợn tóc gáy tuấn mỹ nam tử, chớp mắt thời gian, chỉ là nhẹ nhàng quét động thủ trưởng, xương quốc đại quân bên trong, gần ngàn danh sĩ binh ở trong chớp mắt hóa thành huyết nhục, bọn họ thậm chí còn, căn bản là không có ý thức được, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, quân vô dược đứng ở huyết vũ bên trong, yêu dị con ngươi nổi lên điểm điểm màu tím sát khí. Hắn đôi tay hơi hơi nâng lên, nên đón kia sái lạc huyết vũ, khóe miệng gợi lên một mặt tà mị độ cung, chương 1154, quần ẩu vả mặt thức thứ nhất, ba, khiến cho hắn, vì tiểu tà nhi mở ra trận này báo thù giết chóc chi chiến, lấy máu tươi tế điện những cái đó thụy lân quân chết đi vong hồn, máu tươi rửa sạch xương quốc binh lính trong lòng sợ hãi, đưa bọn họ đi bước một đẩy hướng vô tận vực sâu, vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta cũng không tính toán cùng viêm quốc là địch A đây là hiểu lầm. Này nhất định là có cái gì hiểu lầm, xương quốc thống soái hai chân hoàn toàn mềm, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy đáng sợ giết chóc, khoảnh khắc chi gian ngàn nhân tính mệnh chôn vùi một người tay, khi giống như ác quỷ nam nhân, rốt cuộc là người nào, quân vô dược chỉ là cười tủng tỉm nhìn xương quốc thống soái sớm tại xương quốc quân đội bước vào thích quốc lãnh thổ một nước kia một khắc khởi, liền chú định bọn họ đem chết ở chỗ này. Viêm quốc đại quân ầm ầm gian nhảy vào xương quốc đại doanh, tấn mảnh mãnh liệt thế công, đánh xương quốc đại quân không hề có sức phản kháng, thiên hạ đệ nhất đại quốc quân đội, lại há là một cái nho nhỏ xương quốc có thể so, thiết kỵ xung phong liều chết nhập doanh, cường tráng chiến mã ở nháy mắt đem xương quốc ngốc lăng các binh lính đâm bay, thiết kỵ dưới, chặt đứt từng điều tánh mạng, đem những cái đó đôi tay nhiễm có thủy lân quân máu tươi mọi người, một cái tiếp theo một cái đưa vào địa ngục, ở loạn quân từ giữa, xương quốc thống soái hoàn toàn hoảng loạn viêm quốc thiết kỵ từ hắn quanh thân điên cuồng nhảy vào lại cô đơn đem hắn một người lưu tại tại chỗ đã không ai công kích hắn cũng không có người để ý tới hắn nhìn chính mình thủ hạ đại quân ở viêm quốc thiết kỵ đánh sâu vào hạ quân lính tan rã xương quốc thống soái tâm hoàn toàn ngã vào đáy cốc hắn vốn tưởng rằng xương quốc mấy chục vạn đại quân hẳn là còn có thể căng một đoạn thời gian chính là đương hắn kiến thức đến viêm quốc đại quân dũng mãnh lúc sau hắn hoàn toàn tuyệt vọng Viêm quốc thiết kỵ tuy rằng sao không được thủy lân quân như vậy hung tàn mạnh mẽ, chính là chỉnh thể phối hợp cùng cường độ lại cực cao, thả số lượng thượng có chiếm hữu ưu thế áp đảo, lại là ở xương quốc đại quân không hề phòng bị dưới tiến công. Xương nền tảng lập quốc liền sợ hãi viêm quốc cường thế, càng là nhất không nổi nửa điểm chiến ý, chỉ có thể một mặt bị động bị đánh, vì cái gì? Vì cái gì? Xương quốc chưa bao giờ đắc tội quá viêm quốc. Viêm quốc vì sao phải cử đao tương hướng? Viêm quốc thân là đệ nhất đại quốc. Thế nhưng làm bực này đánh lén sự tình, truyền ra đi, sẽ không sợ bị người trong thiên hạ nhạo bán sao. Thống soái sợ hãi rống, hắn không thể tin được hết thảy thế nhưng cứ như vậy đã xảy ra, ở bọn họ tiêu diệt thích quốc đại quân, chuẩn bị ngồi mát ăn bát vàng thời điểm, lại bị người ngạnh sinh sinh đánh nát mộng đẹp, thình lình giang, một cái lạnh lẽo thanh âm, ở xương quốc thống soái trên đỉnh đầu vang lên. Thích quốc tội gì? Tứ quốc vì sao liên thủ tiến công? Thích quốc tội gì? Tứ quốc có từng đã cho nó nửa điểm chuẩn bị cơ hội, thanh âm kia giống như một đạo sấm sét, bổ vào kia thống soái trên đầu, hắn thình lình gian ngẩng đầu, đón ánh mặt trời, hắn nhìn đến ở ngồi ở tuấn mã phía trên, nghịch quan thân ảnh, người nọ người mặc một thân màu bạc khôi giáp, quan ảnh dưới, làm người thấy không rõ nàng khuôn mặt, chỉ là kia cổ lượng lờ ở nàng quanh thân sát khí làm kinh nghiệm xa trường thống soái đều cảm thấy da đầu tê dại, là thứ quốc. Là thứ quốc. Là thứ quốc muốn chúng ta làm như vậy. Chúng ta không phải thứ quốc đối thủ, chỉ có thể nghe bọn hắn điều khiển, thống soái kinh hoảng hàm răng rung lên, kia nghịch quan thân ảnh giống như ác mộng giống nhau, làm hắn kinh hồn tán đảm, chúng ta. Chúng ta cũng không phải thật sự muốn tấn công thích quốc, đây đều là thứ quốc chủ ý, thống soái nghe ra người nọ trong miệng chất vấn, hắn không rõ, vì sao viêm quốc sẽ đột nhiên như vậy để ý thích quốc như vậy một cái tiểu quốc sinh tử, chương 1155, quần ẩu vả mặt thức thứ nhất, 4, này đó là Các ngươi tấn công thích quốc nguyên nhân Kia thân ảnh trong miệng nói đột nhiên nhẹ rất nhiều, liền ở tên kia thống soái cho rằng chính mình có thể tránh được một kiếp thời điểm, một cái màu đen thân ảnh, không ngờ gian từ một bên chạy trốn ra tới, giống như thật lớn hát báo mảnh thú, đột nhiên đem kia thống soái phát gục trên mặt đất nó mở ra bồn máu mồm to, răng nanh sắc bén triển lộ ở thống soái trong mắt. A à a, à, dương quan chớp động, chiếu sáng tên kia chiến mã phía trên người dung mạo, này vừa thấy, lại làm kia thống soái trong lòng giật mình, ngồi trên chiến mã phía trên, thế nhưng là một cái tuổi tác bất quá 15 tuổi tả hữu thanh tú thiếu niên, kia thiếu niên thân xuyên bạc da, hai mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý, căng chặt khóe miệng, hiển lộ ra nàng bạo nộ, nàng cao cao tại thượng, nhìn xuống bị màu đen cự thú ấn ngã xuống đất thống soái lạnh băng đôi mắt giống như là đang xem một cái người chết rõ ràng là như vậy niên thiếu chính là thống soái lại ở kia thiếu niên trên đầu thấy được tượng trưng cho viêm quốc đế vương ngọc quang thiếu niên này thế nhưng là viêm quốc hoàng đế thống soái quả thực không thể tin được hai mắt của mình liền ở phía trước không lâu bọn họ mới vừa nghe nghe thấy một cái kinh người tin tức viêm quốc tiên đế đột nhiên thoái vị đem ngôi vị hoàng đế nhường cho viêm hoàng chiếc những người sở hữu nhưng ở tin tức truyền ra đi cùng ngày vị kia vừa mới trở thành viêm quốc hoàng đế người lại đột nhiên từ viêm quốc đế đô trung tin tức không có người biết nàng rốt cuộc là người nào cũng không có người biết nàng đi nơi nào thống soái nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy viêm quốc tân quân thế nhưng là ở thích quốc lãnh thổ một nước bên trong thứ quốc cùng mặt khác hai nước đại quân ở nơi nào quân vô tà hơi hơi nheo lại đôi mắt không đủ, còn chưa đủ, một cái xương quốc đại quân, căn bản không đủ để tắt nàng trong lòng hận ý, nàng vĩnh viễn vô pháp quên, ở nàng nhìn đến những cái đó ngã vào thích quốc đại địa thượng thủy lân quân nhóm thi hài hình ảnh, vĩnh viễn cũng quên không được những cái đó kênh kênh ở bọn họ thi thể trên không xoay quanh, gặm thực bọn họ huyết nhục ác mộng, thủy lân quân trung đường đường Nam Nhi, huyết nhiễm sa trường, bảo vệ quốc gia. Đó là nàng gia gia khuynh tận cả đời tâm huyết bồi dưỡng ra tới quân đội, lại ở tứ quốc liên thủ dưới bị như vậy tàn sát thủy lân quân thù từ nàng tới báo thích quốc bút bút nợ máu nàng muốn nhất nhất từ tứ quốc trên người đòi lại tới bọn họ bọn họ đã tới rồi tới rồi thích quốc hoàn thành thống soái hoảng sợ mở miệng hắn không biết vì sao thế nhưng sẽ như thế sợ hãi một cái như vậy niên thiếu thiếu niên quân vô tà trên mặt độ ấm ở nháy mắt quy về không điểm nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thích quốc hoàn thành phương hướng Gia Gia. Tiểu Thúc, giết hắn. Quân vô tà cắn răng nói, hắc thú trong dây lát mở ra mồm to, một ngụm cắn hạ xương quốc thống soái hầu cốt, đỏ tươi máu như nước suối phun tung tóe. sái quân vô tà một thân, nhiễm hồng nàng một thân màu bạc khôi giáp, ca. Quân vô tà thình lình giang cao giọng kêu gọi nói, quân vô dược thân ảnh nhanh nhẹn từ vạn quân từ giữa quá thoáng hiện, hắn cả người nhuộm đầy máu tươi, lại không có một giọt đến từ chính hắn bản thân, ân mang ta đi hoàn thành. Lập tức, quân vô tà một lòng rớt vào hầm băng, một đường tiến đến, nàng đã thấy được vô số thụy lân quân thi thể, nàng không biết trận này đại chiến bên trong, có bao nhiêu thụy lân quân bị chết, chính là nàng rất rõ ràng một chút, tam quốc đại quân tới gần hoàn thành, thích quốc đã lâm vào tuyệt cảnh, nàng không bao giờ có thể nhiều trì hoãn một phút thời gian, nàng cần thiết, lập tức chạy tới hoàn thành, chương 1156, hoàn thành chi nguy, một bởi vì xương quốc đại quân còn chưa tiêu diệt quân vô tà yêu cầu lập tức chạy tới hoàn thành chỉ có thể từ quân vô dược mang theo nàng lăng không phi hành thích quốc hoàn thành khói thuốc súng tràn ngập mũi tên như mưa thủy bay vụt không ngừng có binh lính từ trên tường thành trung mũi tên rơi xuống nhưng là thực mau kế tiếp binh lính lại sẽ lại lần nữa xông lên bổ khuyết chỗ trống cầm cung xả kích hoàn thành cửa thành nhắm chặt tam quốc đại quân mạnh mẽ đánh sâu vào muốn công phá cửa thành cửa thành nội vô số binh lính gắt cao chống lại cửa thành, từng cây thô tráng tấm ván gỗ bị nâng tới rồi cửa thành chỗ, chặt chẽ đứng vững bị không ngừng va chạm cửa thành, mau. Cung tiễn binh đuổi kịp. Quân thanh đứng ở bên trong thành chỉ huy quân đội thủ thành, ngoài thành dày đặt mũi tên đã lướt qua tường thành, trực tiếp bay vào trong thành, trong đó hỗn loạn đông đảo hỏa tiễn, bên trong thành tường thành chung quanh sở hữu binh lính đều tay cử tấm trắng, ngăn trở kia rơi xuống mũi tên len ken len ken giòn tiếng vang ở trong thành từng mảnh nổ tung đỏ đậm hỏa tiễn rơi xuống đất liền bốc cháy lên một mảnh biển lửa tốc độ đem hỏa dập tắt quân thanh hận không thể có thể phân thân nhiều người hiện giờ binh lâm thành hạ bọn họ chỉ có tử thủ trụ hoàn thành một khi cửa thành bị phá như thủy triều mãnh liệt tam quốc đại quân liền sẽ tiến quân thần tốc hoàn thành trung binh lính căn bản không đủ để ngăn cản bên ngoài trăm vạn hùng binh hoàn thành bên trong sở hữu bá tánh đều tránh ở trong nhà tránh né mưa tên đánh sâu vào, những cái đó thân cường thể kiện bọn nam tử đã từ bỏ trốn tránh, bọn họ thân là bá tánh, lại vào giờ phút này đứng dậy, bọn họ không có cao cường linh lực, cũng không có cường đại giới linh, chính là bọn họ lại có đôi tay. Trong thành cháy, bọn họ đề thủy cứu viện, binh lính trọng thương, bọn họ đem người kéo đi mang đi trị liệu, hiện tại trong thành. Chỉ có những cái đó người già phụ nữ và trẻ em có thể an tĩnh trốn tránh lên, còn thừa, sở hữu có hành động năng lực người trưởng thành, đều gia nhập trận này bảo quốc chi chiến. Tam quốc binh lính chuẩn bị mạnh mẽ đạn tường, canh giữ ở trên tường thành thích quốc binh lính đem dầu hỏa hắt ở thang mây phía trên, một phen hỏa bật lửa thang mây, ngăn cản sở hữu quân địch xâm lấn, tiếng lỗ mạnh cùng rên rỉ tiếng vang triệt phía chân trời. Mặt thiển nguyên đứng ở trong thành, nhìn hoàn thành trung hỗn loạn cục diện, một lòng gắt gao nắm khởi, hắn không màn các đại thần phản đối, tự mình mặc giáp ra trận, hắn là thích quốc quân vương, sao có thể trốn tránh với trong cung tùy ý hắn quân đội, hắn con dân bên ngoài vứt sái nhiệt huyết, cửa thành ở bị không ngừng va chạm, gia cố sau cửa thành ở liên tục không ngừng va chạm hạ đã xuất hiện một đạo cái khe, không ngừng chấn động, làm vụn gỗ sôi nổi rơi xuống, giống như này thích quốc cuối cùng dãy dụ, lung lay sắp đổ, tất cả mọi người ở ngoan cường chống cự, nhưng mà mỗi người đều rất rõ ràng, bọn họ này một phen chống cự. Cuối cùng sẽ trở thành phí công hư vô, ngoài thành, 300 đại quân là cỡ nào mãnh liệt, thành phá, chỉ là vấn đề thời gian, chính là, ai cũng không muốn vào lúc này từ bỏ, đây là bọn họ quốc gia, là bọn họ cố thổ, mặc dù chiến tận cuối cùng một giọt huyết, bọn họ cũng không muốn trở thành vong quốc nô, mặt thiển nguyên đứng ở trên đường cái, nhìn sôi nổi hỗn loạn bá tánh, nhìn bọn họ lợi dụng bọn họ kia bình phàm vô kỳ giới linh, ở chống đỡ hoàn thành không bị công phá, nhìn trong tay bọn họ cầm lấy nông cụ nhìn bọn họ gào rống vọt tới cửa thành hạ, củ khởi cơ bắp liều chết cùng bọn lính cùng nhau lấp kín cửa thành, hắn hốc mắt ở nháy mắt trở nên nóng bỏng, hắn cả đời này, đã trải qua rất nhiều, giết cha, xoáng vị, tay chân tương tàn. Bước lên này thích quốc ngôi vị hoàng đế, hắn cũng không biết, khoác hoàng bào, hắn có được không chỉ là địa vị với quyền thế, hai bờ vai còn gánh vác thích quốc tồn vong chi nguy, hắn cũng không biết, thích quốc các bá tánh, thế nhưng sẽ dưới tình huống như thế đứng ra chương 1157, hoàn thành chi nguy, hai, hắn cũng không biết, khoác hoàng bào, hắn có được không chỉ là địa vị với quyền thế, hai bờ vai còn gánh vác thích quốc tồn vong chi nguy, hắn cũng không biết, thích quốc các bá tánh, thế nhưng sẽ dưới tình huống như thế đứng ra, giờ khắc này, mặt thiển nguyên vì chính mình sinh với cái này quốc gia mà cảm thấy tự hào, hắn cả đời này nhất vinh quang sự tình, đó là trở thành thích quốc quân vương, vì thích quốc con dân. Vì thích quốc quân đội cảm thấy kiêu ngạo, thích quốc tuy nhỏ, chính là thích quốc trên dưới, quân dân một lòng, bảo vệ quốc gia, thề sống chết bảo vệ thích quốc tôn nghiêm, bực này quân đội, bực này bá tánh, là cỡ nào khó được, thích quốc mặc dù hủy diệt, chính là thích quốc người kia căng lưng cũng sẽ không công, hà làm ngọc vỡ còn hơn nói lành, lân vương. Cửa thành muốn đỉnh không được. Chống cửa thành binh lính hoảng sợ hướng tới tọa trấn trong thành quân tiễn nói, trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi, không phải sắp đối mặt quân địch, nên đón tử vong sợ hãi, mà là gia quốc hủy diệt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thích quốc từ kiến quốc đến nay, trải qua bao nhiêu lần lớn lớn bé bé chiến dịch, đánh lui nhiều ít cường địch xâm lấn, bọn họ tuy rằng không coi là cường quốc, lại có bọn họ tín ngưỡng, bọn họ gìn giữ đất đai bảo gia, đó là vì chính mình tín ngưỡng bất diệt, quốc gia không phá, ở trong chiến loạn đau khổ giải dụa, thật vất vả nên đón một đoạn thời gian yên vui, chính là hiện giờ. Hết thảy liền đều phải kết thúc sao? bọn họ không cam lòng không cam lòng quân tiễn cho mày một khi cửa thành bị phá trong thành binh lính có thể căng bao lâu trên tay hắn thụy lân quân đã dư lại không nhiều lắm mặt khác thích quốc đại quân cũng đang không ngừng giảm mạnh còn có thể hay không căng quá hôm nay quân tiễn vô pháp xác định hắn thân kinh bách chiến là từ máu tươi bên trong bò ra tới quân hồn chính là hiện giờ đối mặt thích quốc tuyệt cảnh hắn lại nghĩ không ra bất luận cái gì phá giải phương pháp ngươi chờ thụy lân quân nghe lệnh Quân tiễn thình lình giang tiến lên một bước, trong thành sở hữu may mắn còn tồn tại Thụy Lân Quân đều theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng về phía quân tiễn. Tự Thụy Lân Quân thành thành lập kia một ngày khởi, ta cùng chư vị lão tướng, liền biết chúng ta này chi quân đội, đem vĩnh viễn bảo hộ thích quốc tranh giới, hiện giờ quốc nạn ở phía trước, một trận chiến này, sẽ trở thành chúng ta Thụy Lân Quân cuối cùng một trận chiến. Ta quân tiễn, cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Chính là có thể có các ngươi này đàn trung nghĩa thiết huyết chi sư hôm nay, mặc dù dùng hết cuối cùng một hơi, cuối cùng một giọt huyết, cũng không cần bôi nhọ chúng ta Thụy Lân Quân thanh danh. Mặc dù ngày sau này thiên hạ gian lại vô Thụy Lân Quân này ba chữ, chúng ta cũng muốn người trong thiên hạ nhớ kỹ. Thích quốc, đã từng có một con lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật cùng chiến bộ đội. Một chi vĩnh không nói bại quân đội, này trạm cuối cùng, đều cho ta đánh ra Thụy Lân Quân tâm huyết. Quân tiễn ngẩng đầu lên, Ánh mắt kiên định bất di, cuồng phong dưới, hắn giống như về tới năm đó, song thập niên hoa, anh tư táp sản, dẫn theo vừa mới thành lập Thủy Lân quân, lao tới sa trường, sát, 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 trung trời tiếng hô, từ sở hữu Thụy Lân quân trong miệng bùng nổ, bọn họ không sợ tử vong, không sợ sa trường, bọn họ sinh ra đó là với huyết chiến làm bạn quân hồn, sinh với chiến trường, chết vào chiến trường, là bọn họ cuối cùng vinh quang. Thụy Lân quân khí thế đánh sâu vào phía chân trời, khi đinh tai nhức ốc tiếng hô, trống ra bao nhiêu người trong lòng nhiệt huyết, trống ra Thụy Lân quân dùng không công chiếc quốc khí, quân tiễn hít sâu một hơi, cùng đứng ở trên tường thành quân thanh nhìn nhau, quân thanh gật gật đầu, đối với chính mình phụ thân triển lộ một cái thuộc về nhi tử ý cười, quân tiễn thu hồi tầm mắt, rút ra bên hông lợi kiếm, đối với cửa thành, trầm hạ cuối cùng nổi lòng, chương 1158, hoàn thành chi nguy, 3 thích quốc hoàn thành ở ngoài, tam quốc đại quân lúc sau, thứ quốc thống soái tọa trấn phía sau, khít mắt, nhìn kia bị chiến hỏa che giấu thành trì, ở hắn bên người, một người người mặc bạch y tuấn Mỹ thanh niên, thản nhiên ngồi trên lưng ngựa, nhìn hoàn thành bên trong hỗn loạn, khóe miệng mang theo lười nhát ý cười, như vậy tiểu nhân quốc gia, thế nhưng còn phế đi nhiều như vậy tâm tư, bên này là các ngươi thứ quốc lực lượng, tuấn Mỹ thanh niên kinh miệt nhìn thứ quốc thống soái trong mắt không thấy nửa điểm tôn trọng chi ý đối mặt thanh niên nghi ngờ cùng trào phúng, thứ quốc thống soái lại không dám có nửa điểm phản kháng, chỉ có thể nói, thích quốc tuy nhỏ, chính là lại là chư quốc bên trong khó nhất gặm xương cứng, nó toàn bộ quốc gia diện tích, không kịp thứ quốc một phần năm, chính là bọn họ lại có được nhất cường đại một chi quân đội, nếu là không có kia chi quân đội, thích quốc ở chư quốc phân tranh dưới, đã sớm đã mất đi tự bảo vệ mình năng lực, thích quốc tuy rằng muốn bại, chính là thứ quốc thống soái lại đánh đáy lòng kính trọng kia chi đệ nhất cùng chiến bộ đội mặc dù hôm nay thích quốc hủy diệt thụy lân quân cũng là tuy bại hãy còn vinh quốc phá sai không ở với bọn họ mà là ở chỗ này quốc gia tiền nhiệm đế vương ngu ngốc a à, này bất quá là lấy cớ thôi ta lại cứ không tin ở loại địa phương này thật sự sẽ có cái gì bách chiến bách thắng quân hồn rốt cuộc là các ngươi quá mức nhỏ yếu tấn công như vậy một cái tiểu quốc thế nhưng còn muốn vận dụng tứ quốc lực lượng hao phí nửa tháng thời gian thật sự là vô dụng. Thanh niên cười lạnh một tiếng, thứ quốc thống soái cho mày, cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, ta chờ đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ hoàn thành. Thanh niên liếc thống soái liếc mắt một cái nói, cần gì như vậy bất mãn, này bút giao dịch, chính là các ngươi bệ hạ cầu chúng ta dưỡng hạ, nếu không phải hắn đau khổ cầu xin, này thiên hạ giang, muốn cho chúng ta hiệu lực người chính là nhiều đi, không có ngươi nhóm thứ quốc, chúng ta còn có thể đi tìm viêm quốc. Lại nói, này bút giao dịch đối với các ngươi thứ quốc mà nói, cũng hoàn toàn không có hại, diệt một cái thích quốc, chúng ta bắt được chúng ta muốn đồ vật, mà các ngươi tắc có thể đạt được lực lượng cường đại, cớ sao mà không làm, các ngươi rốt cuộc muốn chính là cái gì? Thứ quốc thống soái bất an nhìn thanh niên, này thanh niên tuổi tác thoạt nhìn bất quá 20 xuất đầu, thực lực lại cường kinh người, bọn họ thứ quốc đệ nhất cao thủ, ở hắn trước mặt, lại liền nhất chiêu cũng căng bất quá đi, bọn họ tìm được thứ quốc hoàng đế, trong lén lút làm cái gì giao dịch, hắn không thể hiểu hết, chỉ biết bọn họ nhiệm vụ, chính là hủy diệt thích quốc, công phá thích quốc hoàn thành lúc sau, trợ giúp thanh niên tìm kiếm một thứ, thanh niên nói, này cũng không phải là ngươi nên hỏi, thứ quốc thống soái cắn răng cúi đầu, nhưng mà, nhưng vào lúc này, một trận rối loạn thanh, không ngờ gian từ bọn họ đại quân phía sau truyền đến, thứ quốc thống soái quay đầu đi, lại thấy một chi quân đội thình lình gian nhằm phía tam quốc đại quân, chuẩn xác tới nói, kia không coi là một chi chân chính quân đội, kia quân đội bên trong mọi người, đều là từ một ít bá tánh tạo thành, bọn họ trên người ăn mặc đơn sơ đằng giáp, trong tay múa may đao kiếm, thậm chí còn có chút người cầm cồng kềnh nông cụ, bọn họ rải rác. Bước chân hỗn độn gào rống nhằm phía tam quốc đại quân trận doanh, thanh niên kinh ngạc nhìn đám kia không chính hiệu quân, dùng một loại cực kỳ buồn cười ngữ khí nói, hà 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 hà. ha 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 ha. Ha ha ha. Đây là thích quốc. Ha 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 đây là thích quốc quân đội. Thiên A, à, này thật sự là ta đã thấy nhất thú vị quân đội, thứ quốc thống soái lại trong lòng chấn động, kia không phải thích quốc quân đội, mà là thích quốc bá tánh, chương 1159, hoàn thành chi nguy, 4, những cái đó tuổi bất đồng, quần áo bất đồng mọi người, đúng là thích quốc các đại thành trì bên trong bình dân bá tánh, bọn họ ở trong chiến loạn bị bắt thoát đi chính mình thành trì, một đường bôn đào, một đường kinh hoảng, bọn họ muốn đuổi tới hoàn thành, Tìm kiếm cuối cùng một tia hy vọng, chính là khi bọn hắn thấy được Hoàng Thành bị vây, kia một khắc. Bọn họ hoàn toàn phẫn nộ rồi, sát A. À. Thượng có chút non nớt thiếu niên dơ dao chẻ củi sông vào đám người trước nhất đoan, hắn hai mắt sung huyết, trong mắt tràn đầy những cái đó làm hại bọn họ tan nhà nát cửa tam quốc đại quân, Hoàng Thành không thể phá, thích quốc không thể diệt, đây là từ trước tới nay, thực lực yếu nhất một chi quân đội đồng dạng cũng là liền không chính hiệu quân đều không thể xưng là đội ngũ, chính là ở quốc gia nguy vong là lúc, bọn họ lại trở thành nhất anh dũng một chi quân đội, hoàn thành trên tường thành, quân thanh đã làm tốt cùng tam quốc đại quân một trận tử chiến chuẩn bị, chính là hắn lại ở tam quốc đại quân phía cuối, thấy được như vậy một chi không chính hiệu quân, hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, hắn thực cốt bạch kêu bay đến không trung bên trong, đem nó nhìn đến hết thảy truyền truyền đạt cho quân thanh. Quân Thanh quả thực không thể tin được, thích quốc bá tánh thế nhưng sẽ ở tình hình chiến đấu nhất kịch liệt thời điểm nhảy vào chiến trường bọn họ đến từ bất đồng thành trì bất đồng địa phương lại có giống nhau là tương đồng bọn họ trên người đều lưu trữ thích quốc bất khuất nhiệt huyết quân thanh cả người nhịn không được phát trung ở thực cốt bạch kiêu tầm mắt bên trong hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi những cái đó anh dũng không chính hiệu quân bị tam quốc đại quân nghiền áp hình ảnh những cái đó qua tuổi nửa trăm lão giả những cái đó chưa thành niên thiếu niên những cái đó thân cường thể kiện tráng hán, ở tam quốc thiết kỵ dưới, nháy mắt huyết nhiễm đại địa, bọn họ có lẽ không đủ cường đại, bọn họ có lẽ trong mắt người ngoài chỉ là một cái chê cười, chính là bọn họ lại dùng chính mình tánh mạng vì hoàn thành kéo dài dây lát thời gian, này ngắn ngủn thời gian, lại sẽ trở thành thay đổi thích quốc vận mệnh một khắc. Kỳ chi từ mấy vạn thích quốc bá tánh tạo thành không chính hiệu quân, ở tam quốc đại quân trước mặt căng bất quá nửa canh giờ, liền toàn quân bị diệt, không ai sống sót, Bọn họ thi thể ngã xuống vũng máu bên trong, chính là bọn họ linh hồn lại vĩnh sẽ không tắt, thật là buồn cười. Thanh niên trong tay dẫn theo một viên thích quốc thiếu niên đầu, tùy ý ở trong tay vứt lộn, thật là yếu ớt làm người cảm thấy tan nát cõi lòng A, à, chỉ là thoáng xoay một chút, này cái đầu liền như vậy rơi xuống A, à, ha ha ha, chắc một tiếng giòn vang, thanh niên đem trong tay đầu niết bạo, máu tươi cùng ốc nháy mắt nổ tung, hắn trên mặt lại chỉ có phấn khởi ý cười, như vậy một đám rác rưởi thế nhưng còn kéo dài chúng ta nửa canh giờ, cũng thế, coi như là cho thích quốc trong hoàn thành những cái đó con kiến, cuối cùng một tia thở dốc cơ hội, thanh niên lấy ra khăn tay đem nhiễm huyết ngón tay trà lau sạch sẽ, quay đầu nhìn về phía thứ quốc thống soái hiện tại, lập tức phát động tổng tiến công. Ta muốn ở nửa canh giờ nội, làm thích quốc này hai chữ, vĩnh viễn từ thế gian này biến mất, tiến công kèn thổi lên, tam quốc thiết kỵ mãnh liệt nhào hướng thích quốc hoàn thành đau khổ chống đỡ cửa thành cuối cùng tại đây một khắc bị đánh nát, bị đâm bay thích quốc bọn lính ngã trên mặt đất, cắn chặt khớp hàm băng xuất huyết tới, nhưng mà, liền ở tam quốc đại quân chuẩn bị thuận thế đánh vào cửa thành kia một khắc, một trận cuồng phong gào thét, lại thổi quét mà đến, đến tới cơn lốc đem che ở cửa thành trước sở hữu binh lính toàn bộ quấn vào giữa không trung, trên rỉ tiếng động chợt gian vang lên. Gió xoáy xoay tròn dưới, máu tươi vẩy ra tứ tán, ở huyết vũ bên trong, hai cái thân ảnh thình lình gian xuất hiện ở thích quốc hoàng thành phía trên, chương 1160, quần ẩu vả mặt thức thứ hai, một, người mặc ngân giáp tuấn tú thiếu niên cùng tuấn Mỹ tuyệt luân nam tử sống vai lập giữa không trung bên trong, ở máu tươi văng khắp nơi hạ, ánh mắt mọi người tập trung ở bọn họ hai người trên người, trong nháy mắt, những cái đó muốn nhảy vào Hoàng thành tam quốc liên minh đều bị đều bị cuốn vào gió xoáy bên trong. Toàn bộ Hoàng thành phía trước bị càng quét ra một mảnh rộng lớn đất trống, máu tươi như mưa thủy rơi xuống, hỗn loạn thịt nát vẫy ra tới rồi bốn phía những cái đó tam quốc đại quân trên mặt trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị trước mắt này huyết tinh trường hợp kinh sợ tới rồi bọn họ là người nào tọa trấn phía sau thứ quốc thống soái thình lình giang trường lớn hai mắt khó có thể tin nhìn từ giữa không trung xuất hiện hai người hoàn thành bên trong đã lâm vào tuyệt vọng các binh lính ngửa đầu nhìn giữa không trung hai người bọn họ trên mặt bày biện ra một lát động lại chính là ở thụy lân quân bên trong lại có mấy người phát hiện một mặt cực kỳ quen thuộc thân ảnh, kia thân ảnh so trong trí nhớ cao một ít, khuôn mặt cũng cùng lúc ban đầu bất đồng, chính là những cái đó đã từng đi qua linh võ rừng rậm thủy lân quân nhóm, lại rất rõ ràng, cái kia nhìn như tuấn tú thiếu niên đến tột cùng là ai, đại tiểu thư, Long Kỳ mở to hai mắt, nhìn đứng ở quân vô dược bên cạnh tên kia thiếu niên, kia phó dung nhan rõ ràng là dịp dung lúc sau quân vô tà, quân vô tà đã trở lại, bọn họ đại tiểu thư đã trở lại. Quân Khanh liền đứng ở Long Kỳ bên người, Long Kỳ kia không tự chủ được một tiếng thấp gọi, lại một chữ không lậu truyền vào hắn trong tai, hắn trong lòng trong giây lát nhảy dựng, "Long Kỳ, ngươi nói nàng?" "Là ai?" Quân Khanh thanh âm đều run rẩy lên, Long Kỳ hơi hơi chấn động, "Là đại tiểu thư, đó là đại tiểu thư." Vô Tà, Quân Khanh nhìn kia mặt nhỏ xinh thân ảnh, một lòng bị hung hăng nắm khởi, lúc trước ở long kỳ đem quân vô tà vô pháp trở về nhà tin tức nói cho cấp quân khanh cùng quân tiễn thời điểm phụ tử hai người tuy rằng đều thập phần kinh ngạc cùng không tha lại không có truy vấn quá nhiều bọn họ tin tưởng quân vô tà biết chính mình muốn làm cái gì nàng dù cho niên thiếu chính là lại không giống bạn cùng lứa tuổi như vậy lỗ mãn xúc động nếu là nàng cảm thấy cần như thế như vậy bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị chỉ là trong lòng tưởng niệm lại chưa từng đình chỉ quá quân thanh nhận được quân vô tà bên người quân vô dược, hơn nữa Long Kỳ nói, càng thêm làm hắn tin tưởng, cái kia nhỏ sinh thân ảnh, chính là quân vô tà không sai. Ở thích quốc nguy nan là lúc, quân thanh đã từng nghĩ tới, có lẽ hắn cùng phụ thân cả đời này đều rốt cuộc vô pháp nhìn thấy quân vô tà, ở tiết núi rất nhiều, rồi lại có chút may mắn, quân vô tà không ở cũng hảo, nàng liền không cần đối mặt trận này tai nạn, quân gia người, cũng không sợ huyết nhiễm xa trường chính là bọn họ lại như cũ hy vọng quân vô tà có thể tự do tự tại sống sót nhưng mà làm quân thanh nhìn đến quân vô tà trở về là lúc nội tâm kích động cũng đã không phải bất luận cái gì ngôn ngữ có thể biểu đạt quân thanh cơ hồ là ở nháy mắt quay đầu đi nhìn về phía đồng dạng ngốc lăng quân tiễn quân tiễn cũng không biết kia thiếu niên là quân vô tà dịch dung kết quả hắn chỉ là nhận ra quân vô dược chính là bị hơi thêm bóp méo ký ức làm hắn vô pháp đối cái này quải có hắn tôn tử chi danh tuấn Mỹ Nam tử sinh ra nửa điểm như đối quân vô tà như vậy sủng ái, phụ thân. Quân thanh nhịn không được mở miệng nói, quân tiễn nhìn về phía quân Khanh, quân Khanh đôi môi nhẹ nhàng giật giật, không tiếng động hướng quân tiễn kể rõ, đó là vô tà, đó là bọn họ lân vương phủ quân vô tà. Quân tiễn ở nháy mắt hít hà một hơi, ở trăm vạn hùng binh trước mặt, hắn tay không có run rẩy, chính là hiện giờ hắn nắm binh khí tay lại ngăn không được trung lên lên, chương 1161, quần ẩu vả mặt thức thứ hai, hai, quân vô tà cùng quân vô dược xuất hiện, làm kịch liệt chiến trường ở nháy mắt xuất hiện quỷ dị yên tĩnh, chỉ có kia cùng phong gào thét từ mọi người bên tai thổi qua, quân vô tà hít mắt, nhìn trước mắt hỗn loạn chiến trường, nhìn kia như thủy triều mãnh liệt tam quốc đại quân, đương nàng nhìn đến tam quốc đại quân dũng hướng hoàn thành đại môn thời điểm. Nàng phẫn nộ tiêu lên tới cực điểm, nếu là nàng lại muộn một lát, như vậy thích quốc hoàng thành sẽ ở khoảnh khắc chi gian bị tam quốc đại quân hủy diệt, nàng người nhà sẽ chịu khổ tam quốc thiết kỵ dẫm đạp, quân vô tà phẫn nộ làm ánh mắt của nàng trở nên dị thường lạnh băng, nàng hơi hơi quay đầu, ở hoàng thành bên trong tìm kiếm hình bóng quen thuộc, mà nàng ánh mắt thực mau liền cùng trong thành quân tiễn tương đối, luôn luôn quạn cu ẻ nàng, lại vào lúc này ánh mắt khẽ rung lên, da da, quân vô tà cỡ nào muốn chạy vội tới quân tiễn trước mặt cỡ nào muốn hỏi một chút chính mình gia gia trong khoảng thời gian này hay không mạnh khỏe, chính là hiện giờ nàng lại không có như vậy thời gian, nàng quay đầu đi, nhìn trước mắt gào thét đại quân, thật sâu hít một hơi, tam quốc liên quân ánh mắt hiện giờ đều tập trung ở quân vô tà cùng quân vô dược trên người, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy đáng sợ tình huống, mấy ngàn binh lính trong nháy mắt trở thành một đống huyết nhục, nhưng mà kia đếm tới gió xoáy lại trước sau không có ngừng lại xuống dưới chúng nó không ngừng xoay tròn truyền ra gào thét tiếng gió, giống như một đổ làm người vô pháp vượt qua tường đồng vách sắt, đem tam quốc đại quân hoàn toàn ngăn cản ở thích quốc hoàng thành ở ngoài. Các ngươi là người nào? Vì sao phải cùng ta tam quốc là địch? Thứ quốc thống soái lấy linh lực quán chú toàn thân, hướng tới giữa không trung quân vô tà cùng quân vô dược quát, ở gào thét tiếng gió bên trong, quân vô tà hơi hơi nâng cầm lên. Lạnh băng hai tròng mắt đảo qua ở đây mỗi một cái quân địch, nàng thình lình đường tắt vắng vẻ, ngô nải viêm quốc đế quân hôm nay ngươi chờ chớ có nghĩ lại đặt chân hoàn thành nửa bước quân vô tà thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo mang theo một tia khí phách quanh quẩn ở rộng lớn đại địa phía trên nàng lời nói làm tất cả mọi người khiếp sợ đến hít hà một hơi viêm quốc kia chính là thiên hạ đệ nhất đại quốc viêm quốc hoàng đế vì sao sẽ xuất hiện ở thích quốc lại vì sao sẽ ngăn cản tam quốc tiến công bước chân vô số nghi vấn quay quanh ở mọi người trong lòng viêm quốc này hai chữ giống như một tòa núi cao ầm ầm gian đè ở mỗi người trên người, thứ quốc bên ngoài, mặt khác hai nước thống soái ở nghe được quân vô tà tuyên ngôn lúc sau, toàn thân nhịn không được phát trung, bọn họ không tính là cường quốc, tấn công thích quốc còn yêu cầu liên thủ, càng không cần đề ở viêm quốc trước mặt, bọn họ là cỡ nào nhỏ bé, bọn họ đời này cũng chưa nghĩ tới, sẽ cùng viêm quốc là địch, Khi hai gã thống soái hiện giờ có chút hoảng loạn, đánh thích quốc bọn họ không có bất luận cái gì áp lực, chính là nếu là cùng viêm quốc đối thượng bọn họ quả thực tưởng cũng không dám tưởng, bọn họ cơ hồ là ở xác nhận quân vô tà thân phận lúc sau, lập tức dục ngựa dơ roi vọt tới thứ quốc thống soái trước mặt, vẻ mặt khẩn trương nói, kia thật là viêm quốc hoàng đế, viêm quốc vì cái gì muốn nhúng tay thích quốc sự tình, thích quốc như vậy tiểu quốc, là vô luận như thế nào cũng cùng viêm quốc đáp không thượng quan hệ, chính là tên kia thiếu niên tự xưng là viêm quốc hoàng đế, cái này làm cho bọn họ trong lòng rất là khủng hoảng. Nàng trên đầu mang theo, xác thật là viêm quốc hoàng đế Ngọc Quang không sai. Thứ quốc thống soái nghiến răng nghiến lợi mở miệng, viêm quốc trước đó không lâu xác thật truyền đến hoàng quyền thay đổi tin tức, thả cũng có nghe đồn nói, đối phương bất quá là cho trai choai, choai thiếu niên, trong thiên hạ có gan giả mạo viêm quốc hoàng đế người, sợ là không có, chương 1162, quần ẩu vả mặt thức thứ hai, ba, thứ quốc thống soái nói, đem mặt khác hai cái thống soái trong lòng cuối cùng một tia hy vọng bị tắt viêm quốc hoàng đế tự mình xuất hiện ở thích quốc hoàng thành ngoại, lại nói rõ lập trường, không chuẩn bất luận kẻ nào bước vào hoàng thành một bước, bọn họ là quả quyết không có cái kia lá gan tiến đến khiêu khích viêm quốc quyền uy, giống viêm quốc như vậy đỉnh cấp cường quốc, nếu là thật chọc nóng nảy, diệt bọn hắn hai nước liền cùng uống nước giống nhau đơn giản, viêm quốc em đẹp vì cái gì muốn đúc kết đến loại chuyện này tới. Thích quốc cùng viêm quốc chi gian cách xa nhau như vậy xa xôi, bọn họ duỗi cái này tay làm cái gì? một vị thống soái trắng bệt một khuôn mặt nói, hiện tại như thế nào cho phải? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng viêm quốc hoàng đế động thủ? Này! Này chỉ sợ không thích hợp đi. Một khắc danh thống soái thần sắc hoảng loạn, thứ quốc thống soái cho mày, hiện giờ tình huống, hắn cũng là căn bản chưa từng nghĩ đến, thứ quốc dù cho cường đại, chính là cùng quốc phú dân cường, lại ổn cư bá chủ chi vị viêm quốc so sánh với, vẫn là có nhất định trên lệch thật muốn cùng viêm quốc chính diện đối thượng, bọn họ thật đúng là không chiếm được bất luận cái gì quả tử. Hiện giờ thứ quốc thống soái cũng không cấm lộ ra một tia chần chờ chi sắc, bất quá là một cái hoàng đế mà thôi, các ngươi liền sợ thành như vậy. Thật sự là chê cười. Vẫn luôn ở bên quan chiến thanh niên nhìn tam quốc thống soái mặt như thổ hôi bộ dáng, không cấm cười lạnh ra tiếng, mặt khác hai nước thống soái lập tức nhìn về phía hắn, khẽ cau mày người này từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn đi theo thứ quốc bộ đội, khuôn mặt tuấn Mỹ, dáng người cao gầy, hoặc nhìn cũng không như là thứ quốc trong quân người, bọn họ bổn không thèm để ý, chính là dọc theo đường đi thứ quốc thống soái đối người này thập phần tôn trọng, thả có thể nói rất nhiều chuyện đều sẽ nghe theo, cái này làm cho bọn họ cũng không dám kinh thường người này thân phận, chỉ là hiện giờ viêm quốc gia nhập chiến trường, tuy rằng chỉ là tới hoàng đế một người. Chính là ai đều biết này đại biểu cho cái gì, lúc này này thanh niên cư nhiên nói như thế nhẹ nhàng, thực sự làm kia hai gã thống soái rất là không mừng, bất quá là cái hoàng đế, ngươi lời này nói đến là nhẹ nhàng. Ngươi cũng biết viêm quốc có bao nhiêu cường, viêm quốc tự kiến quốc lúc sau, liền ổn cư chư quốc bá chủ chi vị, bao nhiêu người không biết tự lượng sức mình muốn khiêu khích, cuối cùng rơi vào kết cục, không đều là nước mất nhà tan, liền ranh giới đều bị trực tiếp nhập vào viêm quốc bên trong, từ đây tại thế gian hoàn toàn biến mất một quốc gia thống soái nhịn không được hừ lạnh nói, thanh niên liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia không vui, một bên thứ quốc thống soái trong lòng giật mình, chặn lại nói, lâm tiêu đại nhân chớ có tức giận, hắn nói chính là tình hình thực tế, viêm quốc xác thật khó đối phó, tên là lâm tiêu thanh niên cười lạnh một tiếng, quét mắt tên kia nói năng lỗ mãn thống soái, khinh thường nói, tức giận. Cùng nhóm người này rác rưởi, ta có cái gì hiếu động giận. Ta à, bất quá là cảm thấy các ngươi thật sự là phế vật có thể, tứ quốc liên minh tấn công cấp như vậy tiểu nhân thích quốc đều tiêu phí nhiều như vậy sức lực, hiện giờ viêm quốc bất quá là tới hai người, thế nhưng đem các ngươi dọa thành dáng vẻ này, thật sự là chê cười. Thứ quốc thống soái sắc mặt có chút không quá đẹp, nhưng vẫn đè nặng, mặt khác hai gã thống soái cũng đã là đen một khuôn mặt, bọn họ dù cho so không được thứ quốc cường đại, chính là làm các quốc gia thống soái có từng chịu quá như vậy châm chọc, liền hai người chẳng lẽ là ngươi nhìn không thấy, vừa rồi kia hai người vừa xuất hiện, hoàn thành ngoại mấy ngàn binh lính chết không toàn thay hình ảnh, ngươi thật sự cho rằng viêm quốc hoàng đế sẽ ngu xuẩn như vậy một mình xuất hiện. Bên người nàng người nọ, thực lực nhưng không giống bình thường a. À. Một người thống soái cắn răng nói, chương 1163, quần ẩu vả mặt thức thứ hai, bốn, lâm tiêu hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn kia hai gã thống soái, xem các ngươi ý tứ này, là không tính toán tiếp tục đánh rơi xuống khi hai gã thống soái liền nói ngay như thế nào đánh kia chính là viêm quốc hoàng đế ta chờ lúc này đây vốn chính là tới chi viện thứ quốc đại quân đều không phải là khăng khăng muốn đem thích quốc hủy diệt chúng ta lâu như vậy đã làm đủ nhiều muốn thật làm chúng ta cùng viêm quốc là địch điểm này chúng ta sợ là làm không được thứ quốc cường thế nữa cũng không có chính bọn họ mệnh tới quan trọng lâm tiêu không có mở miệng chính là hắn trong mắt đã ẩn ẩn lập lòe ra một tia âm độc cứu quốc thống soái đã nhận ra hắn dị thường muốn mở miệng cũng đã không còn kịp rồi lưỡng đạo màu tím linh lực thình lình giang từ lâm tiêu đôi tay bay ra trực tiếp quấn quanh thượng kia hai gã chủ soái yết hầu trong nháy mắt kia hai gã thân xuyên khôi giáp ngồi trên tuấn mã phía trên cường tráng thống soái liền bị kia lưỡng đạo linh lực thình lình giang nhắc tới giữa không trung yết hầu bị mạnh mẽ đè ép không khí một chút bị chặn hai người ở giữa không trung không ngừng giải dụa hoảng sợ ánh mắt lại gắt gao khóa ở cả người tản ra màu tím linh lực lâm tiêu trên người tử linh tên này nhìn như yếu đuối mong manh nam tử thế nhưng là đỉnh tử linh cường giả vô hình sợ hãi bao phủ ở hai gã thống soái trong lòng bọn họ hai mắt tràn ngập hoảng sợ các ngươi cho ta nghe hôm nay các ngươi đánh cũng đến đánh không đánh cũng đến đánh nếu là làm ta phát hiện có bất luận cái gì một người muốn chạy trốn ta sẽ làm hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết lâm tiêu hiếp mắt con mắt sắc mặt ngoan độc chi sắc hiển lộ không thể nghi ngờ, nghe hiểu chưa? Hắn lại nói, khi hai gã thống soái lập tức gật đầu, lại không dám có bất luận cái gì phản kháng, lâm tiêu lúc này mới rút về linh lực, hai người loãng xoảng rơi xuống ở trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm hô hấp, đôi tay che lại cổ, kinh hồn chưa định nhìn lâm tiêu, lăn trở về các ngươi quân đội, thứ quốc kèn luôn luôn, các ngươi liền cho ta lập tức phát động tiến công. Lâm tiêu quát lạnh nói, khi hai gã thống soái tè ra quần chạy thoát trở về hiện tại cho ta lập tức thổi lên tiếng công kèn đừng lại cho ta chậm trễ thời gian bất quá là hai cái phế vật thế nhưng cũng có thể đem các ngươi dọa thành dáng vẻ này lâm tiêu cười lạnh nhìn thứ quốc thống soái ở lâm tiêu ra mệnh lệnh thứ quốc thống soái chỉ phải làm theo thực mau vào công kèn bị thổi lên yên lặng một lát đại quân rốt cuộc lại một lần hướng tới thích quốc hoàn thành phát ra một khát luân tiến công quân vô tài đứng ở giữa không trung nhìn kia lại một lần phát động tiếng công tam quốc đại quân đáy mắt giết chóc chi khí đã vô pháp lại che giấu đi xuống ở viêm quốc đại quân đuổi tới phía trước không thể làm cho bọn họ đánh vào hoàn thành quân vô tà nheo nheo mắt nàng cần thiết tranh thủ cũng đủ thời gian vì thích quốc hy vọng cuối cùng kéo dài đi xuống như ngươi mong muốn quân vô dược quay đầu cười tủng tỉm nhìn quân vô tà chỉ cần là nàng muốn chỉ cần là nàng sở cầu hắn đều sẽ nhất nhất thỏa mãn nguyên bản chỉ có vài đạo gió xoáy ở hoàn thành ngoại ngăn cản, chính là ở quân vô dược nói âm rơi xuống đất đương lúc, những cái đó gió xoáy số lượng thế nhưng ở trong nháy mắt phiên gấp 10 lần, dày đặc gió xoáy đem hoàn thành ngoại mỗi một tất tường thành đều gắt gao bảo vệ, căn bản không cho người bất luận cái gì đánh vào trong thành cơ hội, những cái đó chen chúc đến hoàn thành bốn phía người, trong chớp mắt đã bị cuốn vào cùng phong không còn nhìn thấy bóng dáng. Gió xoáy số lượng cấp tốc gia tăng, này thực sự làm thứ quốc thống soái kinh hồn tán đảm, ngay cả vẫn luôn ổn ngồi Thái Sơn Lâm Tiêu cũng phát giác một tia khác thường. Chương 1164, quần ẩu vả mặt thức thứ hai, năm, thình lình giang, Lâm Tiêu từ đại quân phía sau sông ra ngoài, hắn bổn không tính toán đúc kết hạ tam giới bực này cấp thấp chiến đấu, chính là kia sáng tạo ra cơn lốc người chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy, vì kế hoạch có thể tiếp tục thực hành đi xuống, hắn chỉ có thể ra tay. Lâm tiêu hóa thành một đạo màu tím quang ảnh vọt tới đại quân đằng trước, một đôi cốt cánh thình lình gian xuất hiện ở hắn phía sau, đem hắn đưa tới giữa không trung, cùng quân vô tà cùng quân vô dược đối cầm, ngươi là người nào? Lâm tiêu hiếp mắt con mắt, không có xem quân vô tà liếc mắt một cái, mà là gắt gao nhìn thẳng quân vô dược, hắn biết này đó quỷ dị gió xoáy đều là từ tên này tuấn Mỹ yêu dị nam tử Việt làm, quân vô dược hơi hơi nhướng mày, nhìn lâm tiêu phía sau cốt cánh, khóe miệng hơi hơi cong lên, luyện cốt tộc. Phi hành hệ giới linh, Lâm tiêu trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại hạ tam giới bên trong, thế nhưng có người có thể đủ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn lai lịch, thậm chí biết hắn sau lưng cốt cánh chính là hắn giới linh, ngươi là trung tam giới người. Lâm tiêu cẩn thận mở miệng, chỉ là hắn cũng không có ở quân vô dược trên người phát hiện bất luận cái gì linh lực khuếch tán, quân vô dược không để ý đến hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía quân vô tà, muốn sống sao, quân vô tà gật gật đầu lâm tiêu cắn răng trừng mắt quân vô dược hắn lời này là có ý tứ gì nhưng mà đương quân vô dược lại lần nữa quay đầu khi lâm tiêu lại thấy được một đôi màu tím đôi mắt giống như ác ma giống nhau làm người cả người máu ở nháy mắt đông lại sao có thể lâm tiêu khó có thể tin trừng lớn đôi mắt thiên hạ chi gian có được màu tím đôi mắt người chỉ có trong truyền thuyết vị nào hắn không chết sao có thể vô tận sợ hãi ở nháy mắt lan tràn đến lâm tiêu toàn thân hắn thình lình gian kích động cánh Sắc mặt huyết sắc ở nháy mắt rút đi, giống như gặp quỷ giống nhau, thay đổi phương hướng hướng tới phía sau nhanh chóng bay đi, trốn, hắn cần thiết muốn chạy trốn, bằng không hắn sẽ chết, muốn chạy. Quân Vô Dược hơi hơi nhướng mày giác, không ra tới một bàn tay thình lình giang nâng lên, một đạo màu đen sương mù bay vụt hướng về phía ý đồ chạy trốn Lâm Tiêu, màu đen sương mù tốc độ so Lâm Tiêu phi hành tốc độ càng mau, liền ở chớp mắt thời gian nội, Lâm Tiêu thế nhưng bị kia nói màu đen sương mù gắt gao bó vòng lên. Hết thảm một tiếng thình lình gian từ hắn trong miệng tuôn ra, bất luận hắn như thế nào kích động cốt cánh muốn thoát đi này ác mộng giống nhau địa phương, chính là bắt được sương mù lại đem hắn nhanh chóng thác về tới quân vô dược trước mặt, thả ta, thả ta, đừng giết ta. Lâm tiêu trên mặt cuồng ngạo một đi không trở lại, đầy mặt sợ hãi làm hắn thoạt nhìn cực kỳ chật vật, quân vô dược nâng lên tay, năm ngón tay chậm rãi buộc chặt, đau nhức lan tràn ở lâm tiêu toàn thân, hắn kêu thảm không ngừng xin tha, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ tại hạ tam giới bên trong, gặp được như vậy một vị làm trung tam giới đều bị hoàn toàn điên đảo ác ma, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Tà, Lâm Tiêu nói còn chưa tới kịp nói xong, màu đen sương mù cũng đã đem hắn hoàn toàn bao vây ở trong bóng đêm, tính cả hắn không nói xong nói, hoàn toàn cắn nuốt, quân vô dược trong mắt màu tím bị màu đen lại một lần thay thế được, khóe miệng gợi lên một mặt sắc khí nghiêm nghị tươi cười, hắn quay đầu, Nhìn về phía cả người bị màu xanh lơ linh lực bao vây lấy quân Vô Tà, "Tiểu Tà Nhi đây là chuẩn bị ra tay sao?" Quân Vô Tà lạnh lùng nói, "Thụy Lân quân thù, ta phải thân thủ báo." Dứt lời, nàng thình lình giang tránh thoát quân Vô Dược ôm ấp, thả người bay về phía dưới chân kia phiến dày đặc đại quân. Chương 1165, quần ẩu vả mặt thức thứ hai sáu liền ở quân Vô Tà thả người nhảy nháy mắt, ghé vào trên người nàng mèo đen lại ở giữa không trung thình lình giang mở rộng hóa thành một con uy mảnh hắc thú đem quân vô tà vững vàng tiếp được, lấy mảnh hổ xuống núi chi thế, nhào hướng đám kia binh lính, đột nhiên gian xuất hiện ở loạn quân từ giữa quân vô tà cả người tràn ngập màu xanh lơ linh lực, nàng hai mắt lạnh lẽo như lưỡi đao, cùng hắc thú một trận hung mảnh xung phong liều chết, màu xanh lơ thân ảnh ở vạn quân từ giữa hóa thành một phen màu xanh lơ lưỡi hái, biên cùng tiêu diệt sát những cái đó đôi tay nhuộm đầy thủy lân quân máu tươi mọi người. Quân vô dược ở giữa không trung, duỗi tay giải khai hắn treo ở bên hông một cái thật lớn túi, mị mị đại nhân cùng sát huyết thỏ thình lình giang từ giữa giò ra đầu, mị. Mị mị đại nhân nhìn phía dưới ô áp áp một mảnh người, ở quân vô tà cùng khúc lăng duyệt, thành hôn, ngày đó, khúc văn hạo tinh thần bị tạm thời tính chữa khỏi, cũng là ở kia một ngày, hắn giải khai ngự linh cốt sáo đối với mị mị đại nhân khống chế, bổ. Sát huyết thỏ lay một đôi đại lỗ tai, thấy được ở đám người bên trong xung phong liều chết quân vô tà, cả người da lông ở nháy mắt hóa thành máu tươi nhan sắc, huyết hồng đôi mắt bên trong lập lòe ra thị huyết sát ý, đi thôi. Quân vô dược đem hai chỉ sủng manh từ túi sách ra tới, ở quân vô tà tuyên bố trước tiên xuất phát thời điểm, hắn cũng đã tự chủ đem này hai cái tiểu gia hỏa mang theo lại đây, lĩnh chủ cấp linh thú khủng bố, khiến cho tam quốc binh lính hảo hảo nhấm nháp một phen đi. Mị mị đại nhân cùng sát huyết thỏ bị từ trên cao ném xuống khoảnh khắc, lưỡng đạo quang mang chói mắt thình lình giang ở không trung nổ tung nho nhỏ quan cầu ở nháy mắt kéo dài giống như tự trên bầu trời rơi xuống hai viên tiểu thái dương giống nhau làm người không mở ra được đôi mắt trong phút chốc hai chỉ thật lớn linh thú xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong mị mị đại nhân hóa thân cự thú ở rơi xuống đất nháy mắt dẫm đạp đã chết vô số quân địch sáp huyết thỏ hình thể tương so với mị mị đại nhân muốn tiểu rất nhiều chính là nó tốc độ cực nhanh giống như một đạo màu đỏ tia chớp ở đám người bên trong nhanh chóng lập lòe lưu lại từng đạo lửa đỏ tàn ảnh hai chỉ lĩnh chủ cấp linh thú gia nhập, nháy mắt làm trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, thứ quốc thống soái cưỡi ngựa lập với đại quân phía sau, trợn mắt há hốc mồm nhìn kia hỗn loạn chiến trường, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, hắn phía trước sở dĩ có điều cố kỵ, là bởi vì viêm quốc cường thế, chính là hiện giờ, viêm quốc đại quân căn bản liền bóng dáng đều không có xuất hiện, chỉ là viêm quốc hoàng đế một người cùng kia hai chỉ linh thú cũng đã đảo loạn toàn bộ chiến trường. Hơn nữa kia hoàn thành ngoại một tầng tầng cơn lốc, bọn họ muốn như thế nào mới có thể công vào thành. Mà phía trước vị kia hùng hổ, đối tất cả mọi người khinh thường nhìn lại lâm tiêu đại nhân, thế nhưng ở tên kia tuấn Mỹ Nam tử một kích dưới hoàn toàn không có bóng dáng, một cổ thật lớn sợ hãi đang ở hắn trong lòng nhanh chóng lan tràn. Này chỉ là hai người, chỉ là hai người mà thôi, cũng đã đem thích quốc bảo hộ giống như tường đồng vách sắt giống nhau vô pháp công phá, như vậy đáng sợ chiến đấu, ai có thể chắn trụ, gần 300 vạn đại quân, ngạnh sinh sinh bị quân vô tà cùng quân vô dược bám trụ sở hữu tiến công, hơn nữa ở toàn bộ chiến đấu bên trong, quân vô tà cùng quân vô dược hai người lông tóc chưa tổn hại, tảng lớn tử vong ngược lại là tam quốc quân đội, thứ quốc thống soái nắm dây cương tay đều bắt đầu nhịn không được phát rung, 15 tuổi tả hữu thanh linh. Một cái cường đại liền đỉnh tử linh đều có thể nháy mắt hạ gục cường giả. Còn có kia hai chỉ lĩnh chủ cấp linh thú, trận chiến đấu này Nga còn muốn như thế nào đánh tiếp? chương 1166, quần ẩu vả mặt thức thứ hai, bảy, nhưng mà, thứ quốc thống soái khiếp sợ còn không có kết thúc, quân vô tà chỉ gian thình lình gian lòe ra một đạo cường quan, một cái màu trắng thân ảnh thình lình gian xuất hiện ở đám người bên trong, lại một lần nhấc lên một mảnh giết chóc, quân vô tà đem túy liên thả ra, giết chóc càng thêm hung mảnh, thích quốc hoàn thành bên trong, đứng ở trên tường thành sở hữu binh lính đều bị trước mắt phát sinh hết thảy cấp dọa choáng váng, bọn họ căn bản là không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì sao Viêm Quốc hoàng đế sẽ đột nhiên chạy ra viện trợ bọn họ, càng thêm làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, tên kia thoạt nhìn cực kỳ niên thiếu tiểu hoàng đế, vừa ra tay thế nhưng như vậy hung hãn, Thanh Linh a, kia chính là Thanh Linh, một cái 15 tuổi Thanh Linh, đây là cỡ nào làm người không thể tin được sự thật, mà làm cho bọn họ nhất khiếp sợ, vẫn là kia hai chỉ linh thú, bất luận là từ lực công kích, vẫn là thể tích đi lên xem bọn họ đều có thể đoán được kia hai chỉ linh thú tuyệt đối là lĩnh chủ thực lực lĩnh chủ cấp linh thú tại thế gian đều cực kỳ hy hữu chớ có nói cùng chi làm bạn người chính là gặp qua người cũng không có nhiều ít chính là này viêm quốc tiểu hoàng đế thế nhưng vừa xuất hiện liền mang đến hai chỉ lĩnh chủ cấp linh thú này quả thực làm người không thể tin được mặc dù là lấy ngự thú chủ thành vạn thú thành nhiều nhất cũng chỉ có thể bằng vào như vậy một chi trấn thành chi bảo ngự linh cốt sáo khống chế một con lĩnh chủ cấp linh thú có thể đồng thời làm hai chỉ lĩnh chủ cấp linh thú hiệu lực, thật là nghe đều chưa từng nghe nói qua. Thích quốc các binh lính đầy cõi lòng khiếp sợ, thích quốc các bá tánh càng là không thể tin trời cao thế nhưng ở cuối cùng thời điểm cho bọn hắn mang đến như vậy hy vọng, chỉ có Thụy Lân Quân, chỉ có trong thành sở hữu Thụy Lân Quân, xuyên thấu qua đại môn, xuyên thấu qua phong tường, thấy được kia một mặt ngồi ở hắc thú lưng thượng nhỏ xinh thân ảnh, cơ hồ ở chớp mắt thời gian, một đám thiết huyết nam nhi đỏ hốc mắt người khác có lẽ không biết vị kia viêm quốc tiểu hoàng đế là ai chính là bọn họ thụy lân quân binh lính lại rõ ràng bất quá kia chỉ trước ngực có chứa một đạo kim sắc da long hắc thú bất chính là nhà bọn họ đại tiểu thư sở có được kia một con trong thiên hạ có thể khống chế kia chỉ hắc thú chỉ có bọn họ thụy lân quân đại tiểu thư quân vô tà bọn họ đại tiểu thư đã trở lại bọn họ người tâm phúc đã trở lại phát hiện này làm làm tốt một trận tử chiến sở hữu Thụy Lân quân ở nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, "Mọi người, cùng ta lao ra đi. Chúng ta không thể làm viêm quốc bệ hạ cho chúng ta huyết chiến xa trường, mà ta chờ lại ở chỗ này xem diễn." Long Kỳ ở trước tiên phản ứng lại đây, hắn lập tức vọt tới cửa thành chỗ, vung tay vừa uống, hắn biết, quân vô tà vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ Thụy Lân quân, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ thích quốc, bất luận nàng kia viêm quốc hoàng đế là bởi vì cái gì mà trở thành nàng cũng vĩnh viễn đều là bọn họ đại tiểu thư sát 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 sở hữu thụy lân quân nhóm sát khí tận trời muốn lao ra ngoài thành cùng quân vô tà kề vai chiến đấu chính là đứng ở trên tường thành phương quân vô dược lại bỗng nhiên quay đầu nhìn hơn hai vạn đã tụ tập ở cửa thành chỗ thụy lân quân hơi hơi mỉm cười nói xin lỗi ta cũng không thể cho các ngươi ra khỏi thành vô dược thiếu gia thỉnh đem cửa thành mở rộng ra làm chúng ta ra khỏi thành tương trợ. Long Kỳ khẩn thiết nhìn Quân Vô Dược, bọn họ không thể làm Quân Vô Tà một mình chiến đấu. Quân Vô Dược cười nói, không được, vì cái gì? Long Kỳ mở to hai mắt nhìn, ta nhưng không nghĩ, tiểu Tà Nhi lại đau lòng, Thụy Lân quân dư lại không nhiều lắm, lại giảm quân số nàng sợ là muốn khóc. Quân Vô Dược thu hồi tầm mắt, nhìn ở vạn quân từ giữa không ngừng xung phong liều chết quân Vô Tà. Chương 1167 quần ẩu vả mặt thức thứ hai, tám, quân vô dược nói, làm sở hữu Thụy Lân quân đều lâm vào trầm mặt bên trong. Lúc này đây tứ quốc liên quân tiến công Thụy Lân quân tổn thất thảm trọng, bọn họ đã không nhớ rõ có bao nhiêu huynh đệ chết trận xa trường, cũng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc là như thế nào từ thi thể trung bò ra tới, bọn họ trong lòng không phải không đau, không phải không hận, mà là không có thời gian này làm cho bọn họ trầm tĩnh tại đây đau xót bên trong. Quân vô tà băng khoan đem mọi người trong lòng kia căng huyền nhắc lên, bọn họ minh bạch quân vô tà ý tưởng nàng thà rằng một mình chiến đấu cũng không muốn làm cho bọn họ binh lính lại chết đi chính là long kỳ còn muốn lại nói chút cái gì chính là quân vô dược lại lắc đầu nói tin tưởng nàng long kỳ há miệng thở dốc quân tiễn vào lúc này đã đi tới hắn một tay đáp ở long kỳ trên vai một mặt ngẩng đầu nhìn về phía quân vô dược ngươi có thể xác định an toàn của nàng thân là quân gia người quân tiễn vì có như vậy một cái cháu gái cảm thấy tự hào lại cũng có thân là gia gia lo lắng, quân vô dược hơi hơi mỉm cười, ta xác định, hảo. Quân tiễn gật gật đầu, cưỡng chế nội tâm lo lắng, quay đầu nhìn về phía trong thành các binh lính, toàn quân nắm chặt thời gian tu chỉnh, đem người bệnh nâng đi xuống trị liệu, đều cho ta đánh lên tinh thần tới, chiến đấu còn không có kết thúc, quân vô tà liền tính lại như thế nào cường đại, cũng không có khả năng vẫn luôn căng đi xuống, bọn họ hiện tại phải làm, không phải đứng ở chỗ này hạt lo lắng mà là muốn tận khả năng lợi dụng quân vô tà vì bọn họ tranh thủ đến thời gian đi đem mỏi mệt bất kham quân đội lại một lần tu sửa lấy đối mặt kế tiếp chiến đấu quân tiễn ra mệnh lệnh đạt trong thành sở hữu binh lính đều nắm chặt thời gian điều chỉnh chính mình trạng thái trong thành các bá tánh đem những cái đó người bệnh nhanh chóng vận chuyển đến an toàn địa phương an trí bên trong thành sở hữu đại phu đều nắm chặt hết thảy thời gian trị liệu này đó các anh hùng thương thế mặt thiển nguyên đem trong cung sở hữu ngự y đều mang theo lại đây hơn nữa đem quốc khố nhưng phàm là có thể sử dụng được với đan dược đều đem ra giờ khắc này bọn họ để ý đã không phải những cái đó đang dược giá trị mà là này đó đang dược đến tột cùng có thể vì bọn họ thích quốc cứu trở về nhiều ít chiến sĩ ngoài thành tam quốc liên quân bị quân vô tà cùng quân vô dược cản trở tiến công bước chân chính là bọn họ lại như cũ không có từ bỏ đối với hoàn thành xâm lấn mang theo ngọn lửa vũ tiễn không ngừng bay vụt đến hoàn thành bên trong những cái đó vũ tiễn lướt qua phong tường bay vụt mà đến, ở hoàn thành bên trong bốc cháy lên thốc thốc ngọn lửa. Những cái đó thể xác và tinh thần mỏi mệt các binh lính muốn cứu hỏa, lại bị những cái đó các bá tánh ấn đi xuống, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, này hỏa từ này đó các bá tánh tới cứu, nhìn những cái đó các bá tánh bôn ba thân ảnh, nhìn năm ấy ấu hài đồng dẫn theo thùng nước đi theo đại nhân phía sau bận rộn bộ dáng, trải qua chiến hỏa các binh lính đều nhịn không được đỏ hốc mắt, đây là bọn họ tung ra tánh mạng cũng muốn bảo hộ bá tánh bọn họ hy sinh là đáng giá. Bên trong thành sở hữu có thể động viên lực lượng đều đã bị xúc động, dược liệu, đồ ăn, uống nước, chăn bông. Sở hữu bọn lính có thể sử dụng được với đồ vật đều bị các bá tánh đưa đến những cái đó binh lính trong tay. Mặt thiển nguyên chỉ huy này hết thảy, hoàng bào đã bị liệt hỏa thiêu tàn khuyết không được đầy đủ, trên đầu tượng trưng hoàng quyền ngọc quan ở chạy vội bên trong rơi xuống đất, hắn lại không có thời gian đi nhặt về. Hoạn nạn thấy chân tình, ở thích quốc ở vào tuyệt cảnh bên trong, dấu ở này quốc gia mọi người linh hồn trung kiên định cùng tín niệm hoàn toàn bùng nổ, bọn họ đoàn kết nhất trí, không nói từ bỏ. Trên chiến trường, quân vô tà giết địch vô số, máu tươi nhiễm hồng nàng màu bạc khôi giáp, nàng hai mắt ở giết chóc bên trong trải rộng màu đỏ tơ máu, chương 1168, quần ẩu vả mặt thức thứ hai, chính, sát, quân vô tà trong ốc bên trong chỉ chừa tồn như vậy một cái tín niệm, đã đột phá thanh linh nàng. Ở hắc thú phối hợp hạ, tự hỗn chiến bên trong quay lại tự nhiên, hắc thú tốc độ căn bản không phải những cái đó binh lính có thể đuổi theo thượng, nùng liệt mùi máu tươi, làm quân vô tà khứu giác đều đã bị tê mỏi, nàng cũng không phải một cái thích giết chóc người, chính là vì cấp thủy lân quân kia tám vạn quân hồn báo thù, vì những cái đó tán thân với chiến hỏa bên trong thích quốc đại quân cùng các bá tánh báo thù, nàng không ngại hóa thân trong địa ngục bò ra ác quỷ, lấy sát ngăn sát. Mặt khác hai nước thống soái hoảng loạn chạy tới tìm kiếm thứ quốc thống soái, bọn họ tận mắt nhìn thấy lâm tiêu bị trảo tên kia đứng ở giữa không trung nam tử căn bản là không có làm cái gì cục diện cũng đã thành dáng vẻ này bọn họ căn bản không dám đánh nữa hiện tại làm sao bây giờ vừa rồi các ngươi vị kia lâm tiêu đại nhân chính là bị người ta nhất chiêu cấp bãi bình lại như vậy đánh tiếp chúng ta tổn thất cũng quá lớn một vị thống soái khẩu khí bên trong đã để lộ ra rõ ràng khiếp đảm không đánh muốn đánh các ngươi đánh viêm quốc hoàng đế hiện giờ đều tới rồi, nàng tuyệt đối không có khả năng một mình xuất hiện, nói không chừng viêm quốc đại quân thực mau liền phải tới, ta muốn đem ta quân đội mang đi. Lần này sự tình, bị các ngươi thứ quốc như vậy liên lụy, thật là một khắc danh thống soái đã bắt đầu sinh lưu ý, hắn muốn chửi ầm lên, lại ngại với thứ quốc cường thế chỉ có thể hàm hồ oán niệm. Thứ quốc thống soái từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, kia hai người tiếng gào không ngừng nện ở hắn trong lòng còn muốn tiếp tục đánh sao, liền Lâm Tiêu đều đã bị bắt lấy, kia chính là đỉnh tử linh thực lực, có thể đem tử linh dễ dàng bóp chết địch nhân, bọn họ còn có tái chiến khả năng tính sao? Giờ khắc này, liền hắn trong lòng đều sinh ra lui lại ý tưởng, cuối cùng ở mị mị đại nhân cái đuôi đem thượng trăm tên binh lính quét bay đến bầu trời lúc sau, thứ quốc thống soái rốt cuộc hạ quyết tâm, lui lại. Toàn quân lui lại. Hắn lập tức làm người thổi lên lui lại kèn vây quanh ở thích quốc hoàn thành ngoại đại quân rốt cuộc bắt đầu tưởng thủy triều thủy triều xuống về phía sau rút đi ai cũng không nghĩ tới ở quân vô tà cùng quân vô dược xuất hiện lúc sau tam quốc liên quân chẳng những vô pháp lại tiến công hoàn thành thậm chí ở quá ngắn thời gian nội cũng đã làm hạ lui lại tính toán quân vô tà giết chóc túy liên tàn bạo cùng hai chỉ lĩnh chủ cấp linh thú xuất hiện hoàn toàn đánh nát bọn họ mọi người chiến ý mà càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là cái kia từ đầu đến cuối cũng chưa như thế nào xuất thủ qua quân vô dược, vây quanh ở hoàng thành ngoại cơn lốc như thế nhiều, này căn bản không phải người có thể khống chế lực lượng, ai biết ở hắn ra tay lúc sau, sẽ mang đến cỡ nào đáng sợ kết quả, hoàng thành trên tường thành, thích quốc các binh lính nhìn tam quốc liên quân lui về phía sau, rốt cuộc ở cực khổ ác bách hạ, bột phát ra trong khoảng thời gian này tới nay nhất vui sướng tiếng hoang hô, bọn họ cao cao dơ lên trong tay binh khí, ở không trung múa may kia mặt bị liệt hỏa đốt cháy thích quốc đại kỳ bị kéo xuống, một mặt mới tinh cờ xí một lần nữa tạo ở thích quốc hoàn thành phía trên, giống như cái này nhỏ bé, lại dị thường kiên cường quốc gia giống nhau, ở cuồng phong rống giận bên trong phiêu phe phẩy cũng không sẽ công chiết. đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau, chính là quân vô tà lại không tính toán như vậy buông tha bọn họ, nàng mang theo mị mị đại nhân chờ thừa thắng xông lên, chính là vừa mới chạy ra đi vài bước, nàng thình lình gian bị từ phía sau tới rồi quân vô dược chặn ngang bế lên, thăng đến giữa không trung, ngươi xem. Quân vô dược giơ tay, chỉ hướng về phía đại quân rút lui phương hướng, chương 1169, bạo tẩu tử linh, một, ở tam quốc liên quân lui lại phương hướng, một chi đại quân chính nghênh diện mà thường, khi đội ngũ phía trên, tung bay viêm quốc cờ xí, liệt phong bên trong, đại kỳ lay động, tiếng trống trung trời. Đang ở lui lại tam quốc liên quân, nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở bọn họ xoay người lui lại một lát, thế nhưng sẽ cùng viêm quốc đại quân tương ngộ. Viêm quốc đại quân đằng trước, lấy kiều sở đám người cầm đầu các thiếu niên, ở cùng phong bên trong, đối với nơi xa quân vô tà phất tay, từng trương tràn đầy tinh thần phấn chấn trên mặt tràn đầy phấn khởi, chiến thắng xương quốc đại quân lúc sau, bọn họ không có nhiều làm một chút ít dừng lại, liền lập tức khởi hành chạy tới thích quốc hoàng đô, bọn họ trên người vết máu cũng không làm, lại phong trần mệt mỏi mà đến tam quốc đại quân nên diện đối thượng viêm quốc quân đội toàn bộ đại quân bên trong vang lên một mảnh kêu trên cho ta hướng kiều sở tự lập tức nhảy dựng lên phi thân nhằm phía tam quốc liên quân trong tay giới linh chiếc nhẫn ở nháy mắt lóng lánh ra quan mang thật lớn âm dương hùng tự đại quân bên trong hiện thân thân thể cao lớn giống như vừa nhấc máy xay thịt trong nháy mắt hai chỉ tay gấu tay năm tay mười đem bốn phía sở hữu tam quốc binh lính lại nháy mắt chụp phi ngay sau đó hoa dao phản trác Phi Yên cùng Dung Nhược cùng gia nhập chiến trường, bọn họ trên người giới linh lần lượt lập lòe quan huy, hóa thành một đám cổ máy chiến tranh, ở vạn quân từ giữa quá điên cuồng đẩy mạnh, viêm quốc đại quân theo sát mấy người bọn họ bước chân, lại trong phút chốc cùng tam quốc liên quân chém giết thành một đoàn, tam quốc liên quân, vốn là đã bị quân vô tà cùng quân vô dược liên thủ xuất kích đánh trở tay không kịp, quân tâm đã tán, đã sớm đã không có kia tâm huyết thế khí, một đường bôn đào, giống như chó nhà có tang rồi lại tao ngộ đến viêm quốc đại quân đón đầu thống kích, lập tức hỗn loạn thành một mảnh. Viêm quốc đại quân tổng hợp sức chiến đấu, chỉ ở sau Thụy Lân quân, tuy so không được Thụy Lân quân lấy một trọi mười, chính là trăm vạn hùng binh bưu hãn, cùng vừa mới thắng lợi sĩ khí, làm cho bọn họ lúc này sức chiến đấu tiêu lên tới cực điểm. Hai quân đối chọi, quân tâm tương so, tam quốc liên quân, liền đã thua một bậc, hơn nữa, bọn họ trong quân cũng không thực lực cực kỳ xông ra binh lính, hoàn toàn so không được kiều sở đám người ở loạn quân bên trong quét ngang một mảnh khí thế, lại tính áp đảo chiến đấu dưới, tam quốc liên quân liên tục bại lui, bọn họ muốn về phía sau rút lui, chính là quân vô tà đã mang theo hai chỉ lĩnh chủ cấp linh thú, phong bế bọn họ sở hữu đường lui, tiền hậu giáp kích, làm này đàn lại thích quốc thổ địa thượng bỗng đánh cướp suốt nửa tháng liên minh quân nháy mắt bị đánh tan, từng tiếng trên rỉ, từ đại quân bên trong truyền ra. Quân vô tà hai mắt đỏ đậm, cả người đã bị máu tươi sũng nước chính là nàng lại không có nửa điểm dừng tay tính toán nếu là nàng hôm nay không có tới như vậy trước mắt những người này căn bản là sẽ không bỏ qua thích quốc hoàn thành trung những cái đó vô tội bá tánh ở dọc theo đường đi quân vô tà đã thấy được quá nhiều thích quốc thành trì bị cướp đoạt không còn bên trong thành khắp nơi máu tươi thi thể không chỗ không ở ngày xưa phồn hoa thành trì hiện giờ cũng đã biến thành từng tòa tử thành từ tám tuần lão nhân cho tới vừa mới sinh ra trẻ con, bọn họ đều không có buông tha. Ở quân vô tà trong mắt, những người này đã không xem như người, mà là một đám phát rồ súc sinh, cùng súc sinh giao thủ, nàng làm sao cần nhân từ nương tay. Một chân đá phi vây quanh lại đây binh lính, quân vô tà từ hắc thú bối thượng trong dây lát càng khởi, thân ảnh của nàng lại giữa không trung hiển lộ, trên người màu xanh lơ linh lực ở dây lát chi gian hóa thành màu tím quang mang, tử linh hiện, chương 1170, bạo tẩu tử linh, hai, màu tím linh Quang tự đại quân đỉnh đầu lập lòe, kỳ quan mang chói mắt hoảng hoa đại quân bên trong mọi người đôi mắt, tử linh, thế nhưng là tử linh, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn trên người vờn quanh tử linh quân vô tà, bọn họ quả thực không thể tin được, tên này tuổi chừng 15 tuổi thiếu niên thế nhưng là tử linh, mới vừa rồi quân vô tà thanh linh thực lực, cũng đã làm cho bọn họ khó có thể tin, hiện giờ thế nhưng trực tiếp bộc phát ra tử linh này một chuyện thật làm tam quốc đại quân vốn là đã hỏng mất tâm, nháy mắt thoải mái đáy cốc, nhưng mà, sự tình còn xa xa không có kết thúc, ở quân vô tà bột phát ra tử linh lúc sau, thực mau lại là vài đạo màu tím linh quang ở vạn quân từ giữa quá tạc lượng, kia vài tên xung phong liều chết nhất hung mảnh các thiếu niên, thế nhưng liên tiếp đem chính mình linh lực tăng lên tới tử linh, đã từng làm người trong thiên hạ đều theo không kịp, cao không thể phàn tử linh, kia nhiều năm qua, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết tử linh thế nhưng ở bọn họ trước mắt lại một lần xuất hiện, mà này vừa xuất hiện, thế nhưng liền có sáu người, thật lớn tuyệt vọng bao phủ ở mỗi một cái tam quốc liên quân binh lính trên người, bọn họ liền thanh linh đều không thể ứng đối, huống chi là đỉnh tử linh, từng mảnh tiếng kêu trên hết đợt này đến đợt khác vang lên, kia từng đạo màu tím linh quang không ngừng ở đám người bên trong xuyên qua, mang đến vô tận tuyệt vọng, viên quốc đại quân dị thường hung mảnh, vài vị tử linh đưa bọn họ đẩy vào vực sâu mà kia hai chỉ lĩnh chủ cấp linh thú cùng những cái đó cường đại quả thực làm người không thể tin giới linh đem tam quốc liên quân cuối cùng một tia tự tin nghiền nát trên chiến trường xuất hiện nghiêng về một bên trạng huống lại máu tươi cùng giao chiến bên trong những cái đó tàn sát vô số thích quốc binh lính vô số thích quốc bá tánh kẻ xâm lược nhóm cuối cùng ngã xuống vũng máu bên trong tam quốc liên quân trận doanh đang không ngừng thu nhỏ lại bị vây quanh ở đám người bên trong tam quốc thống soái càng là sắc mặt trắng bệch bọn họ một đường hát vang tiếng mạnh, lại chưa từng tưởng, thế nhưng sẽ lại cuối cùng thời điểm tao ngộ đến như vậy bị thương nặng. Nếu không phải những cái đó từ thích quốc các bá tánh tạo thành không chính hiệu quân kéo dài bọn họ một lát thời gian, bọn họ liền có thể ở quân vô tà cùng quân vô dược đuổi tới phía trước công phá thích quốc hoàn thành, như vậy thích quốc tất nhiên diệt vong, mà nếu không phải quân vô tà cùng quân vô dược xuất hiện, thích quốc hiện tại đã bị hủy diệt, căn bản đợi không được viêm quốc đại quân cứu viện, một bước sai từng bước sai, đúng là đám kia bị tất cả mọi người xem thường không chính hiệu quân, cứu lại thích quốc cuối cùng tuyệt vọng, đương tình thế xoay chuyển, thích quốc rốt cuộc từ tuyệt cảnh bên trong bò ra tới, mà hiện giờ lâm vào tuyệt vọng lại đổi thành tam quốc liên minh, khi màn đêm buông xuống, ánh lửa ánh đỏ phía chân trời, trên chiến trường, nơi nơi đều chồng chất đếm không hết thi cốt, máu tươi ở mọi người dưới chân hối thành con sông, gần 300 vạn đại quân, lại nửa ngày nội bị tiêu diệt giết không còn một mảnh ai cũng vô pháp quên, ở chiến đấu cuối cùng, còn có gần 200 vạn liên minh quân khi, kia vẫn luôn đứng ở chiến trường phía sau, cười mà không nói quân vô dược, giơ tay đem này chiến trường nháy mắt hóa thành một cái biển máu, huyết vụ ở trong khoảnh khắc đem kia 200 người bao trùm, lưu lại chỉ có kia tàn khuyết không được đầy đủ thi thể, cùng kia dính nhớp vết máu, quân vô tà thở hỗn hển đứng ở thi hải bên trong, trên người nàng vết máu đã nhiều đi xuống không ngừng nhỏ giọt chính là nàng trên mặt lại không có nửa điểm sợ hãi cùng khẩn trương, chỉ có giải thoát, nàng ngẩng đầu lên, nhìn bị ngọn lửa ánh hồng phía chân trời, nhìn trên bầu trời kia lập lòe điểm điểm sao trời, nhìn kia luân sáng tỏ minh nguyệt, thụy lân quân thù, thích quốc thù, nàng rốt cuộc báo, chương 1171, bạo tẩu tử linh, ba, chính là lúc này, quân vô tà trong lòng lại sinh không ra một tia vui sướng, nùng liệt mùi máu tươi lại nàng trong lòng không ngừng va chạm, nàng không có thắng lợi, ở như vậy trên chiến trường căn bản không tồn tại thắng cùng bại nàng thà rằng hết thảy chưa bao giờ phát sinh chỉ cần đem những cái đó mất đi thụy lân quân còn cho nàng liền đủ để tiểu tà tử kiều sở run rẩy tay đi hướng quân vô tà đây là hắn lần đầu tiên trải qua như vậy đại chiến thiếu niên huyết khí bị này thảm thiết chiến trường sở kích phát không có thiếu niên không hướng tới trở thành một cái chân chính nam nhân trở thành bảo vệ quốc gia anh hùng nề hà kiều sở bọn họ đám người thân phận đặc thù bọn họ thuộc sở hữu sớm đã vứt bỏ bọn họ, bọn họ không biết bọn họ cố thổ đến tục cùng xem như địa phương nào, bọn họ lại như thế nào muốn đi vây quanh những cái đó làm hại bọn họ tan nhà nát cửa địa phương, mà quân vô tà lại cho bọn họ cơ hội như vậy. Sớm tại quân vô tà đáp ứng trở thành viêm quốc hoàng đế kia một khắc, kiều sở bọn họ cũng đã quyết định muốn đi theo nàng cùng gia nhập, hoặc là thích quốc, hoặc là viêm quốc, đối với bọn họ mà nói, khi đó là bọn họ sở muốn bảo vệ địa phương, Viêm quốc đại quân tổn thất như thế nào? Quân vô tà thu hồi tầm mắt, trong mắt huyết sắc đã biến mất, còn ở thừa nhận trong phạm vi, những người này nhìn thấy viêm quốc quân đội cũng đã mất đi chiến đấu ý niệm, cho nên cũng không khó đối phó, kiều sở gãi gãi đầu, rất khó tưởng tượng viêm quốc đại quân ở trải qua hai tràng chiến đấu lúc sau, giảm quân số số lượng còn không đủ một phần mười, bực này chiến quả thật sự làm người vui sướng, nhưng là truy này nguyên nhân, lại không phải chỉ là bởi vì viêm quốc đại quân cường đại luận thực lực, Thụy Lân quân xa ở viêm quốc đại quân phía trên, chỉ là bọn hắn số lượng chiếm cực đại ưu thế, thả lại có viêm quốc này để nhất đại quốc quan hoàng, làm rất nhiều quân đội vừa mới nhìn đến liền đã bắt đầu sinh khiếp đảm chi tâm. Còn nữa, quân vô dược tuyệt địa nháy mắt hạ gục, thực sự trở thành nhất có lực sát thương công kích, viêm quốc mọi người thêm lên giết địch số, chỉ sợ đều không kịp hắn một người. Tưởng tượng đến quân vô dược cuối cùng kia nhất chiêu, kiều sở đều nhịn không được trục trục cổ vô dược đại ca quả nhiên hung tàn không muốn không muốn quân vô tà gật gật đầu vận dụng viêm quốc đại quân gần nhất là tình thế bức bách thứ hai cũng là thuận theo lôi sâm thỉnh cầu chỉ là nàng cũng không hy vọng bởi vì cứu lại thích quốc mà qua độ tiêu hao viêm quốc quân đội đều không phải là nàng đã trở thành viêm quốc vương chỉ là đơn thuần không nghĩ bệ hạ đầy người huyết ô lôi sâm lau một phen trên mặt vết máu đi đến quân vô tà trước mặt nói tam quốc thống soái đã bị trảo thỉnh bệ hạ chỉ thị, là sát vẫn là, cũng không biết quân vô dược có phải hay không cố tình, cuối cùng nháy mắt hạ gục toàn trường thời điểm, cố tình buông tha kia tam quốc thống soái làm cho bọn họ trơ mắt nhìn chính mình đại quân ở nháy mắt hóa thành một bãi máu loãng, lôi sâm ở quét tước chiến trường thời điểm, thật vất vả mới ở một đống thịt nát trung tìm được rồi kia ba cái đã hoàn toàn choáng ván thống soái hiện tại đã làm binh lính đưa bọn họ bắt giữ lên, chờ đợi quân vô tà xử lý. Quân vô tà hai mắt hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nói, trước lưu trữ bọn họ, mang về thích quốc hoàn thành đi thêm dò hỏi, lôi sâm lệnh mệnh lệnh lập tức lại an bài, chiến trường hóa thành một cái biển máu, thật sự không có gì có thể thu thập, viêm quốc đại quân chỉnh đốn lúc sau, bắt đầu hướng tới thích quốc hoàn thành đi tới, thật vất vả từ tam quốc vây công hạ xuyên qua một hơi thích quốc các bá tánh nhìn đến lại là một mảnh ô áp áp đại quân đánh úp lại, cơ hồ là phản xạ có điều kiện căng thẳng tiếng lòng. Chương 1172, Kết Minh, 1. Cũng may bọn họ thực mau liền chú ý tới kia chi đại quân trong tay chấp nhất chính là viêm quốc cờ xí, lúc này mới làm cho bọn họ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Viêm quốc đại quân đang tới gần thích quốc cửa thành lúc sau, liền ngừng lại, lôi sâm làm cho bọn họ tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi, không được tự tiện tiến vào thích quốc hoàn thành. Lại thích quốc gặp đến luân phiên tiến công lúc sau, ít có một ít động tĩnh, đều sẽ khiến cho thích quốc khẩn trương, lôi sâm săn sóc tránh cho này một tình huống phát sinh quân vô tà cùng số ít người tiến vào thích quốc hoàn thành, hoàn thành trong ngoài, tràn đầy đều là thích quốc binh lính cùng bá tánh, bọn họ không có ở trước tiên tan đi, mà là đứng ở hoàn thành bên trong, nhìn đưa bọn họ giải cứu quân vô tà. Mặt thiển nguyên đứng ở đám người trước nhất đoan, nhìn kia trương xa lạ gương mặt, mặc dù dung mạo sửa lại, chính là hắn vẫn là sẽ không sai nhận cặp kia lãnh nếu thu thủy đôi mắt, càng vô pháp quên, khi chỉ đã từng bị quân vô tà lấy tới uy hiếp hắn hắc thú nàng như thế nào liền thành viêm quốc hoàng đế, mặt thiển nguyên trong lòng tràn đầy hoang mang, chính là vô luận như thế nào, hôm nay cứu thích quốc chính là nàng, lại nhiều nghi vấn cũng không thể xoay chuyển điểm này, mặt thiển nguyên đón quân vô tà đi tới, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, hắn đại biểu thích quốc trên dưới, chắp tay đối quân vô tà công lưng, dùng to lớn vang dội thanh âm nói, lần này, đa tạ viêm quốc ra tay tương trợ, đại ân đại đức thích quốc trên dưới đem khắc trong tâm khảm, đã từng, hắn là bị phế thái tử, nàng là bị người trơ trẻn ăn chơi trác tán tiểu thư, hiện giờ, hắn bị nàng nâng đỡ bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng tắt trở thành đệ nhất đại quốc quân vương, ngắn ngủn một năm thời gian, bực này biến hóa, thật sự làm người cảm khái vạn ngàn, quân vô tà bình tĩnh nhìn mặt thiển uyên lúc này nàng không phải thích quốc lân vương phủ đại tiểu thư quân vô tà, mà là viêm quốc mới nhậm chức đế quân quân tà, từ nàng tiếp được lôi sâm thỉnh cầu. Mang binh cứu viện thích quốc kia một khắc khởi, liền ý nghĩa nàng cần thiết tạm thời từ bỏ quân vô tà cái này thân phận. Quân vô tà ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đứng ở một bên, thần sắc nôn nóng quân tiễn cùng quân khanh, đó là nàng trọng sinh về sau cho nàng ấm áp thân nhân, cũng là nàng tại đây thế gian nhất coi trọng người nhà. Xa cách một năm, nàng trong lòng tưởng niệm đã tột đỉnh, hiện giờ gặp nhau, nàng lại không thể nhào hướng bọn họ ôm ấp, kêu bọn họ một tiếng gia gia, tiểu thúc, quân vô tà trong lòng tựa đổ một khối sắc bén đao thạch, cộng ở nàng trong lòng đã áp lực lại truyền đến từng trận đau đớn không thể nhận bất luận là bởi vì viêm quốc vẫn là bởi vì mười hai điện nàng hiện giờ đều không thể trở về quân vô tà thân phận chờ một chút chờ một chút quân vô tà thu hồi tầm mắt cưỡng chế nội tâm cuồn cuộn dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn mặt thiển nguyên, không cần đa tạ hôm nay việc là ta viêm quốc nguyện cùng thích quốc kết minh thành ý quân vô tà nói mặt thiển nguyên kinh ngạc ngẩng đầu mà quân vô tà nói, lại làm hoàn thành bên trong vang lên một mảnh khe khẽ nói nhỏ, viêm quốc vì đệ nhất đại quốc, thích quốc vốn là tiểu, hiện giờ lại gặp này phiên bị thương nặng, muốn khôi phục nguyên khí, còn cần rất dài một đoạn thời gian, lúc này viêm quốc hoàng đế đưa ra kết minh, lại mọi người trong tai nháy mắt liền lý giải vì. Gồng thâu, lấy viêm quốc to lớn, làm sao cần cùng bọn họ cái này vỡ nát tiểu quốc kết minh, mọi người không nghĩ tới, mới vừa rồi lui xài lang, nay khi lại ngộ mảnh hổ, nguyên bản vừa mới từ tuyệt vọng trung giải thoát thích quốc các bá tánh, ở trong nháy mắt liền cảm thấy như đến hầm băng, đứng ở đám người bên trong quân khanh nhìn nhà mình tiểu chất nữ bộ dáng, trong lòng không cấm có chút bật cười, nha đầu này, vẫn là như vậy sẽ không nói, hắn lập tức tiến lên một bước, chương 1173, kết minh, 2, viêm quốc bệ hạ. Quân khanh nói, quân vô tà nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhìn về phía quân khanh, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, quân thanh cố nén cười nói, không biết viêm quốc bệ hạ việc làm liên minh là ý gì, quân thanh dò hỏi, làm trong thành tất cả mọi người khẩn trương lên, phải biết rằng hiện giờ viêm quốc trăm vạn hùng binh liền ở ngoài thành, mà quân vô tà phía sau đứng tên kia tuấn Mỹ Nam tử có bao nhiêu đáng sợ bọn họ đã chính mắt kiến thức tới rồi, quân vô tà phen nói chuyện này rõ ràng là tính toán gồng thâu thích quốc, quân thanh lại thăng khăng dò hỏi. Mọi người đều không cấm vì quân thanh nhéo đem mồ hôi lạnh, bị tứ quốc liên hợp tiến công, bọn họ đã là thể xác và tinh thần mỏi mệt, hiện giờ thích quốc binh lực thật sự vô pháp lại ngăn cản viêm quốc đại quân, chỉ thấy quân vô tà mày hơi hơi nhăn lại, mọi người càng là trong lòng rung lên, thầm kêu không ổn, có chút binh lính thậm chí còn đã khẩn trương cầm lấy vừa mới buông vũ khí, nhưng thật ra một bên thủy lân quân nhóm, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nhìn đám kia khẩn trương người trong mắt đều mang theo một tia kinh thường, chính là mặt chữ thượng ý tứ quân vô tà không rõ vì cái gì nhà mình tiểu thúc muốn nhiều lần vừa hỏi, kết minh còn không phải là kết minh sao, quân thanh trong lòng bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng quân vô tà này đã hơn một năm, nhiều ít hội trưởng điểm tâm, chính là hiện giờ xem ra, nhưng thật ra hắn hy vọng xa vời, nha đầu này vẫn là không có ý thức được chính mình nói khiến cho bao lớn khủng hoảng, tại hạ là nói. Kết minh, này đây hai nước chi thế, vẫn là lấy viêm quốc là chủ. Quân Khanh cảm thấy chính mình đã nói trắng ra không thể lại trắng ra, nhưng Quân Khanh như vậy vừa hỏi, Hoàng Thành Trung người càng sợ hãi, viêm quốc hoàng đế đều nói như vậy trắng ra, này quân tiểu vương gia như thế nào còn chưa từ bỏ ý định, cũng may, quân vô tà rốt cuộc minh bạch nhà mình tiểu thúc ám chỉ, nàng nhìn lướt qua bốn phía những cái đó thần sắc khẩn trương các bá tánh, lại nhìn nhìn những cái đó một lần nữa cầm lấy binh khí binh lính, lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình lời nói mới rồi sợ là đêm này nhóm người dọa không nhẹ, rốt cuộc lấy viêm quốc cùng thích quốc trên lệch, căn bản không cần kết minh, nếu nói thế gian này có nào một quốc gia có thể chỉ bằng một quốc gia chi lực công hãm thích quốc, chỉ sợ cũng chỉ có viêm quốc, huống chi hiện giờ thích quốc tình huống như thế thảm thiết, lúc này nói kết minh, cùng cấp với gồm thâu, quân vô tà thanh thanh giọng nói nói, tự nhiên này đây hai nước chi thế, viêm quốc là viêm quốc, thích quốc như cũ là thích quốc, hai nước cách xa nhau khá xa, tuy không có phương tiện lại cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng, lời này vừa nói xuất khẩu, hoàn thành bên trong tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin, viêm quốc thật đúng là muốn cùng bọn họ kết minh. Không phải gồm thâu, có người không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, đối với tự mình trên mặt chính là một cái tác, nóng rác đau đớn làm cho bọn họ ý thức được, đây là. Thật sự, quân thanh khóe miệng mỉm cười, vừa lòng gật gật đầu, ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Mặt thiển viên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thực hiển nhiên hắn cũng không như quân thanh hiểu biết quân vô tà, ít nhất hắn ở nghe được quân vô tà nói sau, cũng lý giải sai rồi. Viêm quốc bệ hạ như thế nâng đỡ, thật sự làm thích quốc cảm động đến rơi nước mắt, nếu là viêm quốc không chê, thích quốc nguyện cùng viêm quốc nắm tay thiên hạ. Mặt thiển nguyên nói, quân vô tà gật gật đầu, được quân vô tà đáp lại, thích quốc hoàn thành bên trong mọi người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại không khỏi cảm thấy chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, có chút thua thiệt, đều ngượng ngùng xem quân vô tà mặt, nhìn mọi người phản ứng, thụy lân quân các binh lính lại là hừ hừ, nhà bọn họ đại tiểu thư sẽ hiếm lạ đem thích quốc cấp gồm thâu, chương 1174, kết minh, ba, quân vô tà nếu là muốn thích quốc này ngôi vị hoàng đế, đã sớm không mặc thiển viên chuyện gì, đối với nhà mình đại tiểu thư, đột nhiên trở thành biệt quốc hoàng đế. Thụy lân quân trên dưới không có nửa điểm không thích ứng, ngược lại vô cùng phấn khởi, xem nhà bọn họ đại tiểu thư nhiều ngưu, đi ra ngoài một năm, liền đem đệ nhất đại quốc ngôi vị hoàng đế bắt được tay, bọn họ kiêu ngạo, rơi xuống tâm, mọi người kiên định lúc sau, mặt thiển nguyên lại cùng quân vô tà khách sáo vài câu, liền an bài người đem phía trước bị thương binh lính cùng các bá tánh mang đi an trí, hơn nữa dò hỏi quân vô tà viêm quốc hay không yêu cầu đại phu, lôi sâm tắt tỏ vẻ bọn họ quân y đã cũng đủ. Không phải lôi sâm không muốn dùng thích quốc người, mà là bọn họ một trận chiến này thật không nhiều ít người bệnh, bọn họ bản thân quân y liền nhiều, trên chiến trường quân vô dược một kích đại chiêu dây gần 200 vạn quân địch, Lôi Sâm thật sự cảm thấy. Quân vô tà lúc trước liền tính không đáp ứng hắn yêu cầu, chỉ sợ chỉ bằng nàng cùng bên người nàng những cái đó yêu nghiệt nhóm, cũng có thể đem thích quốc cấp cứu trở về tới. Giờ khắc này, Lôi Sâm vô cùng may mắn, quân vô tà lúc trước phán đoán xuất hiện lệch lạc nếu không này 15 tuổi cũng đã đột phá tử linh hoàng đế hắn thượng nào chộp tới, quân vô tà tự đăng cơ lúc sau, liền cấp bách đại quân cứu viện thích quốc, viêm quốc đại quân tuy rằng tuân thủ hoàng mệnh, không được cãi lời. Chính là đối với này vừa mới đăng cơ liền lôi kéo bọn họ đi ra ngoài đánh giặc tiểu hoàng đế, vẫn là có chút bất mãn. Chính là đương quân vô tà ở chiến đấu bên trong hiển lộ tử linh thế lực, lại có kia hai chỉ lĩnh chủ cấp linh thú tương trợ, còn có kia vài tên tử linh thiếu niên làm bạn, cuối cùng còn có kia nhất chiêu dây 200 vạn đại quân quân vô dược, một ít đối quân vô tà không phục viêm quốc binh lính, này một chút chính là xem như tâm phục khẩu phục, bổn còn cảm thấy xuất hiện như vậy một cái tiểu hoàng đế đối bọn họ mà nói cũng không coi là cái gì chuyện tốt, chính là hôm nay lúc sau, bọn họ chỉ nghĩ phát cục quân vô tà bên chân, hô to, ngô vương vạn tuế vạn vạn tuế, phóng nhãn viêm quốc kiến quốc nhiều năm như vậy, khi nào ra quá bực này yêu nghiệt hoàng đế. 15 tuổi tử linh, ha! bọn họ có thể lấy ra đi thổi cả đời. Ngoài thành viên quốc binh lính hừ tiểu khúc sướng ca, tâm tình phi dương, bọn họ khắc sâu cảm nhận được, bọn họ tiểu hoàng đế thực lực kia kêu một cái mảnh. Nhưng thật ra những cái đó phụng mệnh tiến đến cùng viêm quốc bọn lính giao tiếp một ít đồ vật thủy lân quân nhóm, lại nghe được những cái đó viêm quốc binh lính một thủy ngô vương ngô vương. Tâm đều phải rối rắm đã chết, đó là bọn họ đại tiểu thư, bọn họ, một đám thủy lân quân cấp nghẹn ra nội thương, đề hạ quân tiễn hạ lệnh không được lộ ra quân vô tà thân phận, bọn họ cũng cũng chỉ có thể tiếp tục nghẹn. Trong thành, mặt thiển nguyên cùng quân vô tà đám người cùng trở về hoàng cung, thương thảo kết minh sự tình. Quân vô tà làm lôi sâm đám người tạm thời bên ngoài chờ, chiếu cố ngoài thành binh lính, chính mình tắt cùng quân vô dược, kiều sở đám người vào đại điện. Trong đại điện, chỉ có mặt thiển nguyên cùng quân gia phụ tử, đợi cho cửa điện đóng cửa, ngăn cách ngoài điện hết thảy quân vô tà thình lình gian đi đến quân tiễn trước mặt vén lên ngăn trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất da da quân tiễn cố nén cảm xúc ở nháy mắt trào dân rút cuộc áp lực không được kia một tiếng da da là hắn chờ đợi bao lâu thanh âm hắn nháy mắt lão lệ tung hoành trung rẫy vương tay đem quân vô tà nâng dậy trở về liền hảo trở về liền hảo đứng lên mà nói trên mặt đất lạnh dù cho quân vô tà đã cường đại đến làm rất nhiều người vô pháp siêu việt nông nổi chính là ở quân tiễn trong mắt, nàng như cũ là hắn cháu gái, cái kia có chút ngây thơ tiểu nha đầu, chương 1175, kết minh, 4, quân vô tà hai mắt hơi hơi đỏ lên, nàng chờ đợi trở về một ngày này đợi suốt một năm, chính là hiện giờ thật vất vả trở về, lại như cũ không thể thừa hoang dưới gối, vô tà. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào liền thành viêm quốc hoàng đế? Long kỳ phía trước cùng chúng ta nói, ngươi có chuyện tạm thời vô pháp trở về, này rốt cuộc là làm sao vậy, quân thanh đỏ hốc mắt, đau lòng rất nhiều không khỏi lo lắng quân vô tà tình huống, quân vô tà nói, có chút nguyên nhân, ta tạm thời không thể trở về, đến nỗi viêm quốc hoàng đế chi vị, quân vô tà cũng không tính toán đem 12 điện sự tình, nói cho cấp quân gia phụ tử, đó là trung tam giới lực lượng, nàng không muốn đem người nhà liên lụy trong đó, lấy quân gia phụ tử tính tình, nếu là biết việc này. Chỉ sợ sẽ đánh bạc tánh mạng bảo nàng chu toàn, này lại không phải nàng sở hy vọng, quân vô tà tránh nặng tìm nhẹ, đem viêm quốc sự tình đại khái miêu tả một phen. Quân tiễn cùng quân khanh thế mới biết, quân vô tà sở dĩ sẽ trở thành viêm quốc hoàng đế, tất cả đều là vì mang binh cứu viện thích quốc, khổ ngươi. Quân tiễn đau lòng vỗ vỗ quân vô tà đầu, ở lão nhân xem ra, ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó, quân vô tà dù cho thành vua của một nước, chính là kia lại có cái gì hảo hiếm lạ cùng người nhà cùng chung thiên luân, mới là lớn nhất hạnh phúc. Quân vô tà lắc lắc đầu, trở thành viêm quốc đế quân, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, không khổ, dù cho nàng trong lòng không muốn, lại cũng không hy vọng làm quân tiễn bọn họ vì nàng lo lắng. Hả? Bất luận là này viêm quốc đế quân, vẫn là hạ tam giới, nàng đều ngốc không lâu, muốn thoát khỏi này hết thảy, đường đường chính chính hồi lân vương phủ, nàng cần thiết cùng 12 điện làm kết thúc, vô tà ngươi thật sự tính toán làm viêm quốc cùng thích quốc kết minh sao? Mặt thiện nguyên nhìn quân vô tà nói, quân vô tà gật đầu, ta đã là viêm quốc hoàng đế, cũng là lân vương phủ người, ta tuy mượn viêm quốc chi lực đã kích tứ quốc, nhưng là nếu đã tiếp nhận chức vụ ta liền sẽ đem ta nên làm làm tốt, thích quốc càng là ta vô pháp dứt bỏ, một khi đã như vậy, không bằng kết minh, lẫn nhau chiếu ứng, quân vô tà cũng không cảm thấy thích quốc sau bên quốc gia nhược, thích quốc sở dĩ vẫn luôn vô pháp khuếch trương, là bởi vì tiền nhiệm hoàng đế quá mức ngu ngốc, tự cắt cánh chim, nếu là có thể lấy thích quốc khai quốc khi rầm rộ liên tục đi xuống, thích quốc hiện giờ cũng sẽ không xương quốc kia chờ quốc gia khi dễ. Nếu là hôm nay tình hình chiến đấu ở thích quốc tiền nhiệm đế quân trong tay, chớ có nói nửa tháng, chỉ sợ 10 ngày đều căng bất quá, cũng may mặt thiển viên ở đăng cơ lúc sau chăm lo việc nước, chỉnh đốn quân vụ, lúc này mới làm lười nhắc thích quốc đại quân hồi phục một ít sinh cơ, quân vô tà tin tưởng chỉ cần cấp thích quốc một cái nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, thích quốc sẽ không kém hơn bất luận cái gì một quốc gia. Mặt thiển nguyên kinh ngạc nhìn quân vô tà, kỳ thật sớm tại quân vô tà đỉnh viêm quốc hoàng đế quan hoàng trở về thời điểm, hắn cũng đã có một cái chuẩn bị tâm lý, chỉ là cái này chuẩn bị tâm lý là quân vô tà sẽ mang theo lân vương phủ mọi người rời đi thích quốc, chuyển đầu viêm quốc, chính là hiện giờ, quân vô tà nói đã nói như thế trắng ra, hắn lại như thế nào không biết nàng tâm tư, viêm quốc là viêm quốc, thích quốc chính là thích quốc, đây là ai cũng vô pháp thay đổi, đối với tứ quốc liên minh sự tình, các ngươi nhưng có cái gì hiểu biết, quân vô tà trở lại chuyện chính, lúc này đây thích quốc bị tấn công thập phần kỳ quặc, thích quốc nhiều năm qua vẫn luôn cùng mặt khác quốc gia tiếp xúc không nhiều lắm, như thế nào sẽ đột nhiên đưa tới thứ quốc như vậy điên cùng liên hợp đã kích. Điểm này làm quân vô tà cảm thấy thập phần khả nghi, chương 1176, thất phu vô tội, một, này chúng ta thật đúng là một chút cũng không biết tình ngày đó thứ quốc bọn họ tiến công thập phần đột nhiên nhưng là tiến công thời gian đoạn lại thập phần tương tự bọn họ cơ hồ là ở cùng thời gian từ bốn cái phương hướng hướng quốc gia của ta biên cảnh phát động tiến công hẳn là trước đó cũng đã thương lượng tốt quân khanh nói chuyện này cùng thứ quốc có quan hệ là thứ quốc liên hợp mặt khác tam quốc phát động tiến công quân vô tà vốn định nhìn xem từ quân tiễn bọn họ bên này có thể hay không được đến càng nhiều tin tức chính là hiện giờ xem ra, thích quốc sở nắm giữ tình báo tự hồ còn không bằng trên tay nàng nhiều, ta đã đem xương quốc bên ngoài tam quốc thống soái bắt lên, chờ hạ liền đi thẩm vấn. Quân vô tà nheo nheo mắt, nếu là nàng không có nhớ lầm, quân vô dược tù binh hẳn là còn có một người, quân vô dược điểm ra người nọ là luyện quốc tộc tộc nhân, luyện quốc tộc này ba chữ đối với quân vô tà mà nói cũng không xa lạ, hoa giao vừa vặn liền tới tự với luyện quốc tộc, mà cái này chủng tộc, chỉ có trung tam giới mới có, hiển nhiên, lúc này đây thích quốc bị vây công, cùng trung tam giới thoát không được can hệ, quân vô tà nghĩ đến này, liền đối với quân tiễn bọn họ trước một bước cáo lui, không đem thích quốc bị vây công sự tình điều tra rõ, nàng thật sự là cảm thấy có chút bất an. Lâm tiêu tính cả tam quốc thống soái bị giam giữ ở thích quốc hoàn thành trong địa lao, lâm tiêu đã tự sương đen bên trong giải thoát, chính là kia màu đen sương mù cũng không có hoàn toàn tan đi, mà là hóa thành tựa như dây cương một nửa đem hắn buộc chặt không thể nhúc nhích, giả dạ sát cùng dạ mị thủ toàn bộ địa lao, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Quân vô tà ở quân vô dược cùng đi xuống dưới đến địa lao bên trong, nàng vừa mới bước vào địa lao, bị nhốt ở một gian nhà tù trung một người thống soái liền vội không mất bò tới rồi song sắt bên cạnh, hoảng sợ bái song sắt, nhìn quân vô tà, bệ hạ. Bệ hạ. Tấn công thích quốc là thứ quốc làm chủ chúng ta làm. Chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự cầu bệ hạ vòng ta một mạng, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ a. À. tên kia thống soái khóc một phen nước mắt một phen nước mũi, nửa điểm quân nhân uy vũ chi khí cũng không tồn. quân vô tà quét hắn liếc mắt một cái, không có mở miệng, nhưng thật ra bị nhốt ở hắn mặt đất thứ quốc thống soái phát ra một tiếng cười lạnh, bệ hạ, nếu ta nhớ không lầm nói, vị này hẳn là viêm quốc bệ hạ, người khi nào liền quốc gia xưng hô đều quên mất. thứ quốc thống soái kinh thường nói nghe lệnh hành sự, ta như thế nào nhớ rõ các ngươi tam quốc nhưng đều là được không ít nhận lời, trong đó một cái, đó là này thích quốc sau khi diệt quốc, thích quốc sở có được ranh giới từ các ngươi tam quốc chia cắt, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ha hả? Ở cùng thích quốc đối chiến trên chiến trường, ngươi nhưng không thiếu phái binh tàn sát dân trong thành đi, tên kia thống soái cả người chấn động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Ta! ta khi nào đã làm tàn sát dân trong thành sự tình viên quốc tiểu hoàng đế như vậy che chở thích quốc này thái độ làm cho bọn họ nắm lấy không ra chỉ có thể tận lực thoát khỏi chính mình sở phạm phải tội nghiệp ngậm máu phun người các ngươi quân đội từ chỗ nào tiến công tiến công lộ tuyến là này đó sở công hãm thành trì là kia bộ phận này đó chỉ sợ không cần ta nói tùy tiện một ra là có thể ra xuất hiện đi thứ quốc thống soái cười lạnh nói có thể có lợi thời điểm này tam quốc thống lĩnh mỗi người thấu tiến lên hiện giờ chiến bại lại một đám đều biến thành bực này bộ dáng thật sự là làm hắn cảm thấy ghê tởm quân vô tà bình tĩnh nhìn này hai gã nghèo túng thống soái chó cắn chó trong mắt không có nửa điểm gợn sóng một khắc danh trước sau không hé răng thống soái nỗ lực đem chính mình cuộn tròn ở góc căn bản không dám lại xem quân vô tà liếc mắt một cái nhưng thật ra bị buộc chặt ngã trên mặt đất lâm tiêu một con dùng một loại kinh tủng ánh mắt nhìn quân vô tà phía sau quân vô dược chương 1177, thất phu vô tội, hai, quân vô dược ánh mắt tự hắn trên người nhẹ nhàng đảo qua, hắn liền không tự chủ được trung rẩy lên, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới sợ hãi, lan tràn toàn thân, quân vô tà không có hứng thú nghe những người này tranh chấp, nàng thẳng đi hướng giam giữ lâm tiêu phòng, nhìn bị buộc chặt lâm tiêu, hai mắt hơi hơi rét trung, ở chiến hậu vào thành thời điểm, nàng đã từng tìm hoa giao dò hỏi quá quan với luyện cốt tộc sự tình luyện cốt tộc là trung tam giới một đại chủng tộc, trung tam giới cùng hạ tam giới cũng không cùng, có các loại cụ bị đặc thù năng lực chủng tộc, trong đó liền có luyện cốt tộc, luyện hồn tộc này một loại, ở bản chất có rõ ràng độc lập tính chủng tộc, luyện cốt tộc giới linh toàn vì hài cốt hóa thành, hoa dao trong tay song đầu lâu xà đó là luyện cốt trong tộc thú hệ giới linh, mà lâm tiêu sở triển lãm ra tới cốt cánh, tác thuộc về luyện cốt trong tộc khí hệ giới linh. Luyện cốt tộc số lượng cũng không tính nhiều, bọn họ tuy rằng là một cái tộc đàn, lại không có bị hiện quyết định mổ một cái thế lực bên trong, bọn họ có thể lựa chọn hiệu lực với 12 điện bên trong bất luận cái gì một cái điện, cũng có thể lựa chọn nguyện trung thành thế lực khác, thậm chí có thể lựa chọn làm tự do thân. Hoa Giao ở Lâm Tiêu bị quan nhập Đại Lao thời điểm, đã từng gặp qua hắn một mặt, Hoa Giao xác định, chính mình cũng không nhận thức Lâm Tiêu, ngươi hiệu lực với 12 trong điện cái nào. Quân vô tà hít mắt, nhìn Lâm Tiêu. Lâm tiêu thân mình run run, đều không phải là bởi vì quân vô tà, mà là bởi vì quân vô tà phía sau tên kia nam tử, hắn nuốt nuốt nước miếng nói, chư Long Điện, thứ quốc xuất binh là ngươi ý tứ. Quân vô tà lại nói, Lâm tiêu hơi hơi sửng sốt, lập tức có chút chần chờ, chính là bó tha ở trên người hắn sương mù không ngờ gian chặt lại, cả người xé rách thống khổ làm hắn đau trên mặt đất không ngừng quay cuồng, mồ hôi lạnh tự hắn cái trán chảy ra, là... là ta đau đớn dưới, lâm tiêu lại không dám có nửa điểm chần chờ. Quân vô tà hơi hơi giơ tay, quân vô dược lập tức thả lỏng lực đạo, lâm tiêu lúc này mới có thể thở dốc ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở vì phò, vì cái gì? Quân vô tà ngữ khí bình tĩnh, 12 điện vì sao sẽ đột nhiên đối thích quốc sinh ra hứng thú? Thích quốc bực này tiểu quốc bên trong sẽ có cái gì hấp dẫn 12 điện ra tay, chẳng lẽ là bởi vì nàng, quân vô tà lập tức đánh nghiêng cái này ý niệm, ngày đó ở vân sơn thượng đã thương nàng rõ ràng là viêm ma điện người mặc dù là thân phận của nàng bại lộ cũng hẳn là viêm ma điện ra tay cùng chư long điện lại có gì quan hệ lâm tiêu nói bởi vì bởi vì trấn hồn ngọc trấn hồn ngọc này ba chữ ở quân vô tà trong óc bên trong quanh quẩn nàng thình lình gian nhớ tới kia khối đã từng làm quân cố xác chết không hủ trấn hồn ngọc kia khối hồn ngọc duy trì quân cố linh hồn làm hắn không có giống mặt khác người chết như vậy lại năm tháng trung hủ bại Quân Vô Tà vẫn luôn cảm thấy, quân Cố sát chết bảo tồn như thế hoàn hảo, mà Trấn Hồn Ngọc lại là bảo vệ linh hồn của hắn, như vậy chỉ cần tìm đối phương pháp, có lẽ quân Cố còn có thể trọng sinh, chỉ là Trấn Hồn Ngọc là u linh giới bảo bối, như thế nào lợi dụng nó làm quân Cố sống lại quân Vô Tà cũng không xác định, nàng từng nghĩ tới, ở tìm được Tà Đế Lăng tẩm lúc sau, nàng có lẽ liền có biện pháp làm quân Cố một lần nữa thuộc tính lại đây, này khối Trấn Hồn Ngọc ở lúc ban đầu liền đem Khuynh Vân Tông người hấp dẫn lại đây, mà hiện giờ, thế nhưng liền 12 trong Điện Chư Long Điện cũng kinh động, muốn nó làm cái gì? Quân Vô Tà lại hỏi, Lâm Tiêu Khẩn Trương nói, cái này ta thật không biết, là trưởng lão phái ta đến hạ Tam giới tới cướp lấy Trấn Hồn Ngọc, đến nỗi phải dùng Trấn Hồn Ngọc làm cái gì? Ta thật là không biết a, à, chương 1178, Thất Phu Vô Tội ba, Lâm Tiêu không có nói sai, điểm này hắn xác thật không biết. Quân vô tà nhìn lâm tiêu tái nhợt sắc mặt, trong lòng nhớ tới Trấn Hồn Ngọc lai lịch. Trấn Hồn Ngọc vốn là u linh giới bảo khí chi nhất, lại ở năm đó tà đế nhất thống trung tam giới khi, bị cướp đi, lúc sau tà đế tử vong, tà vực đem sở hữu tài bảo đều chôn vào tà đế lăng tẩm bên trong. Nếu là nàng không có đoán sai nói, khi Trấn Hồn Ngọc rất có khả năng cũng sáng sớm đã bị chôn ở tà đế lăng tẩm, chỉ là này khối ngọc vì sao sẽ xuất hiện ở thích quốc. Quân vô tà vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra điểm này, về trấn hồn ngọc sự tình, nàng chỉ có dò hỏi quân tiễn mới có thể biết được, Chư Long Điện cùng Thứ Quốc hợp tác hay không tính toán làm Thứ Quốc phái binh tìm kiếm tà đế lăng tẩm. Quân Vô Tà lại hỏi, Lâm Tiêu sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua Quân Vô Tà nhìn về phía nàng phía sau Quân Vô Dược, ánh mắt kia tràn ngập sợ hãi, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền đã sợ tới mức hồn vía lên mây, quỳ trên mặt đất một cái kính dập đầu xin tha, kia đều là trưởng lão làm ta làm trưởng lão làm ta đem tà đế lăng tẩm bản đồ đưa tới hạ tam giới, tìm hạ tam giới thế lực tìm kiếm, ta căn bản không có mạo phạm tà đế ý tứ, hắn một bên khóc lóc giải thích, một bên không được xin tha, quân vô tà khẽ nhíu mày, không biết người này thình lình xảy ra hoảng sợ cùng sám hối là chuyện như thế nào, mạo phạm không mạo phạm tà đế, làm sao cần cùng nàng nói, quân vô tà hoàn toàn không có chú ý tới, quân vô dược khóe môi treo lên ý cười. Khi trương bản đồ hiện tại ở nơi nào? quân vô tà lạnh lùng nói, ở. Ở thứ quốc hoàng đế trên tay, Lâm Tiêu nói, quân vô tà trong lòng cười lạnh, quả nhiên, chư Long Điện trong tay cũng có một trương bản đồ. Hiện giờ quân vô tà trong tay bọn họ đã có 5 trương bản đồ, khoảng cách 8 trương chỉ còn lại có tam trương mà thôi, hiện giờ biết được tiếp theo trương bản đồ rơi xuống, quân vô tà đã có lúc sau tính toán, điều tra rõ hết thảy. Quân vô tà đã không có hứng thú lại cùng lâm tiêu vô nghĩa, nàng xoay người đi ra địa lao, không hề xem kia lao trung bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, đương nàng đi ra địa lao kia một khắc, địa lao nội liền truyền đến nồng đậm mùi máu tươi, dạ sát cùng dạ mị chậm rãi đi ra, trên người nhiễm một chút vết máu. Trấn hồn Ngọc sự tình làm quân vô tà có chút bất an, nàng không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp tìm được rồi quân tiễn. Lúc đó quân tiễn, đang ở xem xét Thụy Lân quân bỏ mình danh sách, sắc mặt của hắn hiện lên tràn đầy đau lòng chi sắc, nhìn thấy quân vô tà tiến vào, hắn gắt gao nhắm hai mắt đem trong lòng cảm xúc nỗ lực áp chế đi xuống lại lần nữa mở to mắt khi đã khôi phục ngày xưa từ ái bọn họ như thế nào nói quân tiễn nhìn quân vô tà đối với tứ quốc liên minh tấn công thích quốc nguyên nhân vẫn luôn là lượng lờ ở bọn họ trong lòng nghi hoặc thích quốc xưa nay không cùng quốc gia khác trở mặt lại đột phùng này họa thật sự làm cho bọn họ đau lòng vô cùng bọn họ không sợ hãi chiến tranh lại không đành lòng chính mình đồng bào thủ túc chết trận sa trường kết cục là vì hồn ngọc. Quân vô tà nhìn quân tiễn nỗ lực che giấu trong lòng bi phẫn, trong lòng cũng dâng lên một cổ áp lực, Thụy Lân quân đối với quân tiễn mà nói, tuy là trong tay lưỡi dao sắc bén, lại cũng là hắn suốt đời tâm huyết, này phiên chinh chiến, thiệt hại tám vạn Thụy Lân quân chiến sĩ, với quân tiễn, giống như ở hắn trong lòng quát tiếp theo phiến thịt tới, đó là kiểu gì thống khổ, quân vô tà vô phát tưởng tượng, hồn ngọc. Quân tiễn hơi hơi sửng sốt, này đã là lần thứ hai bởi vì Hồn Ngọc gặp phải sự tình, lúc trước Khuynh Vân Tông xuất hiện ở Thích Quốc Khi, không cũng đúng là vì kia khối Hồn Ngọc sao, chương 1179, Thất Phu Vô Tội, 4, Trấn Hồn Ngọc đối với quân gia quá mức quan trọng, đều không phải là nó ý nghĩa, mà là nó quan hệ đến quân cố, tự quân cố quan tài bị nâng ra, hắn hoàn hảo vô khuyết xác chết hiển lộ ở quân gia phụ tử trước mắt thời điểm, Bất luận là quân tiễn vẫn là quân thanh trong lòng đều không tự chủ được hiện ra một tia hy vọng, có lẽ, có lẽ chung có một ngày quân cố còn có thể sống lại, ôm như vậy tín niệm, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem Trấn Hồn Ngọc giao cho bất luận kẻ nào. Bất luận là phía trước Khuynh Vân Tông, vẫn là hiện tại thứ quốc, đều muốn đem Trấn Hồn Ngọc cướp đoạt tới tay. Gia gia, ta sẽ không đem Trấn Hồn Ngọc giao cho bất luận kẻ nào, ta chỉ là có một cái nghi hoặc, muốn thỉnh gia gia vì ta giải thích nghi hoặc quân vô tà nhìn quân tiễn, nghiêm túc mở miệng, ngươi nói đi. Quân tiễn gật gật đầu, ta chỉ biết này hồn ngọc tự thích quốc kiến quốc khi liền đã tồn tại, nhưng là này khối ngọc rốt cuộc từ đâu mà đến. Trấn hồn ngọc vì sao sẽ lưu lạc đến ngoại giới, vốn nên chôn ở tà đế lăng tẩm đồ vật, vì cái gì sẽ xuất hiện ở thích quốc. Quân vô tà không rõ, quân tiễn hít sâu một hơi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía phương xa, suy nghĩ tự hồ cũng bay đến nhiều năm phía trước, hắn ánh mắt sâu xa, trầm mặt hồi lâu lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói, năm đó, thích quốc còn chưa thành lập, thiên hạ chư quốc chi gian phân tranh không ngừng, tảng lớn lãnh địa không có quân chủ, đông đảo bá tánh ở chiến hỏa trung bên trong chịu đủ tàn phá, khi đó, ta bất quá là vừa rồi từ huyết khí phương cương thiếu niên lột xác thanh niên, mắt thấy bá tánh khốn khổ, dân chúng lầm than, liền bằng vào một thang nhiệt huyết. Cùng chư vị bạn tốt kéo thủy lân quân chi đội ngũ này, thụy lân quân số lượng lại không ngừng lớn mạnh mà năm đó thích quốc tiên đế cũng chính là khai quá đế quân còn cũng không có như vậy ngu ngốc hắn cũng là đầy ngập nhiệt huyết một lòng muốn xông ra một mảnh thiên hạ làm những cái đó vô tội các bá tánh rời xa này chiến hỏa lan đến ta cùng hắn ý niệm không mưu mà hợp liền nắm tay muốn cộng đồng xông ra một mảnh cõi yên vui chúng ta trong tay quân đội ngày càng cường thịnh nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm mà ở chúng ta khai hỏa trận chiến đầu tiên thời điểm lại xuất hiện một thanh niên, chúng ta không biết hắn từ đâu mà đến, lại là người nào, nhưng là hắn tuyệt đỉnh thế lực cùng mưu kế, lại làm ta cùng tiên đế bái phục, năm đó cũng là hắn kế sách, làm chúng ta có thể ở còn chưa cường đại là lúc, liền công hãm đệ nhất tòa thành trì, cũng chính là hiện giờ thích quốc đế đô, chúng ta tin tưởng người nọ là trời cao phái tới tương trợ quý nhân, chính là người nọ ở chúng ta công hãm đế đô lúc sau, liền rời đi. Lúc gần đi đêm này cái hồn ngọc giao cho chúng ta nói xem như quen biết một hồi lễ vật. Lúc sau chúng ta đại quân cơ hồ chưa bao giờ bị bại, ta cùng tiên đế cũng gửi gắm tình cảm cùng hồn ngọc, cảm thấy là nó mang cho chúng ta vận may, lúc này mới ở kiến quốc lúc sau, đem hồn ngọc coi như trấn quốc bảo ngọc, quân tiễn từ từ nói xong quá vãng, trong lòng vững vàng một hơi, năm đó kiểu gì khí phách hăng hái, ai lại từng nghĩ đến gần vua như gần cọp những lời này thế nhưng là thật sự. Quân vương hỉ nộ vô thường làm quân tiễn tâm một chút một chút lãnh tới rồi hầm băng, hiện giờ lại quay đầu lại nhìn một cái năm đó Thụy Lân quân cũ bộ, ở đã trải qua vô số lần chinh chiến lúc sau, những cái đó lúc ban đầu đi theo người của hắn, sớm đã còn thừa không có mấy, tâm, làm sao có thể không đau, quân tiễn thở dài, dương mắt nhìn về phía quân vô tà, ngươi chính là muốn tìm được người nọ, quân vô tà gật đầu, trấn hồn ngọc bản thân cũng không có quá lớn vấn đề, chính là đem nó tặng cùng thích quốc tên kia thanh niên lại làm người cảm thấy cực kỳ khả nghi, hắn rốt cuộc là như thế nào bắt được hồn ngọc. Lại vì sao như vậy dễ dàng qua tay đưa cùng người khác, chương 1180, thất phu vô tội, năm, quân tiễn nói, người nọ tới khi cũng không từng đề cập quá tên của mình cùng lai lịch, thích quốc kiến quốc lúc sau, ta cũng từng ý đồ đi tìm hắn, lại như thế nào cũng tìm không thấy, bất quá có một chút. Ta nhưng thật ra nhớ rõ rất rõ ràng, cái gì? quân vô tà trong lòng nhảy dựng, người nọ khuôn mặt tuấn Mỹ ôn nhuận, hoặc nhìn bất quá 20 suốt đầu niên cấp, lại không biết làm sao sinh ra một đầu tóc bạc, quân tiễn nói, đầu bạc. Quân vô tà hơi hơi mở to hai mắt, ở nàng trong ấn tượng, khuôn mặt tuấn Mỹ đầu bạc nam tử, chỉ có như vậy một cái, viêm quốc quốc sư, ôn vũ, gia gia, ngươi có từng gặp qua viêm quốc quốc sư. Một ý niệm thình lình gian ở quân vô tà trong lòng sinh ra, nàng không cấm mở miệng nói, Viêm quốc quốc sư. Người nói chính là ôn vũ quốc sư. Quân tiễn nói, quân vô tà gật đầu, nhưng thật ra chưa từng gặp qua, viêm quốc kiến quốc so với chúng ta sớm quá nhiều, lúc ấy cũng đã là một phương bá chủ, chúng ta bất quá là tiểu đánh tiểu nháo, viêm quốc căn bản sẽ không đem chúng ta đặt ở trong mắt, thả nghe nói viêm quốc vị kia ôn vũ quốc sư, cũng không sẽ rời đi đế đô, nhưng thật ra không có cơ hội gặp nhau. Quân tiễn nói, quân vô tà nghĩ nghĩ, nàng lập tức mở ra cửa phòng, làm canh giữ ở bên ngoài Thụy Lân quân tiến đến tìm kiếm lôi sâm, phía trước ở giải quyết địa lao những người đó lúc sau, quân vô dược liền nói chính mình muốn đi trong thành tìm vài thứ, đem giả dạ sát cùng dạ mị cùng mang theo qua đi, nếu không phải như thế nàng làm giả dạ sát lại, tốc độ sẽ càng mau một ít, lôi sâm vội vàng tới rồi, cũng may viêm quốc binh lính bên kia muốn vội cũng không nhiều, bệ hạ. Lôi sâm lập tức liền phải quỳ xuống, quân vô tà lại miễn hắn lễ nghi, ngươi họa kỹ như thế nào lôi sâm hơi hơi sửng sốt căn bản không rõ quân vô tà vì sao sẽ đột nhiên hỏi hắn vẽ tranh được không chẳng lẽ bệ hạ còn thích như vậy tử tạm được ở lôi phàm giáng sinh phía trước hoàng hậu đối hắn cũng là nhiều hơn bồi dưỡng cầm kỳ thư họa cần phải mọi thứ tinh thông ngươi hiện tại họa một bức quốc sư bức họa cấp lân vương nhìn một cái quân vô tà nói lôi sâm mãn nhãn nghi hoặc chính là mặc dù trong lòng không rõ quân vô tà muốn làm cái gì chính là tuân chỉ hắn vẫn là sẽ. Lôi sâm hiện giờ ở viêm quốc trở thành vương gia, cùng quân tiễn địa vị tương đương, bất quá liền quốc lực mà nói, lôi sâm yếu lược cao một ít, chỉ là đối quân tiễn lôi sâm vẫn là thập phần kính trọng, đối quân tiễn gật đầu lúc sau, mới đi đến bên cạnh bàn, chấp bút trên giấy vẽ lên, lôi sâm họa kỹ tương đương không tồi, đã từng được đến quá viêm quốc tiên đế nhiều lần khen ngợi, thả ôn vũ vốn chính là hắn sư phụ, ở hai người quyết liệt phía trước, lôi sâm cùng ôn vũ thập phần thuộc lạc phương hạ bút như có thần động tác cực kỳ nhanh chóng bất quá chớp mắt công phu lôi sâm cũng đã đem ôn vũ dung mạo phát họa ra tới hắn nhìn ra được quân vô tà muốn bức họa cần dùng gấp cho nên dùng đặc thù thủ pháp không cần hao phí quá nhiều thời giờ hạ có thể đem người dung mạo cùng thần thái câu họa sinh động như thật thỉnh lân vương xem qua lôi sâm làm khô trên giấy nét mực hơi hơi dời đi thân mình thỉnh quân tiễn dời bước quân tiễn đi đến trước bàn nhìn kia trên giấy ôn nhuận như ngọc tuấn mỹ nam tử, trong mắt thình lình giang lập lòe ra một ti kinh ngạc, thế nhưng là hắn, kia trên giấy họa dung nhan, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc, quân tiễn quả thực không thể tin được, năm đó vị kia trợ giúp quá bọn họ thanh niên, thế nhưng chính là viêm quốc quốc sư, quân vô tà thấy quân tiễn bực này phản ứng, liền đã xác định trong lòng suy đoán. Nàng làm lôi sâm tạm thời lui xuống, trong phòng cũng chỉ dư lại nàng cùng quân tiễn hai người, chương 1181, thất phu vô tội, sáu, kia trên giấy họa dung nhan, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc, quân tiễn quả thực không thể tin được, năm đó vị kia trợ giúp quá bọn họ thanh niên, thế nhưng chính là viêm quốc quốc sư, quân vô tà thấy quân tiễn bực này phản ứng, liền đã xác định trong lòng suy đoán, nàng làm lôi sâm tạm thời lui xuống, trong phòng cũng chỉ dư lại nàng cùng quân tiễn hai người, gia gia là hắn sao. Quân vô tà tiến thêm một bước xác nhận đến, quân tiễn kiên định gật đầu, gương mặt này, hắn cả đời này cũng sẽ không quên hắn như thế nào sẽ là viêm quốc quốc sư mặc dù thấy được ôn vũ bức họa quân tiễn như cũ vẫn là cảm thấy việc này thật rất khó làm người tiếp thu thích quốc kiến quốc trước viêm quốc cũng đã khai sáng hồi lâu mà trong lời đồn bọn họ quốc sư hẳn là đã có rất lớn tuổi tác như thế nào sẽ là như thế này quân tiễn thật sự tưởng không rõ vì cái gì viêm quốc quốc sư muốn ở như vậy thời điểm đột nhiên ra tay trợ giúp bọn họ những người này Quân vô tà nheo nheo mắt, ở viêm quốc thời điểm, nàng liền đã cảm thấy kia quốc sư không giống bình thường, chỉ là người nọ là bạn không phải địch, nàng liền không có làm nghĩ nhiều, lại không ngờ, thích quốc trấn hồn ngọc, thế nhưng là từ ôn vũ đưa ra, ôn vũ là như thế nào được trấn hồn ngọc, vừa mới cởi bỏ một bí ẩn, chính là càng ngày càng nhiều nghi vấn chồng chất lại quân vô tà trong ốc bên trong, làm nàng không thể không từng cái lại giải quyết, ôn vũ dung mạo vẫn luôn chưa từng thay đổi, Năm tháng ở hắn trên mặt không có lưu lại bất luận cái gì một tia dấu vết, từ khuôn mặt thượng xem, Ôn Vũ bất quá là 20 xuất đầu tuấn mỹ công tử, chính là hắn khí chất cùng thần thái cũng đã hủy diệt thanh niên cái loại này nóng nảy, đó là kinh nghiệm rèn luyện lúc sau mới có thể mài dũa ra tới kết quả. Vô Tà, ngươi hiện tại thân là Viêm Quốc hoàng đế, này Ôn Vũ, quân tiễn không khỏi có chút lo lắng nhìn quân Vô Tà, nếu là Ôn Vũ thật là người nọ, hắn năng lực nhưng không dung khinh thường quân vô tà bực này che giấu tung tích hay không sẽ bị ôn vũ nhìn ra tới quân vô tà lắc lắc đầu quốc sư cũng không từng khó xử quá ta hắn tự hồ cũng không nghĩ tới nhiều nhúng tay viêm quốc sự tình bất luận là năm đó lôi sâm thân sự vẫn là nàng vặn ngã hoàng đế cách làm ôn vũ từ đầu chí cuối càng có rất nhiều một người người đứng xem hắn cơ hồ sẽ không chủ động đi làm bất luận cái gì sự tình này một loại đứng ngoài cuộc tư thái làm người không khỏi có chút tò mò hắn cũng không giống như để ý viêm quốc giống nhau. Quân tiễn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là ngày sau có cơ hội cùng hắn gặp nhau, ta thật sự phải hảo hảo tạ hắn một phen. Bất luận này hồn ngọc hiện giờ mang đến nhiều ít phiền toái, nhưng là nó lại làm ngươi phụ thân bảo trì hiện giờ bộ dáng, ta thật vui mừng. Quân vô tà gật gật đầu, biết được quân gia phụ tử trong lòng vẫn luôn muốn đem quân cố sống lại, này một tâm nguyện, nàng cũng nguyện ý vì bọn họ hoàn thành, ở quân gia phụ tử tiền đề hạ nàng tin tưởng chính mình phụ thân hẳn là cũng là một cái đáng giá tôn kính anh hùng hồn ngọc sự tình tạm thời liền không cần ngoại truyện lúc này đây tiến công thích quốc toàn bởi vì thứ quốc kia một phương muốn cướp lấy hồn ngọc ta sẽ tự giải quyết gia gia chỉ cần hảo sinh tu dưỡng quân vô tà thuận theo mở miệng từ những cái đó thống soái khắc khẩu nàng không khó nghe ra bọn họ cũng không biết lâm tiêu muốn tìm chính là cái gì mà trừ bỏ thứ quốc ở ngoài mặt khác tam quốc quân đội còn lại là bị kéo tới trợ trận, lúc này đây chủ yếu vấn đề đến từ chính thứ quốc, ngươi thả yên tâm, kia hồn ngọc, một quả ở phụ thân ngươi kia, một quả từ ngươi tiểu thúc bên người tùy thân mang theo, trừ bỏ thụy lân quân người cùng bệ hạ ở ngoài, không có người biết hai quả hồn ngọc đều ở lân vương phủ. Quân tiễn nói, chương 1182, thất phu vô tội, bảy. Quân vô tà nhớ tới phía trước chính mình này một mặt xuyên qua tới hồn, ở đụng chạm đến trấn hồn ngọc sau phản ứng, hiện giờ nàng trong thân thể đã bị chôn xuống kia viên thần kỳ hạt giống, nàng rất muốn nếm thử một chút, chính mình hay không đã có năng lực chống cự loại này linh hồn bảo khí ảnh hưởng, ta hơi muộn một ít, đi tìm tiểu thúc nhìn một cái hồn ngọc. Quân vô tà nói, nếu là kia cái hạt giống có thể cho nàng chống đỡ linh hồn bảo khí ảnh hưởng, như vậy ngày sau nàng mặc dù là đối thượng 12 điện, cũng liền nhiều một trọng nắm chắc, rốt cuộc. 12 điện trong tay rốt cuộc có bao nhiêu bảo khí, bọn họ cũng không xác định, quân tiễn gật gật đầu, quân vô tà thấy quân tiễn đã lộ ra một tia mỏi mệt, liền cũng không muốn lại nhiều hơn quấy rầy, nàng tự trong phòng rút đi, cũng không có vội vã đi xử lý trên tay sự tình, mà là thẳng đi tới lân vương phủ trung thuộc về nàng biệt viện, canh giữ ở nơi đó thụy lân quân nhóm, nhìn đến quân vô tà xuất hiện, thình lình gian trạm tư một chỉnh, trên mặt tuy vô biểu tình, trong mắt lại ngậm cười ý bọn họ cũng đều biết trước mắt vị này viêm quốc tiểu hoàng đế chính là bọn họ đại tiểu thư quân vô tà ở lân vương phủ trung cũng không có tao ngộ đến bất cứ ai ngăn trở mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cam chịu này hết thảy trở lại chính mình hồi lâu chưa từng cư trú trong phòng trong phòng bàn ghế bài trí sạch sẽ như tân mặc dù nàng đã mệnh long kỳ mang về lời nói tới nói nhất thời nửa khắc cũng chưa về chính là nàng phòng nàng biệt viện như cũ có người quét tức sửa sang lại giống như là tùy thời đều đang chờ đợi nàng trở về nhà giống nhau. Quân vô tà ở trong phòng nằm xuống, căng chặt một chỉnh năm thần kinh rốt cuộc ở nằm xuống nháy mắt được đến thả lỏng, mèo đen ngồi ở mép giường, thông thả ung dung liếm móng vuốt. Bình tĩnh nhìn mị mị đại nhân cùng sát huyết thỏ tung ta tung tăng từ ngoài cửa theo vào tới, hai chỉ manh vật ở phía trước trên chiến trường phát huy không nhỏ tác dụng, hiện giờ chính là thượng vội vàng tìm quân vô tà muốn khích lệ đâu. Quân vô tà từng cái đem hai chỉ sủng manh ôm đến trên giường, hưởng thụ này một lát yên lặng cùng an tường, thật hy vọng, thời gian có thể động lại tại đây một khắc, bất tri bất giác, quân vô tà thế nhưng nằm ở trên giường ngủ, cả người huyết ô cũng không tới kịp rửa sạch, liền ăn mặc như vậy một thân nhiễm huyết khô giáp ngã vào trên giường lặng yên ngủ, đã từng làm nàng không thể chịu đựng được mùi máu tươi lúc này cũng đã vô pháp đem nàng tự trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vì ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới thích quốc. Nàng tự rời đi vạn thú thành khi, liền lại chưa từng chợp mắt, một đường buông ba, phẫn nộ cùng lo lắng làm nàng một lát cũng vô pháp tỉnh hạ tâm tới, điên cùng giết chóc lúc sau, nàng rốt cuộc về tới chờ đợi như cũ gia, buông xuống sở hữu đề phòng, mỏi mệt trong khoảnh khắc đem nàng kéo vào ngủ say bên trong, mèo đen ỉ ở quân vô tà bên người, mị mị đại nhân cùng sát huyết thỏ vừa mới trải qua xong huyết chiến cũng thập phần mỏi mệt bất kham, chúng nó rút vào quân vô tà bên người nặng nề ngủ. Chỉ có mèo đen cái này linh hồn thể không có nửa điểm mệt mỏi cảm giác. Không biết qua bao lâu, một tiếng rất nhỏ tiếng bước chân khiến cho mèo đen cảnh giác, nó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lại thấy Quân Khanh vừa mới một chân bước vào cửa phòng, ở nhìn đến nằm ở trên giường ngủ say trung quân vô tà sau hơi hơi sửng sốt, theo bản năng phóng nhẹ bước chân, lặng yên đi đến mép giường, vì quân vô tà đắp lên chăn mỏng, liền lặng lẽ đẩy đi ra ngoài, mèo đen tiếp tục ghé vào mép giường, nhìn bị Quân Khanh mang lên cửa phòng, lại nhìn nhìn quân vô tà ngủ say dung nhan, lười biến đông đưa cái đuôi biến ảo thân ảnh, lặng yên gian biến mất nhập quân vô tà trong cơ thể, nàng, là nên hảo hảo ngủ một giấc, chương 1183, tái kiến trấn hồn ngọc, một, đương quân vô tà tự trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm, ánh mặt trời tự hơi hơi rộng mở cửa sổ khe hở bắn vào, sái lạc trên sàn nhà, mị mị đại nhân ngủ chổng vó, sát huyết thỏ gối mị mị đại nhân mềm mại cái bụng ngủ thơm ngọt, mị mị đại nhân một con tiểu đề tử ngẫu nhiên trừ động một chút sát huyết thỏ liền trong lúc ngủ mơ theo bản năng duỗi tay đem kia chỉ chân ấn xuống, quân vô tà đầu có chút hôn hôn trầm trầm, quanh hơi thở tràn đầy đều là kia gây mũi mùi máu tươi, nàng đỡ thái dương, tự trên giường đi xuống, đem trên người nhiễm huyết khôi giáp nhất nhất cởi bỏ, vứt bỏ ở trên mặt đất, chỉ để lại bên trong bố y, khôi giáp rơi xuống trên mặt đất, phát ra từng tiếng giòn vang, thanh âm kia làm canh giữ ở cửa lâu ngày thụy lân quân lập tức trung lên ba cái. Viêm quốc bệ hạ, nước ấm đã vì ngài chuẩn bị thỏa đáng, không biết hay không tắm gội. Ngoài cửa phòng, truyền đến Thụy Lân quân binh lính nghiêm trang thanh âm, quân vô tà khẽ nhíu mày nói, hiện tại đưa lại đây đi, đúng vậy, canh giữ ở ngoài cửa Thụy Lân quân, cưỡng chế khóe miệng rút ra, nỗ lực duy trì cương nghị biểu tình, xoay người chạy tới làm phòng bếp đem đã sớm chuẩn bị tốt nước ấm đưa lại đây, đại tiểu thư nhưng xem như tỉnh, tâm tình là sung sướng, bước chân là nhẹ nhàng mà, nước ấm bị đưa vào phòng, Quân Vô Tà nhìn sắc trời, hỏi hướng đưa nước Thụy Lân Quân, "Ta ngủ bao lâu, không nhiều lắm, bất quá một ngày nữa." Tên kia Thụy Lân Quân ra vẻ trấn định mở miệng, tay chân nhanh nhẹn cấp Quân Vô Tà chuẩn bị nước tắm, "Một ngày nữa." Quân Vô Tà nhưng thật ra thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ngủ lâu như vậy, trong khoảng thời gian này, bên ngoài có từng có chuyện gì? Quân Vô Tà tự hồ cũng không có lại Thụy Lân Quân trước mặt che giấu chính mình thân phận ý tứ, tùy ý không thể lại tùy ý. Căn bản không giống như là lần đầu tiên tiến vào Lân Vương phủ, Viêm Quốc hoàng đế, mà là như là một cái chính cống quân gia người. Từ Thụy Lân quân phía trước đối nàng thái độ, nàng cũng đã minh bạch, này nhóm người sợ là đã đoán được thân phận của nàng, như vậy nàng làm sao cần che giấu cái gì đâu? Hồi bẩm, đại. Ách, Viêm Quốc bệ hạ, tiểu vương gia phân phó, nói làm ngươi tỉnh lúc sau, trước tắm gội thay quần áo, lại dùng đồ ăn lúc sau, mới chuẩn bọn thuộc hạ đem bên ngoài sự tình nói cho ngươi. Quân vô tà hơi hơi sửng sốt, trong mắt quạng cô ẻ không cấm mềm một chút, đã biết, đi xuống đi, tiểu thúc như vậy an bài, bất quá là muốn cho nàng thiếu nhọc lòng, nghỉ ngơi nhiều, bất luận nàng bên ngoài là người nào, trở về lân vương phủ, quân khanh đó là nàng tiểu thúc, nàng trưởng bối, hắn phân phó, nàng tự nhiên là muốn nghe, thật vất vả đem một thân huyết tinh giặt sạch một lần lại một lần, mới đưa kia nùng liệt mùi máu tươi dần dần tẩy tẩn. Quân Khanh vì quân vô tà chuẩn bị quần áo là một bộ cùng nàng dáng người tương xứng nam trang, tri kỷ tiểu thúc đem các phương diện đều băng khoan thập phần chu toàn, trên người huyết tinh ở làm nhạc, thay thế chính là quân vô tà quen thuộc dược thảo hương, chờ đến tắm rửa xong, không bao lâu, liền có hương giật văn khắp nơi mỹ thực cũng đã bị đưa vào phòng, đang lúc nàng ăn khi, quân Khanh liền cùng Long Kỳ cùng nhau, cười tủng tỉm đi đến, nhưng thật ra biết tỉnh nên tìm đồ vật ăn, người nhà đầu này rốt cuộc bao lâu không hảo hảo nghỉ ngơi một ngủ đó là một ngày nữa, liền cơm cũng bất chấp ăn, nhưng thật ra không bị đói ngươi. Quân thanh bất đắc dĩ nhìn quân vô tà, luôn luôn có chứa tiểu thói ở sạch chất nữ chưa lui ra một thân huyết y, ngã đầu liền ngủ hình ảnh, làm quân thanh xem đến vừa buồn cười lại đau lòng. Chương 1184, Tái kiến Trấn Hồn Ngọc, 2, quân vô tà rất là có chút xấu hổ nhìn nhà mình tiểu thúc, nàng cũng không nghĩ tới chính mình tẩn nhiên một ngủ đó là lâu như vậy. Hảo, đậu ngươi đâu, nhanh ăn đi, đừng bị đói. Quân Thanh bật cười lắc lắc đầu, ở một bên ngồi xuống, quân vô tà lúc này mới bưng lên chén đổ thông thả ung dung ăn lên, ăn hai khẩu lót lót bụng, liền lại ngẩng đầu nhìn quân Thanh, tiểu thúc tìm ta có việc sao, quân Thanh nói, đảo cũng không bên sự tình, ngươi phía trước không phải đối với ngươi gia gia nói, muốn xem hồn ngọc sao, ta nghe xong tin tức vốn là tính toán cho ngươi đưa lại đây, đảo không nghĩ tới tới khi ngươi đã ngủ hạ, ta làm người canh giữ ở cửa ngươi tỉnh lúc sau ta liền đi tìm tới, tỉnh ngươi lại chạy vài bước lộ, canh giữ ở ngoài cửa thủy lân quân binh lính là quân thanh sáng sớm an bài tốt, hắn biết quân vô tà đây là mệt thảm, tỉnh lại lúc sau nhất định muốn tắm gội thay quần áo, cần một ít ăn cơm, ân, hồn ngọc ở đâu. Quân vô tà minh bạch nhà mình tiểu thúc săn sóc, nhắc tới đến trấn hồn ngọc nàng liền có bất chấp ăn cơm, há mồm liền hỏi trấn hồn ngọc sự tình. Quân Thanh đối với nàng tráng bắn một lóng tay, đồ vật ở ta trên người, ném không được, ngươi thả quản hảo chính ngươi bụng, trong chén cơm nếu là ăn không hết, ta nhưng không đem hồn ngọc đưa cho ngươi xem, một năm thời gian, quân vô tà trường cao không ít, chính là thân thể lại như củ mảnh khảnh thực, một năm không thấy, quân thanh nhìn thấy quân vô tà như vậy đơn bạc thân mình trong lòng vạn phần thương tiếc, nếu không phải thời gian chiến tranh, hắn hận không thể làm người đem sở hữu mỹ vị món ngon đều đoan đến quân vô tà trước mặt, hảo hảo cho nàng bổ bổ lạc quân vô tà sờ sờ cái tráng bị đạn quá đến địa phương nhưng thật ra không đau ngược lại làm nàng trong lòng ấm áp hồi lâu chưa từng thể nghiệm thân nhân chi gian ấm áp chẳng sợ một tia ôn nhu đều làm nàng cảm thấy vạn phần quý trọng nhìn quân vô tà lại lần nữa vùi đầu ăn cơm quân thanh cũng không có thật sự làm nàng cái gì đều mặc kệ nàng đã là viêm quốc hoàng đế mặc dù hắn hiện giờ không nói bên ngoài tình huống nàng trong lòng cũng sẽ vướng bận viêm quốc đại quân đã ở ngoài thành hạ trại trong thành thích quốc binh lính cùng các bá tánh chính vội vàng tu chỉnh bên trong thành tổn thất đồ ăn mỗi ngày đều sẽ phái người đưa đến viêm quốc đại doanh đi lúc này đây nhưng thật ra ta lần đầu tiên cùng viêm quốc quân đội tiếp xúc không thể không nói viêm quốc quân đội huấn luyện vẫn là tương đương không tồi như vậy nhiều người ở ngoài thành cũng không có nửa điểm hỗn loạn cũng chưa từng cùng trong thành bá tánh từng có xung đột quân thanh đơn giản đem quân vô tà hôn mê trong khoảng thời gian này chiến hậu tình huống nói một chút Viêm quốc quân đội ở lôi sâm cùng lôi hy quản chế hạ nhưng thật ra thành thật thật sự chẳng những sẽ không cho bọn hắn thêm phiền ngược lại sẽ chủ động yêu cầu trợ giúp bọn họ chữa trị tường thành đương nhiên này đó chủ động rất có khả năng là xem ở quân vô tà mặt mũi thượng bất quá quân khanh đã cảm thấy thực cảm kích quân nhân vốn nên như thế ỷ mạnh hiếp yếu tính cái gì nam tử hán ta thủy lân quân liền vẫn luôn như thế quân vô tà một bên ăn cơm một bên nói thầm một bên Long Kỳ nghe xong lời này, đáy mắt nổi lên một tia tự hào, quân thanh tắc bật cười lắc đầu, đều thành viêm quốc hoàng đế, nào có nói như vậy, viêm quốc đại quân tố chất là không tồi, nhưng Thụy Lân quân cũng không kém, đều là coi như nghiêm cẩn quân đội, ta chỉ là việc nào ra việc đó, quân vô tà cũng không có đem hai nước quân đội đâu ra làm đối lập ý tứ, bất quá thuận miệng vừa nói. Chờ đến quân vô tà rốt cuộc đem trong chén cơm ăn sạch sẽ, quân Khanh lúc này mới đem tùy thân mang theo hồn ngọc đem ra chương 1185, tái kiến trấn hồn ngọc, ba, kia nửa cái hồn ngọc bị quân khanh dùng một cái cẩm mang tiểu tâm trang hảo, vẫn luôn bên người ngốc tại trên người, thứ này quan hệ đến hắn huynh trưởng, quân vô tà phụ thân hay không có thể trọng sinh, hắn cũng là không dám có nửa điểm lơi lỏng, trấn hồn ngọc bị quân khanh lấy ra đặt ở trên bàn, nho nhỏ nửa cái ngọc, hoặc nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, lại cấp thích quốc liên tiếp đưa tới sát khí. Quân vô tà nhìn trấn hồn ngọc, không có vội vã đem này cầm lấy mà là ngẩng đầu nhìn về phía quân khanh tiểu thúc ân nếu là chờ hạ ta xuất hiện một ít kỳ quái hiện tượng ngươi chớ có kinh hoảng ta sẽ không có việc gì quân vô tà không thể xác định chính mình hiện tại hay không còn sẽ đã chịu trấn hồn ngọc ảnh hưởng không nghĩ chính mình đến lúc đó đối trấn hồn ngọc phản ứng làm quân khanh lo lắng quân khanh hơi hơi sửng sốt này hồn ngọc chẳng lẽ đối với ngươi có cái gì bất lợi quân vô tà lắc lắc đầu không đáng ngại quân vô tà nói phong khinh vân đạm, chính là quân thanh lại không yên tâm, thậm chí còn đã muốn đem hồn ngọc thu hồi, cũng may quân vô tà nhiều lần bảo đảm sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn chính mình sự tình, mới đánh mất hắn này ý niệm, quân vô tà hít sâu một hơi, mới chậm rãi vương tay, đem trong tay dần dần bao trùm ở trấn hồn ngọc phía trên, khi cổ đã từng làm nàng linh hồn chấn động cảm giác, lại chưa xuất hiện. Bàn tay hạ chỉ có trấn hồn ngọc kia lạnh băng xúc cảm, không phản ứng, quân vô tà trong lòng hơi hơi nhảy dựng, chẳng lẽ nói, nàng trong cơ thể kia viên kim sắc hạt giống, chẳng những chữa trị nàng bị hao tổn linh hồn, lại còn có làm nàng cùng này thể xác hoàng mỹ dung hợp ở cùng nhau. Phát hiện này, làm quân vô tà quản cu ẻ trong lòng không cấm sinh ra một tia vui sướng, linh hồn không xong, tất khả năng sinh ra vấn đề thật sự là quá nhiều, hiện giờ có thể giải quyết nàng cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quân vô tà trong mắt khẩn trương tan đi, ngồi ở một bên quân thanh lại vẫn là thần sắc cẩn thận, hắn rất sợ quân vô tà trên người xuất hiện nửa điểm vấn đề, như thế nào? Quân thanh hỏi, quân vô tà dương mắt nhìn quân thanh, nhàn nhạt nói, không có việc gì, nhưng mà, liền ở quân vô tà nói âm vừa mới rơi xuống đất đương lúc, một cổ kỳ dị cảm giác lại ở thân thể của nàng trung nhanh chóng lan tràn, cái loại cảm giác này du tẩu với tứ chi ở ngoài, lại lan tràn tới rồi quân vô tà mỗi một cái thần kinh hình như có thứ gì đang ở linh hồn của nàng trung ngo ngoe rục rịch cái loại này linh hồn dần dần bị nhấc lên gợn sóng cảm giác nháy mắt làm quân vô tà nắm chặt nắm tay sắc mặt bá một tiếng trở nên trắng bệch quân thanh vừa thấy quân vô tà sắc mặt đại biến khẩn trương trực tiếp từ ghế trên đứng lên hắn nôn nóng nhìn quân vô tà bởi vì quân vô tà phía trước dặn dò hắn cũng không dám tự tiện ra tay đụng chạm nàng chỉ có thể lo lắng nhìn quân vô tà càng ngày càng tái nhợt sắc mặt quỷ dị cảm giác càng ngày càng, càng cường liệt quân vô tà cảm giác được linh hồn của chính mình tự hồ ở bị một cổ lực lượng xé rách, loại cảm giác này cùng nàng lúc ban đầu đụng tới trấn hồn ngọc thời điểm cũng không tương đồng. Mồ hôi lạnh từng giọt từ cái trán của nàng nhỏ giọt, làm ướt nàng bên chân gạch, nàng cắn chặt căn bản, áp lực kia cổ chưa bao giờ từng có cảm giác, cũng không đau, lại làm người cảm thấy vài vị khó chịu, linh hồn bên trong bất luận cái gì một tia dao động, đều sẽ làm người sinh ra thật lớn phản ứng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào liền quân vô tà chính mình đều không thể giải thích loại tình huống này, ở linh hồn từng đợt dao động dưới, nàng chỉ cảm thấy một trận đầu ván mắt hoa, dạ dày bộ không ngừng quay cuồng, nàng muốn đem bao trùm ở trấn hồn ngọc thượng tay dời đi, cũng đã không có kia sức lực, chương 1186, ngươi hảo, chủ nhân của ta, một, mèo đen cảm nhận được quân vô tà không thích hợp, thình lình gian nhảy tới trên bàn. Nâng lên móng vuốt bay nhanh đem quân vô tà thủ hạ kia cái hồn ngọc đẩy ra, Quân vô tà tay rời đi trấn hồn ngọc nháy mắt, thân thể của nàng thình lình giang không tự chủ được về phía sau đảo đi. Quân thanh tay mắt lanh lẹ một tay đem nàng tiếp được, nhìn quân vô tà trắng bệch sắc mặt hắn tâm lập tức nhắc tới cổ họng, Long Kỳ. Mau đi thỉnh đại phu. Quân thanh riết cào nói, Long Kỳ vừa muốn xoay người ra cửa, một thanh âm, không ngờ gian vang lên. Đại phu vô dụng, Long Kỳ cùng quân thanh thình lình giang nâng lên mắt, phát hiện thanh âm kia thế nhưng là từ kia chỉ mèo đen trong miệng truyền ra hai người trong mắt đều tràn ngập khó có thể tin biểu tình mèo đen từ trên bàn nhảy xuống lẻn đến quân vô tà trên người đầu nhỏ chống quân vô tà cái tráng quân vô tà loại tình huống này rõ ràng là linh hồn xuất hiện vấn đề mặc dù làm người thỉnh đại phu cũng không có bất luận cái gì hiệu quả thả rất có thể sẽ bại lộ quân vô tà thân phận quân thanh là quân vô tà thân nhân mèo đen tín nhiệm hắn cho nên mới sẽ không hề cố kỵ ở hắn trước mặt mở miệng. Quân vô tà ý thức dần dần chìm vào trong bóng tối, nàng phản phất có thể cảm giác được linh hồn của chính mình đang ở bị một khắc cổ lực lượng không ngừng va chạm. Cái loại cảm giác này thật sự làm người khó có thể chịu đựng, linh hồn của nàng bị một chút căng nứt, hình như có thứ gì đang ở từ kia vết nứt bên trong chậm rãi tràn ra, thình lình gian. Nàng đột nhiên mở to mắt, vô tà. Quân Khanh nhìn thấy quân vô tà tỉnh lại lập tức kêu lên tiếng quân vô tà lại là nhíu chặt mày, một cổ nướng người nóng cháy đang từ trên tay không ngừng truyền đến, ở nàng chỉ gian, một mặt màu đỏ quang mang đang ở không ngừng nở rộ, kia quang mang nở rộ chỗ, đúng là quân vô tà giới linh chiếc nhẫn nơi chỗ, nàng toàn bộ ngón tay đều như là bị đặt ở trong ngọn lửa đốt cháy một nửa, đau làm người phát điên. Quân vô tà gắt gao nắm ngón tay kia, cả người nhịn không được run rẩy. một bên quân thanh cùng Long kỳ cấp như kiến bò trên chảo nóng, lại cũng không biết như thế nào mới có thể giúp được nàng, chỉ có thể một thuận không thuận nhìn chầm chầm quân vô tà trắng bệt khuôn mặt nhỏ, âm thầm nắm chặt nắm tay, trong phút chốc, khi đến màu đỏ quang mang ở trong phòng nổ tung, theo kia quang mang tạc nứt, một cổ kỳ dị mùi hương thực mau tràn ngập chỉnh gian phòng ốc, lại hồng quang bên trong, một mạc thon dài thân ảnh chậm rãi hiển lộ, mà giờ khắc này, Vần quanh ở quân vô tà trong thân thể khác thường cảm giác lại tùy theo cười chết, nàng hơi hơi thở dốc hiếp mắt, nhìn kia một bôi trên hồng quang tan đi lúc sau, dần dần hiển lộ ra tới bóng người, ân. Có bao nhiêu năm, thế nhưng có người có thể cùng ta xứng đôi. Một cái lười biến giọng nam đột nhiên ở quân vô tà bên tai vang lên, theo thanh âm kia xuất hiện, một mặt lửa đỏ thân ảnh thình lình gian xuất hiện ở quân vô tà trước mắt, một người người mặc màu đỏ áo gấm tuấn Mỹ nam tử lười biến đứng ở phòng trong. Hắn một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý dùng một sợi dây cột tóc hệ ở sau người, như mực nhiễm tóc đen thừa thác ở hồng y phía trên yêu dị mà mỹ diễm, nam tử có một trương tuấn mỹ khuôn mặt, hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, kia tựa hàm vô hạn xuân ý con ngươi phím một tia hồng, tên này thần bí nam tử xuất hiện, thình lình giang làm trong phòng quân khanh cùng long kỳ toàn thân đề phòng lên, bọn họ muốn bảo hộ quân vô tà, chính là không biết vì sao bọn họ thân mình thế nhưng sử không ra nửa điểm sức lực, tay chân đều trở nên dị thường bủng trũng vô lực, cả người lực lượng như là bị người rút đi giống nhau mặc dù là muốn bảo trì hiện có tư thế, cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy thập phần cố hết sức. Chương 1187, Ngươi Hảo, Chủ Nhân của ta, hai, Ngươi là người nào? Quân Thanh cắn răng cường chống cuối cùng một tia sức lực, đề phòng nhìn tên kia Hồng Y Nam Tử. Hồng Y Nam Tử đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, đảo qua phòng bên trong mọi người, ánh mắt lướt qua đối hắn tràn ngập địch ý mèo đen lúc sau, cuối cùng dừng ở quân vô tà trên người, nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng vẫn là như vậy niên thiếu người hồng y nam tử bước ra chân dài hướng tới bị quân khanh ôm vào trong ngực quân vô tà đi đến ngươi muốn làm cái gì quân khanh vừa thấy đến hắn tới gần quân vô tà cả người tế bào cơ hồ đều phải nổ tung hồng y nam tử hơi hơi nhướng mày nhìn giống như nỏ mạnh hết đà quân khanh không có hảo ý cười nói không tồi thế nhưng đến bây giờ còn có thể chịu đựng được nhưng thật ra có điểm bản lĩnh bất quá ngươi cho rằng ta hiện tại muốn làm cái gì, ngươi còn có sức lực ngăn cản sao, nói hồng y nam tử liền hơi hơi loan hạ lưng đến, hướng tới quân vô tà vương tay, lại thoáng tới gần lúc sau, hồng y nam tử trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc, trên người của ngươi, làm sao sẽ có cái kia tiểu ngu ngốc hương vị, hồng y nam tử nghi hoặc nháy mắt, mèo đen hóa thân hắc thú, đột nhiên nhào hướng hắn, dùng sắc bén nanh vuốt, đem hắn tự quân vô tà bên người bức khai. Hồng y nam tử lui ra phía sau một bước, nửa hiếp mắt nhìn hướng hắn lộ ra răng nanh hắc thú a à, ngươi cũng là linh hồn thể trống hắc thú phát ra thấp giọng rít rào thanh âm kia đem vẫn luôn nằm ở trên giường mị mị đại nhân cùng sát huyết thỏ bừng tỉnh chúng nó mở to mắt nháy mắt liền thấy được hắc thú cùng hồng y nam tử đối kháng hình ảnh cơ hồ là bản năng phản ứng chúng nó đã đem kia hồng y nam tử nhận làm địch nhân hai chỉ linh thú chuẩn bị tiến công nháy mắt không ngờ Giang phát hiện chúng nó sức lực tự hồ đều bị tiêu ma hết, chỉ là đơn thuần muốn đứng thẳng, đều không thể làm được. Hồng Y Nam tử cười khẽ một tiếng, nhìn hắc thú hùng hổ bộ dáng, trong mắt lại như cũ còn có nghi hoặc, hắn ánh mắt không tự chủ được lại một lần rơi xuống quân vô tà trên người, không cần như vậy khẩn trương, ta cũng sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Hắn nhún vai nói, quân vô tà mày hơi hơi nhăn lại, linh hồn dao động đã biến mất chính là còn sót lại ảnh hưởng lại làm nàng có chút suy yếu, mà khi tràn ngập ở trong phòng mùi hương lại làm nàng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác khi hương vị cực kỳ giống trước một đời mổ một loại tội ác chi hoa mùi hương. Ngươi rốt cuộc là người nào? Quân vô tà híp mắt lạnh giọng hỏi. Hồng y nam tử buông tay, ở mọi người đề phòng dưới ánh mắt, hắn lại ở nháy mắt vén lên vạt áo, quỳ một gối ở quân vô tà trước mặt. Ngươi hảo, chủ nhân của ta. Ta là ngươi giới linh cái gì hồng y nam tử vừa thốt lên xong quân khanh cùng long kỳ đều khó có thể tin mở to hai mắt nhìn giới linh sao có thể bọn họ căn bản là chưa bao giờ gặp qua bất luận kẻ nào hình giới linh huống chi quân vô tà rõ ràng đã có giới linh sao có thể tái xuất hiện đệ nhị chỉ phóng nhãn trong thiên hạ từ xưa đến nay liền chưa bao giờ có người có thể đủ có được hai chỉ giới linh quân khanh cùng long kỳ căn bản là không muốn tin tưởng hồng y nam tử nói chính là quân vô tà đáy mắt chỉ là hiện lên một tia kinh ngạc, lại chưa lộ ra bất luận cái gì không tin thần sắc, ngay cả che ở quân vô tà trước mặt hắc thú, đều thu hồi tiếng công tư thái, ngươi là thực vật hệ giới linh. Quân vô tà khẩu ra kinh người chi ngữ, thế nhưng là tin kia hồng y nam tử nói, cái này làm cho Long Kỳ cùng quân thanh quả thực không thể tin được, chương 1188, ngươi hảo, chủ nhân của ta, ba. Hồng y nam tử hơi hơi mỉm cười nói, chủ nhân quả nhiên thông tuệ hơn người ta như vậy hóa hình thế nhưng cũng đoán được ra dứt lời hắn hai mắt hơi hơi nheo lại ở mùi hương nồng đậm trong không khí tìm kia một tia thanh nhã khí vị ta tưởng ta hẳn là không phải chủ nhân đệ nhất chỉ giới linh đi lại hoặc là nói ta cũng không phải ngài đệ nhất chỉ thực vật hệ giới linh kia cổ nhàn nhạc hoa sen mùi hương là như vậy quen thuộc hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai đem ngươi mùi hương thu hồi tới Quân Vô Tà nhíu mày nói, phía trước nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, khả năng sẽ có đệ nhị chỉ giới linh xuất hiện, chính là lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ là ở nàng đụng chạm hồn ngọc lúc sau. Bất quá hiện giờ nghĩ đến, Quân Vô Tà nhưng thật ra đã đoán được trong đó nguyên do, Giảo Long nhưng mở ra đi thông u linh giới đại môn, mà có thể đối linh hồn sinh ra phản ứng trấn hồn ngọc lại cố tình đảm đương kia thúc dục tác dụng, cho nên nàng đệ nhị chỉ giới linh mới có thể ở ngay lúc này xuất hiện chỉ là quân vô tà không nghĩ tới, này chỉ giới linh bản thể, vô cùng có khả năng chính là kia một đóa tội ác chi hoa, chủ nhân không thích ta mùi hương sao? Hồng y nam tử trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, nếu nó sẽ không làm sinh vật tay chân vô lực nói, ta tưởng ta có lẽ sẽ không để ý. Quân vô tà lạnh lùng nói, ở kiếp trước, nàng đã từng tiếp xúc quá một chúng tội ác chi hoa, cái loại này hoa xuất hiện thường thường mang đến vô số tội ác cùng tử vong ở nàng trọng sinh lúc sau, lại chưa ở trong thế giới này nhìn thấy tương tự thực vật, nàng vốn tưởng rằng thế giới này cũng không có cái loại này đồ vật, lại không ngờ, có nhưng thật ra có, lại trực tiếp trở thành một con thực vật hệ giới linh. Hồng y nam tự ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới, quân vô tà thế nhưng sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội nhận thấy được hắn mùi hương trung quỷ dị, loại tình huống này, thật đúng là lần đầu tiên phát sinh, vô tà. Ngươi nói, là kia mùi hương làm chúng ta cả người vô lực quân khanh kinh ngạc hỏi hắn nói như thế nào êm đẹp hắn liền nhất không nổi sức lực quân vô tà gật gật đầu nàng ánh mắt dừng ở hồng y nam tử trên người hồng y nam tử hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng nhún vai lúc sau liền nâng lên tay tới ống tay áo nhẹ nhàng múa may tràn ngập ở phòng bên trong kia cổ mùi hương ở quá ngắn thời gian nội hoàn toàn tan đi cùng với kia cổ hơi thở biến mất quân khanh đám người sức lực rốt cuộc lại một lần về tới bọn họ thân thể bên trong. Quân vô tà đứng dậy, trên mặt tuy có chút tái nhợt, chính là cặp mắt kia lại không có lộ ra nửa điểm nhược thế, xem ở là tại hạ đã đoán sai, vốn tưởng rằng gặp được chính là một cái trẻ người non dạ chủ nhân, lại không nghĩ rằng chủ nhân ngươi thế nhưng cho ta mang đến lớn như vậy kinh hỷ, không hổ là chủ nhân của ta, hồng y nam tử ngã ngớn đi đến quân vô tà trước mặt, vươn tay tới liền muốn đỡ lên quân vô tà gương mặt quân vô tà mày hơi hơi nhăn lại, vừa mới chuẩn bị né tránh, chính là một đạo ánh sáng lại đột nhiên tự nàng cùng hồng y nam tử chi gian lập lòe, một mặt nhỏ sinh thân ảnh, thình lình Giang xuất hiện ở quân vô tà trước mặt, lấy cực nhanh tốc độ, đem tới gần quân vô tà hồng y nam tử trực tiếp giải khai, đừng chạm vào nhà ta chủ nhân, vẽ mặt quán giận tiểu bạch liên, thình lình gian vọt ra, một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập phẫn nộ cùng khẩn trương, hắn lung tung múa may tay nhỏ đem hồng y nam tử ngạnh sinh sinh từ quân vô tà trước mắt đẩy ra, phản phất hồng y nam tử đến gần rồi quân vô tà một chút, đều là đối quân vô tà kinh nhờn, chương 1189, Hoa Anh Túc, một hồng y nam tử nửa hít mắt, nhìn dương nanh múa vuốt ý đồ đem hắn đuổi đi tiểu bạch liên, lông mày vì hơi hơi khơi màu, một phen cầm tiểu bạch liên lung tung múa may đôi tay, hồi lâu không thấy, lá gan nhưng thật ra lớn không ít a à. Hồng y nam tử nhìn chầm chầm tiểu bạch liên nói, Vẻ mặt chính khí tiểu bạch liên bị hồng y nam tử khống chế đôi tay, lực lượng căn bản không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể đáng thương vô cùng ngưỡng đầu, nhìn đối phương không có hảo ý mặt, ngươi, ngươi, ngươi buông ta ra, tiểu bạch liên đầu lưỡi đều thắt, hồng y nam tử hơi hơi cúi đầu, nhìn lã chả trực khóc tiểu bạch liên, dùng treo đùa ngữ khí nói, vừa rồi, ngươi làm ta rời đi ai chủ nhân, ta, ta, tiểu bạch liên nhẹn cái miệng nhỏ, một bộ mau khóc ra tới biểu tình nga hồng y nam tử hơi hơi nhướng mày đáy mắt hồng quang lập lòe hoa ô ô bị như vậy một đe dọa tiểu bạch liên phía trước cường trang trấn định cơ hồ ở nháy mắt phá công hắn oa oa khóc ra tới nước mắt không ngừng từ hốc mắt xuất hiện nhỏ sinh thân mình lập tức trung thành trong gió tơ liễu thoạt nhìn cực kỳ đáng thương quân thanh cùng long kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy lượng tin tức quá lớn bọn họ căn bản không biết này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, bọn họ hiện tại duy nhất rõ ràng chính là, vừa rồi cái kia bỗng nhiên xuất hiện tiểu oa nhi như thế nào đột nhiên liền khóc, hắc thú đã hóa thành mèo đen, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nâng trảo chặn chính mình mặt, đối với tiểu bạch liên xuẩn, nó quả thực là không nỡ nhìn thẳng, này ngu ngốc còn có thể lại xuẩn một chút sao, bị người dâm ba câu liền cấp dọa khóc, hắn ra tới ý nghĩa rốt cuộc ở đâu. Hồng y nam tử đối với tiểu bạch liên khóc thúc thiết, tự hồ tập mãi thành thói quen, nhìn kia khóc thành nước mắt qua qua tiểu bạch liên, hồng y nam tử trong mắt tràn đầy đều là ác liệt, hắn một bàn tay liền đem tiểu bạch liên hai chỉ móng vuốt nhỏ cấp cầm, một cái tay khác thuần thục sờ vào tiểu bạch liên yếm, tiểu bạch liên khóc càng thảm thiết, di, như thế nào không có. Hồng y nam tử một trận sờ soạn lúc sau, thế nhưng không hề phát hiện, thủ hạ chỉ có kia trống rỗng xúc cảm, thật sự làm hắn có chút không thói quen hắn nâng lên tiểu bạch liên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ nói tiểu ngu ngốc ngươi hạt sen đâu chẳng lẽ là rời đi u linh giới liền chậm trễ liền hạt sen đều sản không ra sao ngươi ngươi mau thả ta ra ô ô ô tiểu bạch liên như cũ khóc đáng thương vô cùng hồng y nam tử còn tưởng lại trêu cực hắn một phen lại không có nghĩ đến một con trắng nõn tay nhỏ lại ấn ở hắn trên tay đem tiểu bạch liên tự hắn ma trảo dưới giải cứu ra tới Quân Vô Tà đem khóc thở hỗn hển tiểu Bạch Liên kéo đến bên người, nàng nhưng xem như biết, phía trước tiểu Bạch Liên vì sao nói hắn hạt sen dư lại không nhiều lắm, cũng chưa, những cái đó gia hỏa ăn luôn, đánh giá, trước mắt vị này chính là ăn hạt sen thành viên chi nhất đi. Chủ nhân. Tiểu Bạch Liên nước mắt lưng tròng nhìn Quân Vô Tà, qua một thân nhào vào Quân Vô Tà trong lòng ngực anh anh khóc lên, giống như bị lớn lao ủy khuất, tiểu Bạch Liên nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Hồng Y Nam tử, trời mới biết, nhìn đến đối phương nháy mắt hắn chân đều mềm, ở U Linh giới thời điểm, tên kia đó là thích nhất khi dễ hắn mấy cái hỗn đảng chi nhất, vốn tưởng rằng có chủ nhân, trời đi U Linh giới, hắn liền có thể tạm thời tránh đi đám kia hỗn đảng, lại không có nghĩ đến, thế nhưng đã tìm tới cửa. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bạch Liên liền cảm thấy toàn bộ đầu phộng đều vô vọng. Chương 1190, Hoa Anh Túc 2, đối với phòng nội tình huống Quân Khanh cùng Long Kỳ tỏ vẻ, bọn họ thật là một chút cũng xem không rõ, đơn giản nhắm chặt miệng, toàn đương xem diễn, bằng không có vẻ chính mình hảo xuẩn. Chủ nhân thật sự hảo sinh bất công, này tiểu ngu ngốc là ngươi giới linh, ta cũng giống nhau, làm sao không thấy chủ nhân an ủi an ủi ta, hồng y nam tử khoanh tay trước ngực, lười biến nghiêng đầu nhìn quân vô tà, tiểu bạch liên vừa nghe, lập tức liền không vui, ỷ vào có quân vô tà làm chỗ dựa, nâng lên nước mắt lưng tròng hai mắt nhìn quân vô tà chủ nhân, ngươi không cần hắn được không? hắn xấu nhất. u linh giới đều tìm không ra mấy cái so với hắn tệ hơn người xấu, đã từng chịu đủ tàn phá tiểu bạch liên nhưng nửa điểm cũng không muốn cùng hồng y nam tử cùng chung một cái chủ nhân, khi chẳng phải là ý nghĩa hắn ngày sau lại muốn rơi vào ma trưởng bên trong. tiểu bạch liên lời này vừa mới vừa nói xong, liền cảm thấy sau lưng như là có hỏa lại thiêu giống nhau, kinh hắn đầu cũng không dám hồi. người này tiểu ngu ngốc nhưng thật ra học thông minh biết cái gì gọi là quan báo tư thù. Hồng y nam tử hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía quân vô tà nói, hay không lưu lại anh Túc, từ chủ nhân định đoạt, anh Túc. Quân vô tà đỉnh mày hơi hơi một chọn, này hai chữ cùng nàng kiếp trước nhưng thật ra giống nhau như đúc, hoa anh Túc, một loại tự rất sớm phía trước liền bị mọi người khai cuộc ra tới, có thể tinh luyện các loại ma túy cùng thuốc giảm đau thực vật, năm đó quân vô tà ở gia nhập tổ chức là lúc, cũng từng gặp qua hoa anh Túc, bọn họ tổ chức tuy rằng xả kích hắc bạch lưỡng đạo, du tẩu với màu xám mảnh đất, lại có hai cái đồ vật là tuyệt đối không chạm vào, trong đó một cái chính là ma túy. Vì thế bọn họ còn đã từng phái người phá hủy quá trùng buôn thuốc viện hang ổ, thiêu hết nơi đó gieo trồng một tảng lớn hoa anh túc. Ở rất nhiều người trong mắt, hoa anh túc là cùng tội ác mốc nối tội ác chi hoa, nó sở tinh luyện ra tới ma túy, không biết chôn vùi bao nhiêu người tánh mạng, hủy diệt rồi nhiều ít gia đình loại này thông cảm tội ác hoa nhi lại là đỏ tươi như máu mỹ lệ mà trí mạng quân vô tà đã từng lại chính mình phòng thí nghiệm nuôi trồng quá mấy chỉ hoa anh túc bất quá đều không phải là dùng để tinh luyện ma túy mà là dùng để lấy ra tê mỏi thần kinh tính dược vật chẳng qua tuy rằng cách dùng bất đồng nhưng là bất luận là dùng cho hại người vẫn là dùng cho cứu người đều sẽ làm người sử dụng đối này sinh ra cực đại ỷ lại tính thành miệng khó trừ quân vô tà nghiên cứu một đoạn thời gian lúc sau liền không còn có chạm qua, lại chưa từng tưởng, nàng đệ nhị chỉ giới linh, thế nhưng thật sự chính là hoa anh túc, sớm tại ngửi được kia cổ quen thuộc mùi hương khi, nàng cũng đã có này suy đoán, đúng vậy, chủ nhân của ta, ngươi có thể như vậy gọi ta, ta nguyện trở thành, chỉ vì ngươi một người nở rộ hoa anh túc, anh túc ở quân vô tà bên chân quỳ một gối xuống đất, quét tới lười biến, mang theo một tia trang trọng, nhẹ nhàng chấp khởi quân vô tà một bàn tay, ở nàng mu bàn tay lạc hạ tuyên thệ một hôn quân vô tà mày hơi hơi nhăn lại một bên mèo đen còn lại là dùng một loại ngươi chết chắc rồi ánh mắt nhìn anh túc dám thân chủ nhân nhà nó móng vuốt này nếu như bị đại ma vương thấy được không quan tâm ngươi là người hay quỷ là hoa là hồn đều là một chữ chết anh túc đối với tiểu hắc miêu nội tâm không biết gì đã là đứng dậy đẩy một bước tiểu bạch liên như cũ tránh hắn như rắn rết trung bần bật tránh ở quân vô tà phía sau dùng cặp kia khóc hồng đôi mắt lên án anh túc đã làm đủ loại ác hành hắn không cần cùng anh túc cùng chung một cái chủ nhân a a a a a ai tới cứu cứu hắn a mau tới người đem tên hỗn đảng này kéo đi a a chương 1191, hoa anh túc ba tiểu bạch liên đi thôi không ai có thể đủ thể hội đã trở thành quân vô tà giới linh hoa anh túc căn bản vô pháp lại trở lại u linh giới trừ phi quân vô tà tử vong điểm này tiểu bạch liên là tưởng cũng không dám tưởng quân vô tà tuy rằng rất tưởng ở trước tiên xác nhận anh túc giới linh năng lực có những cái đó chính là bởi vì phía trước hoa anh túc mùi hương khuếch tán ở phòng bên trong loại này mùi hoa sẽ mang theo một loại hao tổn nhân thần kinh thành phần ở nàng chính mình đảo còn hảo nhưng là quân khanh cùng long kỳ yêu cầu tiến hành một ít trị liệu nếu không anh túc mùi hương sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái rất lớn không nói bên nếu là bởi vì này làm cho bọn họ đối hoa anh túc sinh ra ỷ lại tính kia đã có thể thật sự không dễ làm quân vô tà đã nhận thấy được anh túc mùi hoa muốn so nàng kiếp trước chứng kiến quá bất luận cái gì hoa anh túc còn muốn nồng đậm nhiều, nếu nói, nàng trước một đời hoa anh túc yêu cầu trải qua đặc thù xử lý, tinh luyện lúc sau, mới có thể đủ sản xuất những cái đó đối nhân thần kinh tạo thành tổn thương ma túy nói, như vậy nàng trước mắt vị này anh túc, bản thân phát ra mùi hương, cũng đã có thể so với những cái đó tinh luyện sau hiệu quả. Nếu là vẫn từ loại này mùi hoa thành phần tàn lưu ở quân khanh cùng Long Kỳ trong thân thể, đánh giá bọn họ sẽ thập phần khó chịu, các ngươi ở chỗ này chờ. Quân vô tà nhìn anh túc liếc mắt một cái, theo sau đối quân thanh cùng Long Kỳ nói, tiểu thúc ngươi cùng Long Kỳ cùng ta tới, quân thanh cùng Long Kỳ còn ở hoảng hốt bên trong, trong đầu trống rỗng, quân vô tà nói như thế nào, bọn họ liền như thế nào làm, nhưng thật ra tiểu bạch liên, vừa thấy đến quân vô tà phải đi, lập tức anh anh theo qua đi, đánh chết hắn. Hắn cũng không dám cùng anh túc ngốc tại một phòng, nếu không xui xẻo tuyệt đối sẽ là hắn, Quân Khanh đi theo Quân Vô Tà rời đi phòng, hướng tới nàng trong viện dược phòng đi đến, có lẽ là kia nhàn nhạt dược thảo hương hòa tan những cái đó lắng động lại ở trong thân thể hắn hoa anh túc mùi hương, hắn cuối cùng phục hồi tinh thần lại, chỉ là hắn ánh mắt lại không tự chủ được dừng ở cái kia, còn không có hắn chân lớn lên Tiểu Bạch Liên trên người. Tiểu Bạch Liên một đường bước hai điều chân ngắn nhỏ, từng bước một theo sát ở Quân Vô Tà tả hữu, rất sợ cùng ném giống nhau nhìn hắn kia phó nhút nhát sợ sệt bộ dáng, quân thanh cơ hồ là theo bản năng sinh ra một cái cổ quái ý niệm, nếu là vô tà ngày sau có hài tử, hay không cũng là cái dạng này đáng yêu dính người, cái này ý niệm xuất hiện nháy mắt, khiến cho quân thanh cảm thấy có chút dở khóc dở cười, quân vô tà năm nay cũng bất quá 15 tuổi, tuy rằng là tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, chính là xem nàng bộ dáng này, phỏng chừng một chốc một lát là sẽ không thành gia, hài tử cái gì đến, quả nhiên vẫn là quá xa xôi, đi theo quân vô tà đi vào dược phòng lúc sau, quân Khanh cùng Long Kỳ liền ngồi ở một bên, nhìn quân vô tà gai ngược, nhưng thật ra ăn không ngồi rồi tiểu Bạch Liên một con ngựa ngùng xoắn xít đứng ở góc, vừa không dám đi quấy rầy quân vô tà bận rộn, cũng không dám cùng quân Khanh, Long Kỳ quá mức tiếp cận, tiểu Vương gia. Long Kỳ nhìn tiểu gia hỏa kia, trong óc bên trong đột nhiên nghĩ tới cái gì, ân. Quân Khanh nói, ngươi có hay không ngửi được khi hài tử trên người mùi hương. Từ trong phòng khai lúc sau, một đường đi tới, Long Kỳ liền nghe tới rồi tiểu bạch liên trên người hoa sen mùi hương, kia cổ hương vị hắn cũng không xa lạ, tin tưởng quân khanh cũng là giống nhau. Quân khanh bị Long Kỳ như vậy một chút, tức khắc mở to hai mắt nhìn, tiểu bạch liên trên người khí vị, bất chính như năm đó quân vô tà đưa cho hắn ăn vào kia cái hạt sen giống nhau sao, lúc ấy, quân khanh chỉ đương đó là tầm thường hạt sen, chính là hiện giờ hắn lại không dám lại có như vậy đơn giản ý niệm. Chương 1192, Chiến hậu, một quân vô tà phía trước nhắc tới thực vật hệ giới linh, làm hai người trong lòng đều có nhất định suy đoán, chính là bọn họ lại thập phần săn sóc không có hỏi nhiều, bất luận quân vô tà có được chính là cái gì, chỉ cần không xúc phạm tới nàng bản thân, bọn họ đều không thèm để ý. Quân vô tà xứng xong dược sau, làm hai người dùng, hơi làm điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể đem này tàn lưu bộ phận toàn bộ thanh trừ, thôi quân vô tà cũng không có vội vã rời đi mà là thuận tay phối chế một ít đan dược hơn nữa đem chính mình trong túi càng không tồn kho toàn bộ đem ra giao cho quân khanh làm hắn cầm đi cấp những cái đó trọng thương binh lính dùng mộ thần cùng một thiên phàm cũng tới đi tìm quân vô tà bọn họ cũng không biết quân vô tà chân chính thân phận nhưng là đối với quân tà cái này thân phận bọn họ thập phần hiểu biết bọn họ chứng kiến đến cũng là dịch dung sau quân vô tà hai người đối với lúc này đây đại chiến thâm chịu kích thích mộ thần thậm chí đã tỏ vẻ ra hắn nguyện ý từ bỏ quân vô tà phía trước hứa hẹn ngày sau hắn sẽ vẫn luôn lưu tại thích quốc lưu tại lân vương phủ khi một ngày thành hủy người vong hình ảnh ở hắn trong lòng để lại vô pháp hủy diệt dấu vết thụy lân quân này ba chữ cho hắn mang đến xưa nay chưa từng có chấn động hắn nguyện ý vì như vậy một chi quân đội phụng hiến cả đời ngay cả một thiên phàm cũng chủ động yêu cầu gia nhập thụy lân quân hắn không muốn lại làm lân vương phủ khách nhân hắn muốn trở thành thụy lân quân trung một viên không muốn lại ở chiến trung bị thụy lân quân bảo toàn đối với bọn họ hai người thỉnh cầu quân vô tà rất là vui mừng lại cũng không có trực tiếp đáp ứng mà là làm cho bọn họ đi cùng quân tiễn thương lượng việc này thụy lân quân thiệt hại hơn phân nửa đối với này chỉ quân đội mà nói là xưa nay chưa từng có đã kích chính là quân vô tà tin tưởng thụy lân quân quân hồn đã cảm nhiễm rất nhiều người chỉ cần thụy lân quân này ba chữ còn không có từ thế gian bị hủy diệt như vậy nó liền vĩnh viễn sẽ không biến mất bỏ mình quân nhân đem có những cái đó bị bọn họ cứu vớt sinh mệnh kế thừa không nói bên liền hiện giờ đại chiến vừa mới kết thúc mọi người còn ở tu dưỡng bên trong cũng đã có rất nhiều thích quốc các thiếu niên từ các nơi lao tới hoàn thành bọn họ nguyện vọng chỉ có một trở thành thụy lân quân một viên bọn họ tái chiến tranh bên trong bị thụy lân quân sở bảo hộ những cái đó chết trận xa trường binh lính bật lửa này đó các thiếu niên nhiệt huyết bọn họ cũng nguyện ngày sau có thể bảo vệ quốc gia tựa như bọn họ ân nhân như vậy, bảo hộ cái này quốc gia, càng ngày càng nhiều các thiếu niên dũng mãnh vào hoàn thành, lúc này không có người sẽ có thời gian làm cho bọn họ gia nhập quân đội, bọn họ lại tự phát tự động đi trước các nơi, đem kia bị chiến hỏa sang bằng thủy lân quân quân doanh một lần nữa kiến tạo, đem kia tàn phá hoàn thành một lần nữa chữa trị, thích quốc, vĩnh viễn sẽ không diệt vong, quân vô tà cùng mộ thần liên thủ phối chế đang dược, làm chiến hậu dược phẩm nhu cầu được đến cung ứng chiến hỏa bay tán loạn lúc sau rất có thể sẽ mang đến ôn dịch lan tràn, vì khống chế loại tình huống này xuất hiện, hai người cơ hồ cả ngày nhốt ở dược phòng, một trương một trương đang dược bị tặng đi ra ngoài, phân phát đến các nơi, viêm quốc các binh lính, đối với nhà mình bệ hạ trường kỳ ngồi sổng hoàn thành loại này cách làm, cũng không có gì phản ứng, cùng thích quốc hoàn thành người tiếp xúc lúc sau bọn họ cũng thích cái này kiên cường quốc gia, thậm chí còn không ít viên quốc binh lính đã tổ chức thành đoàn thể lại cùng thủy lân quân các binh lính hòa mình, thỉnh giáo một ít thủy lân quân chiến thuật cùng phương thức huấn luyện, bởi vì quân vô tà một câu kết minh, đêm này hai cái quốc gia chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau, mà lúc này đây kết minh, lại chú định hạ tam giới cách cục sẽ ở không lâu tương lai phát sinh biến đổi lớn, chương 1193, Chiến hậu, 2, Chiến hậu trùng kiến yêu cầu đại lượng kinh tế cùng nhân lực làm chống đỡ, chính là thích quốc quốc khố sớm tại thời gian chiến tranh cũng đã bị đào rỗng, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn, lấy ra cũng đủ tiền tài chữa trị trước mắt vết thương quốc gia, thực sự có chút khó khăn. Quân vô tà đem chính mình trên người sở hữu ngân phiếu đều đem ra, lôi sâm cùng lôi hy cũng lấy cá nhân danh nghĩa tiến hành rồi quyên giúp, thực mau, vạn thú thành cùng phong hoa học viện cũng từng nhóm đưa tới đại lượng tiền tài cùng vật tư, này hai đại thế lực xuất hiện làm tất cả mọi người rất là khiếp sợ, người trong thiên hạ cũng không biết, vạn thú thành hòa phong hoa học viện thế nhưng cùng thích quốc cũng có liên hệ không nghĩ tới này hết thảy hết thảy đều là quân vô tà tại đây một năm trong vòng kinh doanh ra tới hiệu quả nàng vô ý thức trợ giúp cứu vớt quá mọi người lại tâm tồn cảm kích hiện giờ bọn họ đem này một phần cảm kích hóa thành vật thật đưa vào thích quốc bên trong thích quốc khốn cảnh có thể giải thoát cử quốc chúc mừng nhưng mà quân vô tà trong lòng lại đè nặng một cái thật lớn nghi hoặc nàng đem kiều sở bọn người tìm lại đây người nói thứ quốc bên trong, cũng có một trương bản đồ. Kiều sở vừa mới nhận được quân vô tà tin tức, vội vã cùng mọi người từ bên ngoài chạy tới lân vương phủ, đã nhiều ngày bọn họ đều lại trong thành các nơi hỗ trợ, một khắc cũng không có thể rảnh rỗi, quân vô tà gật gật đầu, đem lâm tiêu trước khi chết nói, toàn bộ nói cho mọi người, hoa dao trên mặt mang theo một tia thận trọng. Nếu có thể đem thứ quốc bản đồ lộng tới tay trung, chúng ta trên tay là có thể đủ có được sáu trương gia người bản đồ khoảng cách sưu tập hoàn toàn bộ 8 trương bản đồ, cũng chỉ kém cuối cùng hai trương, đem thứ quốc bản đồ bắt được tay lúc sau, khoảng cách mở ra tà đế lăng tẩm bí mật, bọn họ cũng chỉ dư lại cuối cùng hai trương bản đồ, vốn tưởng rằng, sưu tập bản đồ quá trình sẽ cực kỳ dài lâu, lại không nghĩ rằng bọn họ gần dùng một năm thời gian, cũng đã sưu tập tới rồi hơn phân nữa, bọn họ phản phất nhìn đến, khi giấu ở đoạn thiên nhai dưới tà đế lăng tẩm, ở sương mù bên trong chính dần dần hiển lộ ra chân dung. Giờ khắc này, vài tên thiếu niên nội tâm đều tràn ngập kích động, mở ra tà đế lăng tẩm, thu hoạch trung tam giới bảo tàng, bọn họ liền có thể đạt được cùng 12 điện đối kháng lực lượng, là có thể đủ vì bọn họ cha mẹ báo thù rửa hận. Thứ quốc đại quân lúc này đây xuất động hơn phân nữa, hiện giờ quốc nội quân đội không đủ, chúng ta hay không muốn trực tiếp mang binh giết qua đi, kiều sở lúc này đây nhưng xem như mê thượng hành quân đánh giặc, đó là thuộc về Nam Nhi chiến trường, ở nhiệt huyết bên trong rơi trong lòng trào dân. Phản Trác lại lắc lắc đầu nói, không thể, nếu là lấy quân đội tiến công, chẳng những thời gian sẽ kéo dài xuống dưới, hơn nữa rất có thể sẽ bức cho bọn họ chó cùng rứt dậu, nếu thứ quốc bên kia cùng 12 điện có điều cấu kết, bảo không chuẩn bọn họ nơi đó hay không sẽ vẫn luôn bảo trì cùng chư long điện chi gian liên hệ, nếu là chúng ta lấy quân đội tiến công, chỉ là vừa mới tiến vào bọn họ lãnh thổ một nước, liền lập tức sẽ khiến cho thứ quốc phản ứng, đến lúc đó bọn họ không có quân đội làm dựa vào tất nhiên sẽ xin giúp đỡ với chư Long Điện, chỉ biết sinh ra càng nhiều phiền toái. Đại quân cố nhiên thực lực bưu hãn, chính là mục tiêu cũng đồng dạng khổng lồ, không giống bọn họ đơn độc hành động có thể tránh đi thứ quốc một ít tai mắt, có thể trực tiếp tiến vào thứ quốc hoàn thành, đạt tới bọn họ mục đích. Bọn họ trong lén lút sưu tập bản đồ sự tình không thể lộ ra, một khi làm 12 điện phát hiện, bọn họ thực mau liền sẽ lâm vào cực kỳ bị động hoàn cảnh, như vậy liền chúng ta mấy cái đi dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Kiều sở đôi tay giao điệp ở sau đầu cười ha hả mở miệng nói, chương 1194, chiến hậu, ba, đi thứ quốc phía trước, ta trước hết cần hồi một chuyến viêm quốc. Quân vô tà nói, trở về. Vì cái gì? Hoa giao rất là nghi hoặc nhìn quân vô tà, ở con đường từng đi qua thượng, bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt, ở chiến hậu liền tiếp tục đi tìm tiếp theo trương đồ rơi xuống, từ lôi sâm mang binh về nước, Quân Vô Tà như thế nào đột nhiên thay đổi kế hoạch, ta phải đi về tìm một người. Quân Vô Tà hai mắt hơi hơi nheo lại, "Ai? Ôn Vũ?" Quân Vô Tà trả lời làm vài tên thiếu niên trên mặt đều xuất hiện một tia kinh ngạc, bọn họ cùng Ôn Vũ tiếp xúc cũng không nhiều, mặc dù là ở Quân Vô Tà đăng cơ thời điểm, Ôn Vũ cũng chỉ là lộ quá một mặt, "Ngươi tìm hắn làm cái gì?" Kiều Sở Nghi hoặc gãi gãi đầu, không thể không nói Ôn Vũ quốc sư lớn lên xác thật đẹp, nhưng là luôn là làm người cảm thấy có chút chảy vuốt, thích quốc ở khai quốc khi, có một khối hồn ngọc. Quân vô tà nhìn các vị đồng bọn nói, cái này ta nhưng thật ra nghe nói qua, không phải nói kia cái ngọc hiện giờ đã bị một phân thành hai sao. Phi Yên nói, quân vô tà gật đầu, ta năm đó, sở dĩ sẽ đi khuynh vân tông, chính là bởi vì này khối hồn ngọc, năm đó khuynh vân tông đại sứ, muốn đem hồn ngọc từ thích quốc lấy đi. Chính là trong đó nửa cái cũng đã tùy ta phụ thân hạ tán, lúc trước, vì bảo toàn thích quốc an nguy, ông nội của ta liền cuộc mộ khai quan, muốn đem kia nửa cái hồn ngọc lấy ra, chính là chờ đến khai quan tài thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện đã qua đời nhiều năm phụ thân, xác chết thế nhưng bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, kia cái hồn ngọc. Chuẩn xác mà nói, là u linh giới bảo khí, trấn hồn ngọc, trấn hồn ngọc. Kiều sở đám người thình lình gian mở to hai mắt nhìn, bọn họ căn bản liền không có nghĩ đến, thích quốc kia khối trấn quốc ngọc bội thế nhưng sẽ cùng trung tam giới có quan hệ, U Linh giới nghe đồn ở trung tam giới bên trong, chính là cụ thể ở nơi nào chúng ta lại không hiểu được, trên thực tế chúng ta có khả năng đủ hiểu biết đến, chỉ có 12 điện cùng cửu cung, bao gồm tà vực chúng ta cũng đều là nghe các trưởng bối nói một ít nghe đồn thôi, trung tam giới mọi người đã từng nói qua, trung tam giới có một vực tứ phương cửu cung 12 điện, đáng tiếc một vực cùng tứ phương đối với chúng ta mà nói quá xa xôi nếu nói thích quốc kia cái hồn ngọc thật là u linh giới trấn hồn ngọc nói. Như vậy, chúng ta phía trước sở làm suy luận chỉ sợ là muốn toàn bộ phủ định. Hoa giao cao mày, năm đó tà đế thống nhất trung tam giới, đem tứ phương cửu cung 12 điện sở hữu bảo vật đều cướp đoạt tới rồi tà vực bên trong, mà trấn hồn ngọc làm u linh giới bảo vật tự nhiên cũng ở trong đó, chính là đương tà đế ngã xuống, tà đế sinh thời lưu lại sở hữu bảo vật đều bị đưa vào tà đế lăng tẩm, bao gồm hắn cướp đoạt tới trung tam giới bảo khí dựa theo đạo lý mà nói khu linh giới trấn hồn ngọc vốn là hẳn là trở thành vật bồi tán chi nhất chính là nó như thế nào liền xuất hiện ở thích quốc trên tay chẳng lẽ nói năm đó trừ bỏ bọn họ cha mẹ ở ngoài còn có người tiến vào quá tà đế lăng tẩm thậm chí còn lấy ra trong đó một bộ phận chôn cùng bảo khí cái này suy luận làm trong phòng các thiếu niên đều lâm vào trầm mặc nếu là dựa theo thế gian suy tính trấn hồn ngọc là ở thích quốc kiến quốc trước cũng đã rơi vào quân tiễn trong tay, mà lúc ấy, bọn họ cha mẹ còn vẫn chưa tìm được tà đế lăng tẩm rơi xuống, khi đồ vật tự nhiên không phải là bọn họ cha mẹ mang ra tới, chẳng lẽ nói, có người tại rất sớm phía trước cũng đã tìm được rồi tà đế lăng tẩm. Vô tà, người nói người muốn đi tìm ôn vũ, nên không phải là một cái kinh người ý niệm ở phản trác trong đầu hình thành, chương 1195, chiến hậu, 4, quân vô tà nói, Ta hỏi qua gia gia, Trấn hồn ngọc là như thế nào được đến, hơn nữa đã làm lôi xâm đem Ôn Vũ bức họa đưa cho hắn nhìn, hiện giờ đã xác nhận, ngươi là nói. Quốc sư Ôn Vũ, đi qua tà đế lăng tẩm. Kiều Sở Khó có thể tin trừng lớn đôi mắt, nếu là Ôn Vũ thật sự đi qua, như vậy có phải hay không liền ý nghĩa, hắn biết tà đế lăng tẩm cụ thể vị trí ở nơi nào. Mặc dù bọn họ không có bản đồ, cũng có thể đủ tìm được tà đế lăng tẩm nơi ở. Dù cho trong tay bọn họ bản đồ đã sắp gom đủ, chính là nếu có thể tìm được một cái sống sờ sờ đi qua tà đế lăng tẩm người, kia có thể so cái gì đều phải hảo đến nhiều, ta không thể xác định, chỉ là như vậy phỏng đoán, cho nên ta cần thiết hồi viêm quốc một chuyến, cùng Ôn Vũ nói nói chuyện, quân vô tà bình tĩnh mở miệng, liền trước mắt nàng được đến manh mối, còn vô pháp làm ra khẳng định phán đoán, bất quá như vậy khả năng tính cực đại, nếu là Ôn Vũ thật sự đi qua tà đế lăng tẩm bất luận dùng kiểu gì phương pháp, nàng đều sẽ khuyên bảo ôn vũ dẫn bọn hắn đi trước. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền trực tiếp trở về, thứ quốc bên kia, chúng ta mấy cái đi trước tìm hiểu tình huống, chờ đến ngươi hỏi qua ôn vũ lúc sau, chúng ta lại làm bước tiếp theo tính toán. Hoa giao nhìn quân vô tà, thận trọng nói, ôn vũ có lẽ có thể trở thành bọn họ một cái khác cơ hội, nhưng là bọn họ cũng sẽ không từ bỏ hiện giờ đã chỉ hiểu được bản đồ rơi xuống, vì để ngừa vạn nhất, này hai điều tuyến, bọn họ đều không tính toán từ bỏ, như vậy cũng có thể, phỏng chừng hiện giờ thứ quốc chiến bại tin tức còn không có tới kịp truyền quay lại quốc nội, chúng ta nhân cơ hội lẻn vào, ở bọn họ không có phòng bị phía trước, nếu là càng kéo dài, thứ quốc bên kia biết bọn họ đại quân ở thích quốc chiến bại, lại còn có liên lụy ra viêm quốc, không chừng sẽ dọa thành cái dạng gì. Kiều sở nhún vai Đối với Hoa Giao đề nghị rất là tán đồng, quân vô tà có chút băng khoăn hơi hơi nhíu mày, phía trước mỗi một lần hành động bọn họ đều là cùng nhau lúc này đây tách ra hành động nhưng thật ra làm nàng có chút băn khoăn hảo thứ quốc bên kia tạm thời liền giao cho chúng ta đi ngươi yên tâm chúng ta chỉ là đi điều tra tình huống không có xác định nắm chắc là sẽ không tùy tiện ra tay chúng ta sẽ nỗ lực chờ đến ngươi đuổi tới ngươi liền ít đi nhọc lòng đi phi yên nhìn quân vô tà hơi hơi nhăn lại mày biết nàng đang lo lắng cái gì các ngươi cẩn thận quân vô tà không yên tâm dặn dò một tiếng, không cần quá coi thường chúng ta. Kiều sở cười vỗ vỗ quân vô tà đầu vai, trải qua mấy người thương lượng, bọn họ quyết định tạm thời tính binh chia làm hai đường, quân vô tà tùy viêm quốc đại quân về nước, tìm được ôn vũ dò hỏi trấn hồn ngọc lai lịch, mà kiều sở bọn họ năm cái tắt muốn trước một bước đi thứ quốc điều nghiên địa hình, lúc sau mọi người liền từng người tan đi. Kiều sở bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị đi trước chạy tới thứ quốc mà quân vô tà tạm thời lưu tại thích quốc hoàn thành chờ mấy ngày sau thích quốc bên này tình huống ổn định sau lập tức mang binh hồi triều cùng kiều sở bọn họ nói xong lời nói sau quân vô tà liền về tới chính mình trong phòng nàng vừa mới đẩy cửa mà vào liền thấy được làm nàng cứng đờ hình ảnh vẻ mặt nước mắt lưng trồng tiểu bạch liên đang bị anh túc mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời ấn ở trên đùi anh túc thon dài đẹp bàn tay chính dáng ở tiểu bạch liên sau lưng yếm dây lưng thượng đầu ngón tay hơi hơi gợi lên tự hồ đang định đem này cởi bỏ, hắn trên mặt tràn ngập ác liệt ý cười, hoàn toàn không màng tiểu bạch liên buồn rầu, tự cảm thấy này thập phần thú vị giống nhau. Mị mị đại nhân cùng sát huyết thỏ lại run rẩy chúng nó bốn chân, run run rẩy rẩy dựa vào anh túc lột xác, mị mị đại nhân cái miệng nhỏ, thế nhưng còn ngậm anh túc ống quần, chương 1196, túy liên VSC anh túc, một, không cần a a a a a a a. Ô ô ô ô, tiểu bạch liên tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ ném đi nóc nhà. Anh túc tà mị đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, khóe miệng ác liệt dơ lên, câu lấy yếm dây lưng ngón tay chậm rãi hướng về phía trước kéo duỗi. đã có thể ở hắn sắp điều khỏi kia dây lưng thời điểm, ánh mắt không ngờ gian quét tới rồi đứng ở trước cửa quân vô tà. Anh túc ngẩng đầu, trên mặt hơi mang theo một tia kinh ngạc, quân vô tà đôi mắt tự phòng nội đảo qua, một cổ nhàn nhạt hoa anh túc hương cùng hoa sen mùi hương hỗn loạn ở bên nhau, chui vào nàng hơi thở, nhìn nằm trên mặt đất, tứ chi vô lực mị mị đại nhân cùng sát huyết thỏ nàng đôi mắt hơi hơi nâng lên đối tượng anh túc huyết hồng đôi mắt lông mày hơi hơi một chọn kia hơi hơi quản cu ẻ ánh mắt làm anh túc lập tức liền ý thức được hắn tân chủ nhân bất mãn hắn lập tức giơ tay vung lên hỗn loạn ở hoa sen mùi hương nhàn nhạt hoa anh túc hương ở nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh ngã trên mặt đất mị mị đại nhân cùng sát huyết thỏ nháy mắt liền cảm thấy mất đi lực lượng lại một lần trở về chúng nó trong cơ thể hai cái sủng manh lập tức ngao một tiếng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mị mị đại nhân một đầu đánh vào anh túc trên bụng, sát huyết thỏ nhìn chuẩn thời cơ dùng hai chỉ chân trước ôm tiểu bạch liên cánh tay liền đi xuống túng, hai chỉ sủng manh liên hợp tác chiến, ý đồ đem tiểu bạch liên từ anh túc độc thủ hạ, giải cứu, chính là... Tiểu Bạch Liên yếm thượng dây lưng còn câu ở anh túc ngón tay thượng, kết quả bị sát huyết thỏ như vậy lôi kéo, hắn thân mình từ anh túc trên đùi xuống dưới nháy mắt, dây lưng cũng bị hoàn toàn kéo ra. Không, xoạch một tiếng, tiểu bạch liên ngã ngồi ở trên mặt đất, kết quả trên người yếm cũng tùy theo rơi xuống ở hắn chân ngắn nhỏ thường, xông sao một trận loạn hưởng, liền nhìn đến ở kia bên dưới cái yếm nhỏ, một đống lung tung rối loạn đồ vật bùm bùm vắng vẻ đầy đất, rải rác chiếu vào tiểu bạch liên bên cạnh, chỉ thấy kia khối tiểu yếm đáp ở hắn trắng nõn cẳng chân thường, toàn thân vốn là chỉ có như vậy một cái che lấp vật tiểu bạch liên, hiện giờ thật sự là, ngực lạnh căm căm tiểu hoa nhi, ngốc ngốc ngồi dưới đất một đôi nước mắt lưng trong mắt to tràn ngập cứng đờ, hắn, hắn, hắn không cần gặp người a a a a, ô ô ô ô ô. Tiểu Bạch Liên ôm chính mình Tiểu Yến từ trên mặt đất bò dậy, anh anh bước ra cẳng chân phát gục trên giường đem chính mình khóa lại trong chăn, trung bần bật, bị xem trống trơn, thật là quá cảm thấy thẹn, cứ hoa không thành, ngược lại làm hoa phơi quang. Mị mị đại nhân cùng sát huyết thỏ hai chớp chớp đôi mắt, có chút sững sờ, anh túc bật cười nâng lên tay, vẻ mặt phúc hậu nhìn về phía quân vô tà, này cũng không thể oán ta, ta không có động thủ, là này hai cái tiểu gia hỏa muốn che chở kia tiểu ngu ngốc, mới tạo thành, tuy rằng, trên thực tế, hắn là có như vậy tính toán, chính là quân vô tà xuất hiện lại làm hắn không thể không ngừng tay trung động tác, nhưng thật ra này hai chỉ một lòng che chở kia chỉ sủng hoa linh thú, giúp hắn một cái đại ân. Mị, mị mị đại nhân chậm rì rì từ anh túc trên đùi bò đi xuống, một bộ chột dạ bộ dáng, bước tiểu đề tử, lộc cộc đi đến góc tường, đầu đối với tường, liền lộ cấp mượt mà thí thí cấp quân vô tà, một bộ ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng chưa đã làm, biểu tình, sáp huyết thỏ còn lại là ôm chính mình kia đối lỗ tai, trực tiếp đem mặt chôn ở lỗ tai, tiêu chuẩn bịt tai trộn chung, quân vô tà mặt, nàng chậm rãi đi tới ngăn tủ bên, đem một hồ rượu ngon từ giữa sách ra tới, chương 1197, túy liên VSC Anh Túc, 2. Anh túc nhìn quân vô tà động tác, lòng có một cái dự cảm bất tường dần dần sinh ra. Hắn muốn nói cái gì đó, chính là quân vô tà một tiếp mắt lạnh khiến cho hắn ngậm miệng lại. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn quân vô tà xách theo vò rượu đi đến nếp giường, duỗi tay đem tránh ở trong chăn xấu hổ với gặp người tiểu bạch liên kéo ra tới. Anh anh, tiểu bạch liên khóc đỏ mặt, toàn bộ hoa đều mau hỏng mất. Chủ nhân, ô, ô, nhân gia bị xem xem trống trơn. Ngô, tiểu bạch liên còn muốn khóc lóc kể lễ chính mình bi thảm đậu phộng, kết quả quân vô tà nâng lên hắn cầm, liền đem trong tay vò rượu cử lên, rượu hương tùy ý, mắt lạnh rượu bị không ngừng rót vào tiểu bạch liên trong miệng, hắn vùng vẫy hai chỉ tay ngắn nhỏ, vốn là khóc hồng mặt, ở cùng dưới tác dụng càng thêm hồng nhuận, anh túc nhìn chầm chầm tiểu bạch liên ánh mắt có chút cổ quái, nhìn một vò tử rượu ngon toàn bộ cấp tiểu bạch liên nuốt đi xuống, tiểu gia hỏa lung lay ngồi ở trên giường bộ dáng, hắn yên lặng từ ghế trên đứng lên, thon dài hai chân hướng tới cửa mại qua đi, ngươi muốn đi nào a? À? Thình lình giang, một tiếng mang theo bạo nộ thanh âm từ anh túc phía sau vang lên, anh túc thân mình hơi hơi cứng đờ, xoay người khi, lại thấy đến trần trụi thượng thân túy liên, đang ngồi ở trên giường hít mắt nhìn chầm chầm hắn, túy liên một chân còn dẫm lên mép giường. Quân vô tà sách theo vỏ chai rượu đứng ở một bên, tùy tay đem vò rượu ném ở một bên, phanh tay trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn sắc mặt hơi hơi có chút không thích hợp anh túc. đã lâu không thấy anh túc nhìn trên mặt mảng men say túy liên cười nói, tuy là đã lâu không thấy, lại như là đều thấy nột. túy liên đôi tay giao nắm ở bên nhau, tùy ý đẩy đốt ngón tay, phát ra thanh thúy ca ca thanh. a à, anh túc cười một tiếng, túy liên không ngờ gian từ trên giường nhảy dựng lên, hắn thân mình giống như thiếu niên tinh tế, lại bởi vì men say làm hắn nguyên bản trắng nõn làn da nhiễm một tầng hồng nhạt, thiếu niên độc hữu mảnh khảnh thượng thân, lại không có cho hắn mang đến bất luận cái gì một tia yếu đuối mong manh cảm giác, hắn đột nhiên thoáng hướng về phía anh Túc, giống như một đạo ti chớp, anh Túc lửa đỏ thân ảnh lập tức muốn thoát đi, chính là lại bị túy liên một phen chế trụ, quân vô tà yên lặng đi tới một bên, đem sững sờ ở tại chỗ sát huyết thỏ cùng tránh ở góc tường mị mị đại nhân sách đi ra ngoài, đi ra cửa phòng thời điểm, còn nhất chân tướng môn thuận đường cấp mang lên trong phút chốc trong phòng một trận hỗn loạn tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến mang theo mùi rượu mùi hoa từ kẹt cửa trung phiêu ra quân vô tà liền ngồi ở trong viện ghế đá thượng nhìn trói chặt cửa phòng mị mị đại nhân cùng sát huyết thỏ lại là tràn ngập tò mò bái ở cạnh cửa ý đồ từ kẹt cửa trung rình coi đến phòng nội tình huống mèo đen bình tĩnh ghé vào quân vô tà trên vai đối với này đó hoa hoa thú thú nhóm đùa giỡn không chút nào để vào mắt đặc biệt cao lãnh Miêu, Hoa Anh Túc bản chất nhưng không an ổn, thật sự muốn lưu lại, quân vô tà đôi mắt buông xuống, Hoa Anh Túc nhìn như cực kỳ nguy hiểm, tính cách cũng cực kỳ yêu tà, chính là nguyên nhân chính là vì hắn đặc thù tính, hắn tác dụng tự nhiên là sẽ không thiếu, không nói bên, chỉ là anh Túc mùi hoa, đối với đại quy mô chiến đấu mà nói, chính là một cái cực kỳ cường đại hiệu quả, có thể đem người thân thể cùng thần kinh tê mỏi, thả lại là dựa vào khí vị truyền bá, bực này độc tính chính là khó lòng phòng bị hảo ngoạn ý, còn nữa, nàng thật đúng là không biết, có giới linh có thể bị chủ nhân nhà mình chạy về U Linh giới, chương 1198, túy liên VSC Anh Túc 3, chờ đến hồi lâu lúc sau, trong phòng không có tiếng vang, quân vô tà đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm, lúc này mới nhấc chân đi qua, tướng môn đẩy ra, chính là cửa này vừa mới vừa mở ra, ấn nhập nàng mi mắt đồ vật, liền làm nàng mặt. Chỉ thấy túy liên thật nửa thân trần thân mình, khóa ngồi ở anh túc trên eo, một tay nắm anh túc cổ áo, nằm trên mặt đất anh túc quần áo nửa sưởng, lửa đỏ quần áo rơi rụng ở bên người, ấn hắn trắng nõn làn da, sưng hắn đen nhánh tóc dài rơi rụng, kia hình ảnh, nói không hết quyến rũ ái muội ha. Túy Liên, ngươi này thật đúng là. Tấm tắc. Đã từng chịu khổ Túy Liên trà đạp mèo đen, vừa thấy đến hình ảnh này. Liền lộ ra một bộ, ngươi cùng hắn thế nhưng là cái dạng này quan hệ, Ta đã hiểu, biểu tình, không phải. Ngươi từ từ. Nghe ta giải thích. Túy Liên cũng ý thức được hắn cùng anh Túc hiện giờ tạo hình thoạt nhìn có bao nhiêu cái muội lập tức liền muốn đứng dậy phản bác, kết quả không đợi hắn đứng lên, một con đẹp tay lại đột nhiên kéo lại hắn bên hông lưng quần, trực tiếp đem hắn lại kéo trở về, như thế nào? Không tiếp tục sao? Ta chính là thực chờ mong a. À. Anh Túc cười tủm tỉm nhìn Túy Liên, nửa hít khóe mắt mang theo một tia yêu dị, hơi hơi dơ lên khóe môi cái hết sở hữu phong hoa. Túy liên phục một tiếng, lại khóa ngồi ở anh túc trên eo, lập tức hắn liền tạc mau, ngươi đại gia. Cho ta ngừng nghỉ điểm. Nói, kia sức bật mười phần nắm tay, đối với anh túc khuôn mặt tuấn tú huy qua đi, anh túc vững chắc ăn một quyền, trên mặt mang theo một tia trầy da, hắn hồng nhuận đầu lưỡi liếm liếm phá khóe miệng, tươi cười lại càng thêm nồng đậm, túy liên tư vị vẫn là như thế kịch liệt, túy liên hoàn toàn phát điên, cái này tự biến thái, mắt thấy túy liên lại muốn bắt anh túc một đống đánh tơi bời, quân vô tà lại lên tiếng, hảo, quân vô tà một phát lời nói, hai đóa hoa cũng không dám sàng bậy, túy liên nổi giận đùng đùng từ anh túc trên người đứng lên, đứng dậy sau còn không quên đối với anh túc hung hăng đá thượng một chân, nề hà anh túc lại hảo không cảm thấy có gì đau đớn, cười tủm tỉm đứng lên, quân vô tà xem như đã nhìn ra, anh túc ở tiểu bạch liên trước mặt chính là cái hỗn đảng, ở túy liên trước mặt chính là cấp thích bị ngược hỗn đảng. Ngươi muốn trở thành ta giới linh, ta không có ý kiến, nhưng là ta cần thiết phải biết rằng ngươi tác dụng, ta bên người không lưu vô dụng. Quân vô tà ngồi ở một bên, mắt lạnh nhìn anh túc, cùng khiếp đảm tiểu bạch liên, cùng cùng bạo túy liên so sánh với, anh túc nhưng thật ra thập phần khó giải quyết một con giới linh. Anh túc cười nói, không biết chủ nhân muốn biết chút cái gì tác dụng, ngươi bản thân năng lực quân vô tà nói anh túc buông tay một quả trứng bồ câu lớn nhỏ màu xanh lục trái cây xuất hiện ở hắn lòng bàn tay cùng thương ngự tuyết liên hạt sen bất đồng anh túc lấy ra tới trái cây tuy là màu xanh lục nhưng là mặt ngoài lại như là bao trùm một tầng hơi mỏng bạch sương giống nhau đây là anh túc trái cây nếu là chủ nhân muốn khống chế bất luận kẻ nào nó có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi bất quá loại đồ vật này cũng không thể dùng ở chủ nhân để ý nhân thân thượng tuy rằng có thể khống chế người ý thức bất quá nó trong đó sở hàm độc tố cũng thập phần trí mạng, chờ đến khống chế hiệu quả biến mất, người nọ tánh mạng chỉ sợ cũng là ngã đầu, anh Túc cười cực kỳ ác liệt, phản phất tử vong trong mắt hắn chỉ là một hồi thú vị trò chơi giống nhau, nếu nói thương ngự tuyết liên tác dụng là cứu người, như vậy ta tác dụng, liền chỉ có hại người, chương 1199, túy liên VSC anh Túc, 4. Nếu nói thương ngự tuyết liên tác dụng là cứu người, như vậy ta tác dụng, liền chỉ có hại người, anh túc bản thân, Hắn trái cây bao gồm hắn khí vị, đều cực kỳ trí mạng, có thể nói hắn xuất hiện cũng đã ý nghĩa tử vong đã đến. Hả hắn có thể thao túng chính mình mùi hương, lấy nào đó riêng lựa chọn, làm này đã chịu hắn mùi hoa ảnh hưởng, loại này có thể lựa chọn tính bao trùng muốn so thương ngự Tuyết Liên mùi hương càng thêm bá đạo, nếu là hắn tưởng, hắn thậm chí còn có thể dùng tự thân mùi hoa, đem thương ngự Tuyết Liên hơi thở che giấu, lấy hủy diệt vì mục đích tồn tại hoa anh túc, có thể trở thành mọi người ác mộng làm người chết vào vô hình bên trong anh túc chậm rãi nói chính mình năng lực nói đến một nửa khi hắn lại đột nhiên nâng lên tay vén lên ống tay áo lộ ra thủ đoạn hắn vương một cái tay khác sắc bén móng tay hung hăng cắt qua thủ đoạn làn da giây tiếp theo màu trắng ngà chất lỏng tự hắn miệng vết thương chảy ra nhỏ giọt ở trên sàn nhà tư một tiếng hắn dưới chân cứng rắn sàn cẩm thạch thế nhưng ở kia màu trắng chất lỏng hạ bị ăn mòn rất một mảnh nhỏ một đoàn nhàn nhạt sương khói tự ăn mòn sau trên sàn nhà chạy trốn lên, Quân Vô Tà hơi hơi nhướng mày, này anh Túc toàn thân trên dưới, thật sự đều là hại người độc tính, anh Túc giới linh cùng nàng trước một đời chứng kiến đến anh Túc vẫn là có chút bất đồng, ít nhất bình thường anh Túc chất lỏng, cũng sẽ không có như vậy cường ăn mòn tính, chủ nhân đối tại hạ, còn vừa lòng sao? Anh Túc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Quân Vô Tà, Quân Vô Tà nhẹ nhàng gật gật đầu, duỗi tay đem anh Túc trong tay trái cây cầm lại đây nhìn kia bị trái cây, quân vô tà trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng lập tức đem đặt ở trong túi càng khôn kia mấy quyển sách cũ cấp viên ra tới, kia mấy quyển sách vỡ là lúc trước ở quỷ thị bên trong, bị tiểu bạch liên lôi kéo mua, trong đó ghi lại không ít gieo trồng thực vật phương pháp. Quân vô tà tại ý thức tới đó mặt có được gieo trồng thương ngự tuyết liên phương thức bên trong, liền đã mơ hồ có một loại suy đoán, nói không chừng, này đó thư thượng sở ghi lại thực vật, rất có thể đều là thực vật hệ giới linh. Quân vô tà nhớ tới phía trước nàng ở lật xem này đó thư tịch khi, tuy rằng chưa từng gặp qua hoa anh túc bộ dáng, chính là lại có một trương bức họa cực kỳ hoa anh túc trái cây. Quả nhiên, ở quân vô tà tìm kiếm hạ, nàng tìm được rồi khi đoạn miêu tả hoa anh túc trái cây nội dung, chỉ là cùng thương ngự tuyết liên hạt giống bất đồng, hoa anh túc trái cây gieo trồng đều không phải là có thể loại ra hoàn chỉnh hoa anh túc, mà là sẽ khiến cho hoa anh túc trái cây độc tố trở nên càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn chỉ cần đem nó chôn nhập thấp hèn, tưới lấy độc nước, liền có thể làm nhất chỉnh phiến thổ địa, biến thành ẩn chứa độc tố đầm lầy, thật đúng là giết người chuẩn bị thứ tốt. Quân vô tà đem hoa anh túc trái cây thu hảo, đối với anh túc nàng có đại khái hiểu biết, đến nỗi càng nhiều bộ phận, nàng có thể chờ đến ngày sau, chậm rãi đi phát giác. Trước cuộc năm đó Tiểu Bạch Liên tự giới thiệu thời điểm, nhưng chưa từng nói qua, hắn còn mang thêm một con túy liên. Ai biết này anh Túc có phải hay không cũng ẩn giấu một tay có thể. Quân vô tà dương mắt nhìn về phía anh Túc, anh Túc cười cười, nâng lên cánh tay, đem miệng vết thương dán ở khẩu thượng nhấp nhấp, thực mau kia miệng vết thương liền khép lại, ta miệng vết thương chỉ có ta nước bọc mới có thể chữa khỏi, thả cũng chỉ có ta có thể chạm vào, nếu là đổi làm bên sinh linh, chỉ cần đụng tới nửa điểm, liền sẽ đương trường mất mạng, bất quá linh hồn thể, nhưng thật ra không cần lo lắng. Anh Túc cười tủng tỉm mở miệng, chương 1200, khởi phong túy liên ở một bên trừng mắt anh túc không lưng đem phía trước từ nhỏ bạch liên yếm rớt ra tới đồ vật hết thảy trang trở về khi kiện tiểu yếm cũng ở hắn xuất hiện là lúc hóa thành áo ngoài rơi xuống ở trên giường hắn duỗi tay cầm lấy trồng lên trên người kiều chân bắt chéo một bộ khó chịu bộ dáng nhìn anh túc bởi vì linh thú bản năng mị mị đại nhân cùng sát huyết thỏ đối với anh túc đều có kính nhi viễn chi thái độ cùng làm chúng nó cảm thấy ăn rất ngon tiểu bạch liên so sánh với anh túc ở chúng nó trong mắt chính là râu ria, cắn đều không muốn đi cắn loại hình, hai chỉ sủng manh, sở dĩ như vậy giữ gìn tiểu bạch liên, làm sao biết không phải ở bảo hộ chính mình đồ ăn, hiện giờ thích quốc đã ở tu chỉnh bên trong, quân vô tà là thời điểm cùng đại quân cùng phản hồi viêm quốc, chỉ là, giả dạ sát trở về, lại đồng thời mang đến quân vô dược tạm thời rời đi tin tức, cái này làm cho quân vô tà có chút hậm hực, lại cũng không có thời gian nghĩ nhiều cái gì, thừa dịp này cuối cùng thời gian quân vô tà cùng quân gia phụ tử hảo hảo tụ ở bên nhau, tổ tôn tam đại hòa thuận vui vẻ, ai đều chưa từng đề cập phân biệt sự tình, chính là bọn họ mỗi người đều biết, hiện giờ gặp nhau chỉ là ngắn ngủi. Mộ thần cùng một thiên phàm quyết tâm lưu tại thích quốc, hơn nữa đã được đến quân tiễn đồng ý, hai người đều gia nhập tới rồi thủy lân quân bên trong, liên quan mộ thần những đệ tử này, cũng trở thành thủy lân quân trung chuyên chúc quân y. Ở đã trải qua trận này đại chiến lúc sau, chiến hỏa rèn luyện dưới bọn họ đã trở nên càng thêm thành thục không hề chỉ là đem thích quốc lân vương phủ coi như bọn họ tạm thời đặt chân nơi mà là sinh ra cắm rễ tâm tư đương viên quốc đại quân khởi hành hồi triều là lúc thích quốc bá tánh ra khỏi thành đưa tiễn mặc thiển nguyên thân là đế quân lại không thích hợp xuất hiện hắn chỉ có thể đứng ở đại điện ở ngoài nhìn đại quân rời đi phương hướng hắn biết nàng cũng đem rời đi lại lần nữa gặp nhau cũng đã không biết muốn bao lâu lúc sau mặt thiển nguyên ánh mắt hiện lên một tia mất mát ngực tựa đổ cái gì tựa mà nói không nên lời áp lực bạch vân tiên đứng ở hắn phía sau nhìn vị này tuổi trẻ đế vương vĩ ngạn bóng dáng trong lòng thổi qua một tia khác thường quân vô tà hướng thích quốc tắc không ít người ra mộ thần cùng một thiên phàm ở ngoài còn có phía trước bạch vân tiên cùng doãn ngôn bạch vân tiên này một năm gian bởi vì quân vô tà hạ ở nàng trong cơ thể độc thập phần thành thật hơn nữa bằng vào một thân y thuật trở thành thích quốc thái y viện thủ tịch ngự y tuy rằng không hề có thể giống như muốn vân tông khi nhưng là nàng lại cảm nhận được một loại khác sinh hoạt nàng vốn tưởng rằng có nàng đã từng cách làm mặc dù là quân vô tà muốn lợi dụng nàng y thuật mặc thiển nguyên cũng sẽ không đối nàng quá mức khách khí chính là ở chỗ này nàng hành động lại dị thường tự do thậm chí còn thích quốc những cái đó không rõ chân tướng bá tánh cùng các ngự y đối nàng thái độ cũng vô cùng khiêm tốn mất đi khuynh vân tông tông chủ thân truyền đệ tử tên tuổi, nàng mất đi ngày xưa quan hoàng, lại đạt được một tia bình tĩnh, ở thích quốc hoàng thành bên trong, không có lục đục với nhau, cũng không có cho nhau đua đòi chèn ép, nơi này bình tĩnh an nhàn làm nàng cảm thấy cùng chính mình phía trước mười mấy năm sinh hoạt hoàn toàn bất đồng, bệ hạ, khởi phong. Bạch Vân Tiên nhìn mặt thiển nguyên hiêu quạng bóng dáng, hơi hơi rũ xuống mi mắt nhắc nhở nói, mặt thiển nguyên hoảng hốt gian ngẩng đầu, nhìn chính ngọ ánh mắt, rõ ràng như vậy lóa mắt kia cũng sáng ngời chính là không biết vì sao hắn lại không cảm giác được một tia ấm áp đúng vậy khởi phong hắn cùng nàng càng lúc càng xa như này thâm đông gió lạnh mang đến đến xương lại lóa mắt ánh mặt trời cũng không hòa tan được kia lạnh lẽo